Nhưng, so với lá bài tẩy dốc hết ma tổ vô thiên, Diệp Thần còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Đó chính là, liệt nhật mệnh tinh. Chỉ cần hắn thả ra liệt nhật mệnh tinh, có lẽ có thể ngay tức thì kết thúc chiến đấu, dễ như bớn, đem ma tổ vô thiên giết chết. Chỉ bất quá, Diệp Thần hôm nay cũng là thương tích khắp người, lấy cái này trạng thái, triệu hoán liệt nhật mệnh tinh mà nói, hắn sợ rằng sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tư Thanh gặp nguy hiểm. Đang hỗn chiến tới giữa, Diệp Thần mãnh như vậy bắt được một chút nguy cơ. Vậy là tới từ Hải Đường Tiên Đảo nguy cơ. Hải Đường Tiên Đảo, gặp phải tập sát, Kỳ Tư Thanh chính diện sắp tuyệt cảnh. Diệp Thần ca, đừng đánh, chúng ta đi về trước đi. Hải Đường Tử Hoàng gặp Diệp Thần sắp cùng ma tổ vô thiên lấy mạng đổi mạng, nội tâm đặc biệt lo âu. Đồng thời, nàng vậy cảm giác được, Hải Đường Tiên Đảo bên kia, tựa hồ có động trời nguy cơ bùng nổ. Diệp Thần tâm niệm vừa chuyển, biết ngày hôm nay sẽ cùng ma tổ vô thiên đánh xuống, cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ kết quả, lập tức liền lui về phía sau hai bước, nói. Ma tổ vô thiên, người ta hôm nay thắng bại chưa phân, ngày khác tái chiến, cáo từ. Dứt lời, Diệp Thần bước chân đạp một cái, thân thể xông lên bay đến trên trời, dẫm ở Hải Đường Tử Hoàng gánh triển núi trên, kêu lên, đi. Hải Đường Tử Hoàng một tiếng phượng hót, liền chở hắn cấp tốc trở lại Hải Đường Tiên Đảo. Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần đi xa, không hề đuổi theo, thần sắc hoảng hốt, hơi có điểm buồn bã mất mát hình dáng. Thằng nhóc này, tiến bộ không khỏi quá nhanh chút, ta tất cả lá bài tẩy đã thi triển ra, như cũng không cách nào áp chế hắn, thậm chí có thể phải bị hắn giết ngược. Chẳng lẽ, ta ma tổ vô thiên, cuối cùng là phải chết ở trong tay hắn. Ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, mặc dù còn không phân ra thắng bại, nhưng đối với ma tổ vô thiên mà nói, không cách nào áp chế Diệp Thần, chính là lớn nhất thảm bại. Xem ra, vẫn là phải chờ ta đoạt được tử thần quyền bính, mới có táng diệt luân hồi có thể. Ma tổ vô thiên trong tròng mắt lướt qua một chút mũi nhọn, hắn hôm nay là không hy vọng áp chế Diệp Thần, chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ tại tương lai. Nếu như ở tương lai, hắn không thể đoạt được tử thần quyền bính mà nói, vậy hắn liền hoàn toàn xong rồi. Diệp Thần đột phá, chân thực quá nhanh, thực lực mỗi ngày đều có tăng lên, mỗi ngày đều có đại cơ duyên, nếu là trì hoãn tiếp nữa, ma tổ vô thiên có thể khẳng định, mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Diệp Thần thoát khỏi chiến đấu, ngồi xếp bằng ở Hải Đường Tử Hoàng gánh triển núi trên, điều tức khôi phục linh khí. Diệp Thần ca, người bị thương quá nặng, ta giúp người chữa thương. Hải Đường Tử Hoàng một tiếng phượng hót, đem tự thân trong huyết mạch hàm chứa số mệnh mê tía, truyền đến Diệp Thần trên mình. Nàng vâng mệnh vận cuốn cố, trong huyết mạch tích góp số mệnh mê tía, năng lượng 10 phần dư thừa, năm đó thậm chí để cho Hải Đường Linh mẫu đích gia tộc, từ một cái gia tộc nhỏ, quật khởi là thiên ngoại thiên bá chủ một phương. Diệp Thần đạt được Hải Đường Tử Hoàng linh khí bồi bổ, nguyên khí nhất thời liền khôi phục rất nhiều. Diệu pháp hoa sen, uẩn dưỡng ta thân. Diệp Thần lại thi triển Diệu pháp hoa sen Phật pháp, tư dưỡng thân thể, thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, kinh mạch đan điền bên trong chịu ô nhiễm, vậy nhanh chóng rút đi. Diệu pháp hoa sen, Phật tổ chân kinh tầng thứ 7, cửa này Phật pháp, bên ngoài có thể trấn ma đổ sát địch, bên trong có thể tu dưỡng thể xác và tinh thần, 10 phần huyền diệu. Ở Hải Đường Tử Hoàng huyết mạch linh khí, còn có Diệu pháp hoa sen bồi bổ hạ, Diệp Thần nguyên khí khôi phục hơn nửa, tinh thần phấn chấn. Cùng hắn trở lại Hải Đường Tiên Đảo, nhưng thấy được vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Chỉ gặp Hải Đường Tiên Đảo phía trên, tràn đầy kinh khủng kiếm khí gió bão, giống như ngày tận thế hạ xuống. Đen sấm kiếm khí gió bão, mỗi một tia kiếm khí, đều là hàm chứa vô thượng giết hại, giống như là thiên thần phạt, hạ xuống đến trần thế. Cả tòa Hải Đường Tiên Đảo, từng ngọn đỉnh núi, một phiến cánh rừng, mọi chỗ kiến trúc cổ xưa, đã sớm bị kiếm khí kia gió bão phá hủy. Rất nhiều mãi mãi tồn tại hóa thành cướp xám. Đó là thiên tội kiếm khí hình thành gió bão. Ở kiếm khí gió bão bên trong, là một viên phượng hoàng khí tượng vòng quanh tinh thần, đó chính là phượng hoàng thần tinh. Thời khắc này phượng hoàng thần tinh, đang gặp phải kiếm khí gió bão tập sát, lảo đảo muốn rơi xuống. Phượng hoàng thần tinh bên trong, Kỳ Tư Thanh và Hải Đường Linh Mẫu, đang khổ khổ chống đỡ. Ha ha ha, các ngươi còn không lãnh cái chết. Còn vùng vẫy chút gì? Gió bão bên trong, truyền ra một đạo tiếng cười lớn, đó là hắc huyết ma tôn thanh âm.
Hắc huyết ma tôn trôi lơ lửng ở trên trời, như trưởng ngự gió bão nắm giữ, uy thế cực kỳ cường hãn. Diệp thần thấy hắc huyết ma tôn, một mắt tới giữa, dòm ngó hôm nay cơ hội, liền biết được tất cả. Người này là hắc huyết ma tôn, hắc huyết giáo giáo chủ. Là phượng hoàng nhất mạch người, mời hắn hạ tới giết ta. Thậm chí, nhâm phi phàm tiền bối, đã cùng hắc huyết ma tôn đã giao thủ. Diệp thần mơ hồ dòm ngó gặp nhâm phi phàm bóng người, nhâm phi phàm đại náo hắc huyết giáo, thiên đế uy nghiêm trấn áp, làm được hắc huyết ma tôn cũng theo đó nghẹt thở. Bất quá, nhâm phi phàm bại lộ, nhưng đưa tới cốt thiên đế sát ý. Hai đại thiên đế kịch chiến, nhâm phi phàm trạng thái không tốt, rơi vào hạ phong, thật may đạt được thích giả Phật tổ trợ lực, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thích giả Phật tổ đả thương cốt thiên đế, cũng mang đi nhâm phi phàm. Diệp thần dòm ngó gặp những thứ này nhân quả, thoáng an tâm, cũng biết trước mắt hắc huyết ma tôn, cũng không phải là bản thể, chỉ là một đạo phân thân. Một đạo phân thân, cũng dám ngông cuồng, phù sinh tuyệt mệnh, cho ta chém chết. Diệp thần ánh mắt sắc bén, chân đạp ở hải đường tử hoàng gánh triền núi trên, dùng sức đạp một cái, khom người cầm trong tay phù sinh tuyệt mệnh ném ra, hướng hắc huyết ma tôn bắn nhanh đi. Hải đường tử hoàng ai yêu một tiếng kêu đau, diệp thần cái này đạp một cái, thiếu chút nữa đem nàng xương cốt cũng đạp vỡ, có thể gặp diệp thần lực lượng đáng sợ. Diệp thần bén nhạy cảm thấy được, hắc huyết ma tôn trong cơ thể, có một chút hoàng kim huyết mạch chập chờn. Hắn dung hợp qua hoàng kim ma thần máu. Nói cách khác, hắc huyết ma tôn phải bị phù sinh tuyệt mệnh khắc chế. Suy, phù sinh tuyệt mệnh mang ác liệt mũi nhọn, xuyên qua hư không, giết phá không khí, phát ra cực kỳ nhọn gào thét, bắn chết hướng hắc huyết ma tôn sau lưng. Ừ, hắc huyết ma tôn chân mày cao lại, cảm nhận được sau lưng ý định giết người, quay đầu vừa thấy, liền thấy phù sinh tuyệt mệnh đầu thương, đang mang vô cùng sắc bén hàn mang bắn tới. Diệp thần cao ngất bóng người, ngay tại sau lưng hắn cách đó không xa. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Hắc huyết ma tôn hoảng hốt, không nghĩ tới diệp thần lại có thể lại đột nhiên trở về, thậm chí ra tay một cái, liền vận dụng phù sinh tuyệt mệnh. Chân huyễn xen lẫn, huyết mạch ẩn núp. Vậy phù sinh tuyệt mệnh, đối hoàng kim huyết mạch có cường đại khắc chế hiệu quả, hắc huyết ma tôn vậy không dám thờ ơ, lập tức bóp một cái pháp quyết, trên mình lại thoát ra từng cái quỷ bí ảo tưởng quy luật. Ở ngay lập tức tới giữa, hắn đem tự thân hoàng kim huyết mạch, thay đổi thành ảo tưởng trạng thái, ẩn núp. Hoàng kim huyết mạch từ chân thật hình thái, thay đổi thành ảo tưởng, ngang hàng là không tồn tại. Phù sinh tuyệt mệnh khắc chế hiệu quả, vậy nhất thời mất hiệu lực. Đây là hắc huyết ma tôn thủ đoạn. Hắn sớm liền nghĩ đến, như thế nào đối kháng phù sinh tuyệt mệnh. Trong cơ thể hắn hoàng kim huyết mạch, năng lượng không hề nhiều, chỉ là một chút thôi, có thể lợi dụng ảo tưởng quy luật ẩn núp, từ đó né tránh phù sinh tuyệt mệnh khắc chế. Né tránh khắc chế sau đó, hắc huyết ma tôn thúc dục thiên tội kiếm khí, suy suy vang dội, giết phá hư không, chém ở phù sinh tuyệt mệnh phía trên, đem thanh binh khí này, đánh bay ra ngoài. Diệp thần đưa tay đón về phù sinh tuyệt mệnh, thấy hắc huyết ma tôn thủ đoạn, cũng là nhỏ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy, lập tức liền đem huyết mạch ẩn núp tốt, xem ra đến có chuẩn bị. Phượng hoàng thần tinh thượng, theo hắc huyết ma tôn đi đối kháng Diệp thần, ngày trước tội kiếm khí gió bão, cũng là hơi giảm bớt. Kỷ Tư Thanh cùng Hải Đường Linh Mẫu, áp lực lớn giảm, hai người thấy Diệp thần trở về, đều là ngạc nhiên mừng rỡ. So với hư không mờ mịt tím hoàng tiên cung cứu viện, Diệp thần bóng người, càng để cho các nàng an tâm. Luân hồi chi chủ, người thực lực, để cho ý ta bên ngoài, ta không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như thế. Hắc huyết ma tôn ngưng mắt nhìn Diệp thần, có thể rõ ràng cảm nhận được, Diệp thần bề ngoài tu vi, tuy chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 5, nhưng tổng hợp sức chiến đấu, đã đủ để sánh bằng tiên đế. Tiên đế, đó là thế giới hiện thật đỉnh cấp cảnh giới. Nói cách khác, thời khắc này Diệp thần, đã là đời này tinh không đỉnh cấp nhân vật, bá đạo vô cùng. Nếu như dựa hết vào ta một đạo phân thân, tuyệt đối không phải ngươi địch thủ, nhưng, hi hi, sau lưng ta có đà đế cổ thần bệ hạ chúc phúc, ngươi lại như thế nào có thể đối kháng? Thiên tội kiếm khí, ngay tận thế gió bão, cho ta thắt cổ. Hắc huyết ma tôn cười gần một tiếng, hai tay huy động, đem tất cả thiên tội kiếm khí, toàn bộ tụ lại, hóa thành ngập trời gió bão, giống như ngày tận thế thiên tai, điên cuồng hướng Diệp thần vặn cổ đi. Suy suy suy,
từng cái thiên tội kiếm khí, lẫn nhau dây dưa vặn cổ, phát ra cực kỳ kinh khủng nhọn âm bạo, bầu trời tựa như đều bị nghiền nát, vô số quy luật băng diệt. Tử hoàng tiên tử, làm ta cánh. Đối mặt hắc huyết ma tôn kinh khủng như vậy giết hại, Diệp Thần cũng không hoảng loạn, quát to một tiếng, cả người linh khí tách thả ra ra. Hải đường tử hoàng hội ý, lập tức cùng Diệp Thần dung hợp. Rào. Diệp Thần sau lưng, một đôi sáng chói màu tím cánh, xen lẫn ngút trời gió bão, nổi lên, cuộn sạch mây trời, tập tục nổ. Tự do rực, thốn kình khai thiên. Diệp Thần tự do rực huy động, như trời gió vậy tự nhiên, như côn bằng vậy tự do, cuồng xông vào hắc huyết ma tôn kiếm khí gió bão bên trong. Thiên tội kiếm khí gió bão vặn cổ, nhưng hoàn toàn không tổn thương được Diệp Thần. Diệp Thần thi triển tự do rực, thân thể giống như là tự do nhất tập tục, hoàn toàn không chịu ngoại vật tập sát. Đặc biệt là giờ khắc này, hắn cùng hải đường tử hoàng dung hợp, tự do rực uy lực, lại là thật to tăng lên, trực tiếp chọc thủng thiên tội kiếm khí gió bão, thậm chí đem không thiếu kiếm khí cũng nghiền nát. Ở sông phá kiếm khí gió bão sau đó, Diệp Thần trực tiếp đánh ra một quyền, hung hăng đập về phía hắc huyết ma tôn thân thể. Một quyền này, hàm chứa đủ để khai thiên kình lực, biểu dương ra dã man nhất, bá đạo nhất, lực lượng nguyên thủy nhất. Đó là võ tổ đạo pháp trình độ cao nhất. Diệp Thần biết, hắc huyết ma tôn là không không thời không cường giả, bàn về thần thông biến hóa nói, khẳng định so với hắn cao minh nhiều. Nếu như và hắc huyết ma tôn đụng nhau thần thông, hắn phần thắng chừng mực. Muốn thắng được, chỉ có dùng nguyên thủy nhất, bá đạo nhất võ đạo lực lượng, một quyền đánh giết đối phương. Diệp Thần luân hồi huyết mạch hoàn toàn cháy, một quyền này lực lượng, trước đó chưa từng có dâng trào hung hãn, hơn nữa hải đường tiên đảo địa mạch trợ lực, cho dù là phổ thông tiên đế, ở Diệp Thần một quyền này uy thế hạ, cũng chỉ có bị đánh bể kết quả. Võ tổ võ kỹ, thốn kình khai thiên. Hắc huyết ma tôn nhất thời mắt đồng co rúc lại, hoàn toàn kinh hoàng. Hắn thật ra thì đã vô cùng coi trọng Diệp Thần lực lượng, nhưng đến hiện tại, hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp. Diệp Thần một quyền này, thật là quá mức hung mãnh, đơn giản là dễ như bớn, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Hắc huyết ma tôn thử nghiệm đưa tay đón đỡ, nhưng hoàn toàn không ngăn được. Diệp Thần trùng trùng một quyền đánh tới, đem bàn tay hắn, cũng đánh được thiếp đến trên ngực, liên quan đem ngực xương sườn toàn bộ đánh bể, thẻ xem kỹ vang dội. Phốc xích, hắc huyết ma tôn máu tươi ói như điên, vô cùng chật vật rơi xuống đất, nhất thời trọng thương. Thật là lợi hại. Hải đường linh mẫu thấy Diệp Thần như vậy hung mãnh hình dáng, nhất thời rung động. Cái này còn là Diệp Thần trạng thái không tốt dưới tình huống. Diệp Thần mới vừa kết thúc cùng ma tổ vô thiên chiến đấu, nguyên khí còn không khôi phục, nhưng một quyền oai, lại khủng bố như vậy. Nếu là Diệp Thần là trạng thái đỉnh phong, sợ rằng hắc huyết ma tôn cái này đạo phân thân, sẽ bị hắn một quyền đánh lùi. Diệu pháp hoa sen, cho ta trấn áp. Diệp Thần thừa thắng truy kích, vung tay lên, Phật quang hội tụ, hóa thành một đóa to lớn bảy màu đài sen, hồng liên nghiệp hỏa vần quanh, lăng không hướng hắc huyết ma tôn trấn áp xuống đi. Hắc huyết ma tôn mắt đồng co rúc lại, Diệp Thần thực lực kinh khủng, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, hắn chỉ có một đạo phân thân, tuyệt đối không thể đối kháng. Cổ thần bệ hạ, xin hàng hạ ngươi ân uy, cứu ngươi hèn mọn tín đồ. Hắc huyết ma tôn cắn răng nghiến lợi, bỗng nhiên bào hiếu ngâm sướng, hướng không không lúc nào không phát ra kêu gọi. Hắn lại là muốn triệu hoán đà đế cổ thần hạ xuống. Thiên địa rúng động, một cổ quỷ dị không trạng, vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng đáng sợ ý chí chập chờn, ở trong hư không kịch liệt chấn động. Mưa gió sắp tới, sấm sét vang khắp. Ở giữa thiên địa, gió lớn gào thét, tạo thành vòi rồng. Bầu trời đổi được hắc ám, vô biên vô tận khí tức quỷ dị lan tràn, tầng mây gian có các loại không thể danh trạng cổ quái khí tượng hiện lên, rồi sau đó vô số quỷ dị khí tượng, hội tụ thành một gương mặt người. Một gương mặt người chết, trắng bệch, không rõ ràng, phủ đầy thi ban, tràn đầy hơi thở tử vong, tản mát ra kịch liệt mùi thúi. Gương mặt người chết kia, chính là đà đế cổ thần gương mặt. Giờ khắc này, hắc huyết ma tôn lại là đem đà đế cổ thần ý chí, triệu hoán liền xuống. Thân là đà đế thiên tông đại hộ pháp, Dạ Xoa đứng đầu, hắn lợi hại nhất lá bài tẩy, không phải triệu hoán thiên tội kiếm khí, mà là triệu hoán đà đế cổ thần ý chí. Dĩ nhiên, như vậy triệu hoán, là có giá cao.
Hắc huyết ma tôn phân thân, nhìn như còn không có bất kỳ dị thường, nhưng trong thực tế, hắn bản thể, lúc này đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Đà đế cổ thần gương mặt người chết kia, mang khủng bố âm u hơi thở, một được triệu hoán đi ra, lập tức há mồm ra, điên cuồng nuốt phệ thiên tập tục. Diệp thần, Kỷ Tư Thanh, Hải Đường Linh Mẫu, liên quan toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tinh, toàn bộ Hải Đường Tiên Đảo, cũng gặp phải lực lượng khổng lồ lôi kéo, thật giống như bị đà đế cổ thần cắn nuốt hết. Không tốt. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc huyết ma tôn lại vẫn có thể triệu hoán đà đế cổ thần ý chí hạ xuống. Ngạo thế thiên cung, cho ta ổn định. Trong lúc nguy cấp, Diệp thần thi triển ngạo thế cửu trọng thiên, gọi ra ngạo thế thiên cung, bảo vệ mình và Kỷ Tư Thanh các người. Không sai. Chỉ bất quá, cái này cổ bảo vệ, ở đà đế cổ thần chiếm đoạt hạ, nhưng lộ vẻ được lảo đảo muốn rơi xuống, tùy thời có thể bể tan tành. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, có thể ép được ta triệu hoán cổ thần bệ hạ, người vậy coi là chết được kỳ sở. Cổ thần bệ hạ ở nhâm phi phàm phi thăng sau đó, một mực bế quan không ra, vẫn là quá mức cẩn thận. Ta xem lấy cổ thần bệ hạ uy nghiêm, hắn muốn giết ngươi, ngươi thì như thế nào có thể ngăn cản. Hắc huyết ma tôn liều lĩnh cười to, hai cánh tay dương ra, khí huyết không ngừng phóng thích, làm được bầu trời bên trong, vậy đà đế cổ thần người chết mặt, càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng khủng bố, thể phải đem diệp thần các người, cũng toàn bộ cắn nuốt hết. Đáng chết! Diệp thần cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy khó mà chống đỡ tiếp. Đà đế cổ thần ý chí thần uy, chân thực quá mức mãnh liệt, cho dù hắn thi triển ngạo thế cửu trọng thiên, cũng không cách nào đối kháng. Muốn chống lại nói, có thể cần cho gọi ra liệt nhật mệnh tinh. Suy rồi. Ngay tại Diệp thần muốn phải không tiếc giá phải trả, triệu hoán liệt nhật mệnh tinh thời điểm, một đạo cực hạn màu đỏ kiếm mang, phá không chém tới, thế như dễ như bỡn. Chỉ một kiếm, liền đem trên bầu trời gương mặt người chết kia hoàn toàn chảm phá. Chỉ gặp một đạo già nua mà to lớn, tóc trắng tung bay, cả người thánh hỏa lượn quanh bóng người, từ phương xa chân trời hạ xuống xuống. Chính là Tím Hoàng Tiên Cung Lương Vương, ngày xưa chính phái lãnh tụ, hôm nay Thánh Hỏa Điện điện chủ, Trùng Dương Chân Nhân. Trùng Dương Chân Nhân tay cầm một kiếm, mới vừa chỉ là một kiếm, liền đem đà đế cổ thần người chết mặt, hoàn toàn chém chết hết. Tán thần thiên tôn, là ngươi. Hắc huyết ma tôn thấy Trùng Dương Chân Nhân tới, nhất thời sợ hãi. Ở hắn trong mắt, cái này Trùng Dương Chân Nhân, cũng không phải là người bình thường đơn giản như vậy. Mà là không không lúc nào không bốn đại thần tộc một trong, tán thần nhất mạch chí tôn nắm giữ. Loại cấp bậc này nhân vật kinh khủng, hắn là hoàn toàn không địch nổi. Hắc huyết ma tôn, đây không phải là địa phương ngươi nên tới, không không thời không người, dám nhúng tay thực tế, phá hoại ổn định, đó chính là tự tìm cái chết. Trùng Dương Chân Nhân trong mắt lướt qua sát cơ nồng nặc, bá đạo vô cùng. Vậy ngươi đâu, ngươi thân là tán thần thiên tôn, cũng không phải vi phạm quy củ. Nhúng tay thực tế. Hắc huyết ma tôn lạnh lùng nói. Hừ, lão phu và các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, há có thể như nhau. Trùng Dương Chân Nhân nhướng mày một cái, chợt một kiếm chém đánh tiếp, phốc xích một tiếng, liền đem hắc huyết ma tôn chém rớt. Hắc huyết ma tôn hoàn toàn không cách nào chống lại, hắn dẫu sao chỉ là một đạo phân thân, tự nhiên không địch lại Trùng Dương Chân Nhân thần uy. Hắn thân thể tan vỡ, máu tươi văng tung tóe. Một khối cổ xưa lệnh bài, từ trong cơ thể hắn rớt ra. Tấm lệnh bài kia, phía trên in một cái hàn chữ. Diệp thần gặp lệnh bài kia, tựa hồ có chút cổ quái, liền cách không đưa tay chộp một cái, đem lệnh bài kia nắm trong tay. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ? Trùng Dương Chân Nhân ánh mắt nhìn về Diệp thần, đạm đạm hỏi. Hắc huyết ma tôn sau khi chết, tất cả bóng tối ma uy, kiếm khí gió bão, toàn bộ tản đi. Hải Đường Tiên Đảo khí tượng, lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Kỷ Tư Thanh và Hải Đường Linh Mẫu, cũng từ trong nguy hiểm đi ra ngoài. Không có sao, đa tạ. Diệp thần ánh mắt hơi có chút phức tạp, nhìn về Trùng Dương Chân Nhân. Không cần cảm ơn, ta không phải muốn cứu ngươi, chỉ là vì bảo vệ thăng bằng, bất kỳ không không thời không hắc ám tồn tại, hạ xuống đến thế giới hiện thật, đều có thể ảnh hưởng thăng bằng, cuối cùng phá hoại mồi lửa nguyên ổn định. Trùng Dương Chân Nhân thanh âm như cũ đạm đạm, hắn ra tay chu diệt hắc huyết ma tôn, không phải là vì cứu Diệp thần, mà là vì duy trì thực tế phép tắc ổn định. Diệp thần ca ca, ngươi không có sao liền tốt, có thể hù chết ta.
một cái bé gái, từ Trùng Dương chân nhân sau lưng toát ra, chính là Tiểu Thảo Thần. Mới vừa chính là Tiểu Thảo Thần, đi Thím Hoàng Tiên Cung cầu viện, cuối cùng mời tới Trùng Dương chân nhân hạ xuống, giết chết Hắc Huyết Ma Tôn. Nếu như không phải là Trùng Dương chân nhân xuất thủ, Diệp Thần đối mặt đã cho gọi ra Đà Đế cổ thần Hắc Huyết Ma Tôn, sợ rằng sẽ đặc biệt khó giải quyết. Trùng Dương chân nhân, bất kể như thế nào, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Diệp Thần trịnh trọng chắp tay, lần nữa nói cảm ơn. Trùng Dương chân nhân lắc đầu một cái, nói, không cần khách khí, coi như phải nói cảm ơn, cũng phải cần cùng Yêu Cơ tiểu thư nói. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói Yêu Cơ thế nào. Trùng Dương chân nhân nói, là nàng quỳ xuống cầu ta xuất thủ, vốn là không không lúc nào không tuy có sát thủ hạ xuống, nhưng chuyện này còn không đáng ta ra tay, giao cho mấy cái hộ giáo pháp vương ra mặt là được, ví dụ như Ngàn Nhện Thiên Quân nguyện thiếu người. Nhưng, Yêu Cơ tiểu thư lo lắng, người khác đi không đè ép được tình cảnh, cố ý cầu ta ra mặt, hơn nữa nàng vậy sợ, nguyện thiếu người cùng ngươi có thủ oán, có thể sẽ có cái gì trắc trở. Ngàn Nhện Thiên Quân nguyện thiếu người, đã sớm trở về Tím Hoàng Tiên Cung, cũng ở Đạo Đức Thiên Tôn bày mưu tính kế, thành Thánh Hỏa Điện hộ giáo pháp vương, ngoài mặt là phụ trợ Trùng Dương chân nhân, trấn thủ mồi lửa nguyên, nhưng trong thực tế là Đạo Đức Thiên Tôn an bài con cờ, dùng để kềm chế Trùng Dương chân nhân thế lực, phòng ngừa hắn làm lớn. Thậm chí, nguyện thiếu người còn thừa kế Đa Bảo Thiên Quân di sản, kiêu căng bạo tăng. Những chuyện này, Diệp Thần đã sớm biết. Hôm nay nguyện thiếu người thực lực, nhất định phải so với trước kia lợi hại hơn. Nếu như nguyện thiếu người phủ xuống nói không chừng thật vẫn sẽ nhằm vào Diệp Thần. Đệ nhị Yêu Cơ vậy cân nhắc đến một điểm này, cho nên quỳ xuống cầu tha thứ, cố ý muốn mời Trùng Dương chân nhân ra tay, không cho nguyện thiếu người bất kỳ cơ hội. Diệp Thần nghĩ đến đệ nhị Yêu Cơ, như vậy quan tâm, nội tâm cũng là 10 phần cảm kích. Vậy thay ta hướng Yêu Cơ nói một tiếng cảm ơn. Diệp Thần nói, ừ, ta biết. Trùng Dương chân nhân gật đầu một cái. Ánh mắt lại nhìn hướng Diệp Thần lệnh bài trong tay, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc, nói. Tấm lệnh bài này, cho ta xem. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói thế nào, cầm trong tay lệnh bài đưa tới. Tấm lệnh bài này, là mới vừa từ Hắc Huyết Ma Tôn trên mình rơi ra ngoài, phía trên in một cái hàn chữ. Ha ha, nguyên lai là Diệt Hàn làm, Đà Đế cổ thần một mực nhớ, ta còn lấy là hắn đã quên. Trùng Dương chân nhân ngắm lệnh bài trong tay, tựa hồ bị gợi lên cái gì nhớ lại, lắc đầu cười một tiếng. Cái gì Diệt Hàn làm? Diệp Thần nhất thời vậy hứng thú. Chính ngươi truy đuổi Sóc Thiên Cơ, từ từ xem kìa, ta đi trước. Trùng Dương chân nhân đưa lệnh bài ném hồi cho Diệp Thần, rồi sau đó xoay người rời đi. Hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ vì chém chết Hắc Huyết Ma Tôn, cũng không muốn cùng Diệp Thần có quá nhiều dây dưa dễ má. Diệp Thần đón về lệnh bài, nhướng mày một cái. Tấm lệnh bài này, kêu Diệt Hàn làm, xem Trùng Dương chân nhân hình dáng, tấm lệnh bài này, tựa hồ còn hàm chứa cái gì động trời bí mật, cùng Đà Đế cổ thần có liên quan. Không biết là bí mật gì. Diệp Thần nắm lệnh bài, trong lòng dò thầm thì. Lúc này, không không lúc nào không, mưa núi sắp tới. Hắc Huyết Ma Tôn phân thân tiêu diệt, bản thể vậy bị thương nghiêm trọng, biết Diệp Thần khí vận quá lợi hại. Mình tuyệt đối không thể chống đỡ. Đáng chết luân hồi chi chủ, xem ra vẫn là phải cổ thần bệ hạ tự mình ra tay, mới khá đem chu diệt. Hắc Huyết Ma Tôn căm hận không dứt, lập tức rời đi Hắc Huyết Giáo, biến dạng hư không, trở lại Đà Đế Thiên Tông. Đà Đế Thiên Tông, là không không thời không cao cấp đại phái, có thể nói là cường đại nhất tông phái, tông chủ Đà Đế cổ thần, được gọi là chí cao ý chí, vẫn ẩn núp ở phía sau màn, ngày thường rất ít lộ mặt. Đà Đế Thiên Tông chỗ ở thời không, tên là Cổ Thần Thời Không, ở nơi này phiến thời không bên trong, che giấu vô số cổ xưa thần minh, thậm chí có không thiếu thần minh, từng tham dự không không thời không sáng tạo. Đếm không hết đế quốc, vương triều, cung điện, kiến trúc, thần miếu, điêu xem, đứng sừng ở cái này phiến thời không bên trong, chung nhau cấu trúc thành sáng chói mênh mông, vô cùng huy hoàng thịnh thế hình ảnh. Ở nơi này phiến huy hoàng thịnh thế đồ quyển bên trong, đứng sừng ở chính giữa nhất, là một chuôi lớn vô cùng thần kiếm. Chuôi này thần kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, biết bao dài, đã không cách nào dùng lời nói hình dung, chỉ biết là vậy vô số đế quốc vương triều, vô số vĩ đại kiến trúc, thậm chí là trời trăng sao, vũ trụ tinh không, so sánh với,
cũng chỉ là một viên bụi nhỏ vậy tồn tại. Đó là trong truyền thuyết thiên tội cổ kiếm. Mênh mông, sát phạt, bá đạo, uy nghiêm, lãnh khốc hơi thở, không ngừng từ ngày trước tội trên cổ kiếm tản ra. Đó là Đà Đế Thiên Tông trấn phái thần khí, cũng là bốn đại chí cao thần khí đứng đầu, vĩ đại mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi bước. Ở thân kiếm chung quanh, vô số trời trăng sao cầu, vô số vũ trụ tinh không còn quấn, vô số huy hoàng đế quốc, như bụi nhỏ vậy nhấp nhô, trăm triệu tỷ vạn sinh linh, mỗi ngày mỗi đêm hướng thanh kiếm này quỳ bái, tán tụng Đà Đế cổ thần vĩ đại. Trong truyền thuyết Đà Đế cổ thần, ngay tại thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh, yên lặng ngồi xếp bằng bế quan, hàng tỷ thế kỷ nguyên đều không từng xuất quan, cũng không từng rời đi kiếm đỉnh. Hắc huyết ma tôn trở lại cổ thần thời không sau đó, lập tức hướng thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh bay đi, phải hướng Đà Đế cổ thần, bẩm báo tình huống. Hắc huyết ma tôn, người muốn làm gì? Ngay tại Hắc huyết ma tôn, bay đến nửa đường thời điểm, một cái dung mạo yêu mị, vóc người thướt tha, da trắng nõn đến cơ hồ có thể nặn ra nước thiếu nữ, từ một cái cầu vồng trên hạ xuống, ngăn cản hắn. Hắc huyết ma tôn thấy cô gái kia, nhất thời cảm thấy kính nể, nói, mị tim tiểu thư, ta muốn gặp cổ thần bệ hạ. Cô gái này, tên là Mị Tim, là Đà Đế cổ thần đệ tử chân truyền. Đà Đế cổ thần dưới quyền, có bốn cái chân truyền học trò, đều là không không lúc nào không cao cấp thiên kiêu, thực lực cùng quyền thế, đều là ngút trời chiến đất tồn tại. Mị Tim là tuổi tác một cái nhỏ nhất, vậy nhất được Đà Đế cổ thần sủng ái. Cho nên, Hắc huyết ma tôn cho dù là đại hộ pháp, Dạ Xoa đứng đầu, thấy mị lòng thời điểm, cũng là tràn đầy cung kính. Người muốn gặp sư phụ. Mị Tim nghe được Hắc huyết ma tôn ý đồ, nhất thời liễu nhíu mày một cái. Đúng vậy. Hắc huyết ma tôn cung kính nói. Không được, sư phụ đang bế quan, người không thể quấy nhiễu hắn. Mị Tim lắc đầu một cái, cũng không chính xác Hắc huyết ma tôn yết kiến. Mị Tim tiểu thư, ta có chuyện rất trọng yếu, muốn cùng bệ hạ bẩm báo, mời ngươi châm trước. Hắc huyết ma tôn nhất thời nóng nảy, nói. Sư phụ nắm giữ chư thiên. Có chuyện gì, có thể giấu giếm được lão nhân gia ông ta? Hắn chỉ cần bấm ngón tay tính toán, chuyện gì đều biết, không cần ngươi đi bẩm báo, ngươi trở về đi thôi. Nếu là thật có chuyện gì, sư phụ sẽ cho đòi gặp ngươi. Mị Tim đạm đạm nói. Nhưng mà, Hắc huyết ma tôn còn muốn giải thích rõ, nhưng Mị Tim đã gọi tới trừng thị vệ, cưỡng ép đem hắn đưa đi. Thấy Hắc huyết ma tôn bị đưa đi, Mị Tim khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trong đầu nghĩ cuối cùng không người quấy rầy sư phụ tính tu. Mị Tim, người tới đây. Vừa lúc đó, Mị Tim lại nghe được một hồi trầm thấp truyền âm, lại là Đà Đế cổ thần ở cho đòi gặp nàng. Sư phụ, thế nào? Mị Tim nghe được Đà Đế cổ thần triệu hoán, rất bất ngờ. Phải biết, Đà Đế cổ thần một mực bế quan, sẽ rất ít cho đòi gặp ai. Người tới đây nói sau. Đà Đế cổ thần nói. Dạ, sư phụ. Mị Tim trong lòng rét một cái, vội vàng đánh hồng kiều, bay đến thiên tội cổ kiếm kiếm đỉnh. Liền gặp kiếm trên đỉnh không gian, một cái ông già đang ngồi xếp bằng. Ông già tướng mạo cực kỳ khủng bố, phảng phất là một người chết, chỉa vào một gương mặt người chết, da mặt trên phủ đầy màu tím bầm thi ban, cả người vậy tản mát ra một cổ đặc thù thi mùi thúi, làm người ta không lạnh mà run. Nhưng ông lão trong mắt, nhưng là tinh mang lóe lên, không có một chút tử khí. Tràn đầy quân vương nắm giữ vậy bá đạo. Hắn chính là Đà Đế cổ thần. Vũ Hoàng cổ đế tương lai thân. Thời khắc này Đà Đế cổ thần, trong tay đang thưởng thức trước một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài mặt, khắc một cái hàn chữ. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc phát hiện. Đà Đế cổ thần lệnh bài trong tay, và trong tay hắn diệt hàn làm, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Sư phụ, còn ở nhớ nhung đại sư huynh sao? Mị Tim thấy khối kia hàn chữ lệnh bài, dè đặt hỏi. Đà Đế cổ thần có bốn cái chân truyền học trò, nàng là nhỏ nhất sư muội, nàng đại sư huynh kêu đêm hàn, đó là Đà Đế cổ thần đã từng đắc ý nhất ái đồ, cũng là Đà Đế Thiên Tông kim bài sát thủ. Đêm hàn ở Đà Đế Thiên Tông địa vị, giống như giết thiên đế cổ Vĩnh Tiêu, ngày xưa ở Lôi Thần Thiên Tôn thủ hạ địa vị như nhau. Hừ, tên phản đồ kia, có cái gì tốt tư niệm? Ta hận không được hắn chết. Đà Đế cổ thần hừ lạnh một tiếng, đem lệnh bài trong tay, dòng luyện thành nước thép, trong con ngươi tràn đầy tức giận thống hận ý. Mị Tim gặp sư phụ nổi giận, cúi đầu xuống, không dám làm tiếng.
Đà đế cổ thần thở dài một cái, khoát tay một cái nói thôi, không nói tên phản đồ này, ta kêu ngươi tới, là muốn phân phó ngươi một chuyện. Ngụy Tâm nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Đà đế cổ thần trong mắt tinh mang lóe lên, như vậy xuyên qua chư thiên nhân quả, nói, hắc huyết ma tôn thua ở luân hồi chi chủ dưới quyền, luân hồi khí vật, xem ra so ta tưởng tượng, còn lợi hại hơn được hơn. Ngụy Tâm thất kinh, nói cái gì, hắc huyết ma tôn đã thua sao? Đà đế cổ thần gật gật đầu nói, đúng vậy, luân hồi khí vận hừng hực, vậy thủ đoạn không cách nào áp chế hắn, ta muốn an bài ngươi đi hắn bên người, ẩn núp. Ngụy Tâm ngẩn ngơ, nói cái gì? Đà đế cổ thần nói, ngươi che giấu thân phận, đi hắn bên người, trước tranh thủ hắn tín nhiệm. Ngụy Tâm ngạc nhiên, nói, sư phụ, ngươi cần ta làm gì? Đà đế cổ thần lắc lắc đầu nói, cái gì cũng không cần làm, nếu như ta nói ta kế hoạch, nhất định kích động thiên cơ, bị hắn phát hiện, cho nên ta cái gì cũng không có thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần trước đến gần luân hồi chi chủ, đạt được hắn tín nhiệm nói sau. Dừng một chút, đà đế cổ thần ánh mắt, lại lên hạ liếc một cái mị lòng thướt tha dáng vẻ, nói, bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì. Ngụy Tâm trong lòng rét một cái, nội tâm lướt qua vô số ý niệm, không nghĩ tới đà đế cổ thần vì đối kháng luân hồi, lại muốn phái nàng ra tay, thậm chí phải dùng ẩn núp cái loại này bí ẩn thủ đoạn. Dạ, sư phụ, ta sẽ nghĩ biện pháp đến gần luân hồi chi chủ, tranh thủ hắn tín nhiệm. Ngụy Tâm đáp ứng, nội tâm đã có quyết đoán. Rất tốt. Đà đế cổ thần rất hài lòng, gật đầu một cái, lại cong ngón tay tính toán, nói. Ta suy tính đến thiên cơ, cốt thiên đế sẽ trợ giúp tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính. Sau đó, tử thần giáo đoàn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt luân hồi. Nhưng, táng diệt luân hồi thời cơ, còn chưa tới, bọn họ nhất định phải thất bại. Ở bọn họ muốn giết luân hồi chi chủ thời điểm, người có thể làm chút chuyện tình, tranh thủ luân hồi chi chủ tín nhiệm. Ngụy Tâm cả kinh, nói, sư phụ, ngươi là muốn ta. Đà đế cổ thần khoát khoát tay, ngừng nàng nói chuyện, nói, không cần phải nói đi ra, miễn được kích động thiên cơ, ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt, đi xuống đi. Ngụy thầm nghĩ, ôm phức tạp tâm tình, xoay người rời đi. Mà lúc này cốt thiên đế, đúng như đà đế cổ thần dự liệu như vậy, chuẩn bị cùng tử thần giáo đoàn hợp tác. Thích già thiên đế vậy lão lừa ngốc. Cùng luân hồi trận doanh liên hiệp, ta cổ tinh môn như muốn táng diệt luân hồi, vậy cũng so với trước kia gian khó hơn nhiều. Cốt thiên đế lo lắng, không ngừng suy nghĩ dưới, nghĩ đến một cái phương pháp, liền tới đến chết thần giáo đoàn. Hôm nay tử thần giáo đoàn, do ma nữ nắm trong tay, thiên khải chí tôn tạm thời ẩn lui. Cốt thiên đế vừa đến tử thần giáo đoàn, hư không liền một hồi vặn vẹo, ma khí nhô lên, xuất hiện một tấm kinh cức vương tọa bóng dáng. Kinh cức vương tọa trên, ma khí hội tụ, hiển hóa ra ma nữ thướt tha bóng người. Cốt thiên đế, ngươi làm sao tới? Ma nữ thấy cốt thiên đế đến, nhất thời cảm thấy kiêng kỵ. Cốt thiên đế nhưng mà cổ tinh môn năm đại thiên đế một trong, năm đó niêm phong võ tổ cường giả đứng đầu, thực lực cực kỳ khủng bố lợi hại, dõi mắt toàn bộ không không lúc nào không, vậy là có thể bước lên trước 10 tồn tại. Nếu quả thật đánh nhau, ma nữ không phải là địch thủ của hắn. Tẩy Nhan tiên tử, vẫn khỏe chứ? Cốt thiên đế thấy ma nữ xuất hiện, khẽ mỉm cười, trước khom người thi lễ một cái. Hãy bớt nói nhảm đi, ngươi tới làm gì? Ma nữ thanh âm lãnh khốc, trong đầu nghĩ nơi này là tử thần giáo đoàn địa bàn. Cốt thiên đế nếu là làm khó dễ nói, nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi, cũng không sợ. Nhưng, cốt thiên đế cũng không có bất kỳ muốn ý xuất thủ, đạm đạm cười nói, ta nghe nói các ngươi tử thần giáo đoàn. Đang cùng luân hồi chi chủ, tranh đoạt tử thần quyền bính, ta có thể giúp ngươi. Nghe vậy, ma nữ cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, nói, ngươi nói gì sao? Cốt thiên đế nói, ta cổ tinh môn, có thể trợ giúp các ngươi tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính. Ma nữ trong lòng cuồng loạn, nàng biết, cổ tinh môn thế lực cực lớn, nếu là thật chịu xuất thủ tương trợ, vậy nàng tử thần giáo đoàn, khẳng định có thể đoạt được tử thần quyền bính. Tại sao phải giúp ta? Ma nữ trong lòng phòng bị, biết cốt thiên đế không thể nào trắng giúp không nàng. Thậm chí, cốt thiên đế sau lưng cổ tinh môn, còn có săn giết chư thần dã mong. Ha ha, nhâm phi phàm cùng thích giả thiên đế liên hiệp, bọn họ sẽ chờ luân hồi chi chủ phi thăng, để cho hắn thống hợp luân hồi trận doanh thế lực, thành làm thiên đế bá chủ.
ta tuyệt không thể để cho luân hồi chi chủ phi thăng đi lên, ta cần các ngươi tử thần giáo đoàn, giúp ta xúc diệt luân hồi. Cốt Thiên Đế ở Thích Già Phật Tổ dưới quyền bị nhục, nhưng hắn là người thông minh, biết bàn cờ này một bước mấu chốt nhất, không phải Nhâm Phi Phàm, cũng không phải Phật Tổ, mà là Diệp Thần. Chỉ phải thừa dịp Diệp Thần còn không phi thăng, đem hắn chém chết, luân hồi trận doanh thế lực, tự nhiên muốn đi theo làm tan rã, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. So sánh với cổ tinh môn, tử thần giáo đoàn đối phó Diệp Thần kinh nghiệm, phong phú hơn. Cho nên, Cốt Thiên Đế muốn mượn tử thần giáo đoàn tay, tru diệt Diệp Thần. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, luân hồi khí vận hừng hực, dựa hết vào hôm nay tử thần giáo đoàn, là không có biện pháp áp chế. Trừ phi, tử thần giáo đoàn có thể đoạt được tử thần quyền bính, tái hiện ngày xưa chín thần huy quang, như vậy thứ nhất, mới có táng diệt luân hồi có thể. Như ta tử thần giáo đoàn, đoạt được tử thần quyền bính, các ngươi cổ tinh môn, cũng phải săn giết ta sao? Ma nữ con người chớp động mũi nhọn, biết cổ tinh môn dã tâm, cực kỳ ngoại hạng khủng bố, muốn săn giết chư thiên thần minh. Nàng chỉ sợ mình đoạt được tử thần quyền bính sau đó, ngược lại phải bị Cốt Thiên Đế săn giết. Cốt Thiên Đế cười nói, chuyện sau này hãy nói, Tẩy Nhan tiên tử, như ngươi thật thành tử thần, đó chính là cao cấp thiên đế chủ thần, ta coi như muốn săn giết ngươi, lại nơi nào có như thế dễ dàng. Ma nữ trong đầu nghĩ cũng vậy, lại thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như bị bắt đi cổ tinh môn, cùng võ tổ cùng xuống hoàng tuyền, vậy không hẳn là không thể. Lập tức nàng gật gật đầu nói, rất tốt, Cốt Thiên Đế, như ngươi chịu ra tay, giúp ta đoạt được tử thần quyền bính, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ thay ngươi táng diệt luân hồi. Thời gian vội vã, chớp mắt một cái lúc đó, 3 ngày trôi qua. Lúc này, Thái Thượng Thế Giới, Tinh Nguyệt Giới bên trong. Một tòa thật to bầu trời cung điện, trôi lơ lửng ở Tinh Nguyệt Giới bầu trời. Đó là Ngạo Thế Thiên Cung, là Diệp Thần tạo ra cung điện. Lúc này Diệp Thần, đã từ trên trời thiên trở về, cũng chế tạo ra một tòa Ngạo Thế Thiên Cung. Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Huyền Hàn Ngọc, Võ Giao, Đêm Mẫu Gió Tiếng Nói Oanh, Tiểu Thảo Thần Xanh Nghiên, cũng dọn tới Ngạo Thế Thiên Cung cư trú. Còn có đệ nhất cỏ thần Tử Lan, bởi vì nhớ nhung Diệp Thần, vậy hiện thân đi ra, nhưng ẩn cư ở Ngạo Thế Thiên Cung chỗ sâu, trừ Diệp Thần và Xanh Nghiên bên ngoài, cũng không gặp ai. Diệp Thần cùng chư nữ đoàn tụ, dĩ nhiên là không khỏi mừng rỡ, ngày khá làm vui. Nhưng, Diệp Thần cũng biết, bây giờ không phải là hưởng lạc thời điểm, phải làm sự việc còn có rất nhiều. Ngạo Thế Thiên Cung chỗ sâu, một bụi to lớn cây cối xuyên qua chân trời, đó là trong truyền thuyết thế giới thụ. Bụi thế giới thụ này, thật ra thì đã sớm bị chém nứt, là đệ nhất cỏ thần Tử Lan, nghịch chuyển thời gian sông dài, từ đi qua trong 5 tháng, đem thế giới thụ lần nữa mò đi ra. Nhưng bụi thế giới thụ này, uy lực xa xa kém hơn đỉnh cấp thời điểm, bởi vì Tử Lan đã sớm chết. Nàng chết, để cho được thế giới thụ tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá, cái này dẫu sao là thế giới thụ, trồng trọt ở tinh nguyệt giới bên trong, cũng có thể lớn mạnh tinh nguyệt giới địa mạch khí vận. Tử Lan tại thế giới trên cây mặt, xây dựng liền một tòa tinh xảo ưu nhã nhà gỗ, mấy ngày nay thời gian, căn bản là mỗi ngày đều cùng Diệp Thần dính chung một chỗ. Cho dù là ngày xưa thiên đế chủ thần, cũng không cách nào kháng cự luân hồi mị lực. Giờ phút này, Diệp Thần đang ngồi ở một tấm cây mây hoa bện trên giường, trong tay cầm một tấm lệnh bài, chau mày, ngưng xem ngắm. Tấm lệnh bài này, chính là Diệt Hàn làm. Mấy ngày nay thời gian, Diệp Thần vừa ở không, liền nghiên cứu Diệt Hàn làm, truy đuổi sóc phía trên thiên cơ nhân quả. Đến hiện tại, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó thấy một chút cổ xưa bí mật. Cái này Diệt Hàn làm, lúc đầu và đà đế cổ thần thân truyền học trò, Đêm Hàn có liên quan. Diệp Thần tự lẩm bẩm. Làm sao, cũng suy tính biết sao. Một đạo kiều non trắng nõn thân thể, từ phía sau ôm lấy Diệp Thần, chính là đệ nhất cỏ thần Tử Lan, nàng cả người so ánh trăng còn muốn trắng tinh, trong mắt mang nụ cười nhàn nhạt. Diệt Hàn làm tất cả bí mật, nàng đều biết, nhưng nàng không có trực tiếp nói cho Diệp Thần, mà là để cho Diệp Thần tự đi suy tính điều tra. Hình như là, Đêm Hàn, đà đế cổ thần đại đồ đệ, hắn phản bội đà đế cổ thần, cho nên gặp phải đuổi giết. Đà đế cổ thần phát ra vô số khối Diệt Hàn làm, chính là vì tru diệt Đêm Hàn. Diệp Thần vậy đoán đại khái biết, Hắc Huyết Ma Tôn là đà đế thiên tông người,
cho nên trên người hắn mang theo Diệt Hàn Làm. Diệt Hàn Làm, chính là muốn tru diệt Đêm Hàn ý. Đêm Hàn, đà đế cổ thần đại đồ đệ, ngày xưa không không lúc nào không cao cấp sát thủ, cao cấp thiên kiêu, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu đà đế cổ thần, muốn thành lập một cái tổ chức sát thủ thời điểm, lúc ban đầu suy tính thí sinh, chính là Đêm Hàn. Nhưng, Đêm Hàn phản bội, cuối cùng sáng lập tổ chức sát thủ người, đổi thành Hắc Huyết Ma Tôn. Người có biết, Đêm Hàn tại sao phải phản bội? Tử Lan ôm Diệp Thần cổ, chăn thủ khẽ tựa vào hắn trên bả vai, cười khẽ hỏi. Bởi vì, một đầu thần thú, thập vĩ thần thú, không không lúc nào không thần thú trên bảng, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Diệp Thần khó hiểu có chút tim quý, dòm ngó thấy cực kỳ khủng bố, cực kỳ cổ xưa, cực kỳ sợ hãi thiên cơ. Không không lúc nào không thần thú trên bảng mặt, xếp hạng thứ nhất thần thú, tên là thập vĩ. Cái này thập vĩ thần thú, lúc ban đầu chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong, cũng không phải là chân thực tồn tại. Truyền thuyết bên trong, thập vĩ thần thú là thế gian kinh khủng nhất hung thú, cho dù là xấu xí nhất, nhất dữ tợn, nhất yêu ma tà ác, cùng thập vĩ so sánh, vậy giống như một đứa bé sơ sinh đứa bé vậy đáng yêu. Không hề thiếu cường giả, ở ảo tưởng bên trong, gặp qua thập vĩ, sau đó bọn họ không một ngoại lệ, toàn bộ điên rồi. Thập vĩ khủng bố, cho dù là thiên đế chủ thần, tại chưa có bất kỳ phòng vệ nào dưới tình huống, chỉ cần nhìn thẳng một mắt, liền biết nói tim nghiền, tinh thần tan vỡ, rơi vào điên cuồng. Đó là thực tế bên trong, căn bản không khả năng tồn tại thần thú, bởi vì quá mức đáng sợ, cả ngày đế chủ thần cũng không cách nào nhìn thẳng. Nhưng, ở cực kỳ lâu trước kia, đà đế cổ thần muốn đem thập vĩ thần thú, chế tạo ra tới. Hắn muốn để trong ảo tưởng thần thú, biến thành chân thực tồn tại, từ đó vĩnh hằng xưng bá chư thiên. Đà đế cổ thần chế tạo thập vĩ thời đại, chính là Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, muốn chế tạo luân hồi đi đời sách thời đại. Luân hồi đi đời sách, một khi chế tạo thành công, không người nào có thể ngăn cản kỳ phong mang. Vậy một đời luân hồi chi chủ, hắn điên cuồng ý nghĩ, liền đà đế cổ thần đều cảm thấy sâu đậm uy hiếp. Vì ứng đối luân hồi đi đời sách uy hiếp, đà đế cổ thần quyết định chế tạo thập vĩ, để cho huyễn muốn trở thành chân thực. Ở hao phí vô số tài nguyên, vô số tâm huyết sau đó, đà đế cổ thần thành công. Hắn thật đem thập vĩ thần thú, chế tạo ra tới. Mới vừa tạo ra thập vĩ thần thú, chỉ là ấu thú, nhưng cho dù là ấu thú, ở nó sinh ra ngay tức thì, thiên địa nhật nguyệt liền toàn bộ thất thủ, đà đế cổ thần thủ hạ cường giả, ít nhất có triệu người, ở trong nháy mắt thét chói tai điên cuồng. Bọn họ bất hạnh nhìn thẳng thập vĩ bóng người. Vậy thì không cách nào dùng lời nói miêu tả đại khủng bố, coi như chỉ là xem liếc mắt nhìn, vậy đủ để cho người tan vỡ. Đà đế cổ thần thật cao hứng, thập vĩ ấu thú ra đời, chỉ cần kéo dài nuôi, liền có thể để cho ấu thú lớn mạnh, cuối cùng trở thành thế gian đáng sợ nhất ác mộng, phụ trợ hắn xưng bá chư thiên. Nhưng, đà đế cổ thần đại đệ tử Đêm Hàn, lại phản bội, âm thầm mang đi thập vĩ ấu thú, cũng đem đại lượng chuẩn bị nuôi ấu thú thiên tài địa bảo. Toàn bộ mang đi, trực tiếp để cho đà đế cổ thần tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngươi thấy thập vĩ bộ dáng sao? Tử Lan nháy mắt, hỏi. Không, ta không dám suy tính. Diệp Thần lắc đầu một cái, rất thẳng trắng biểu thị mình nội tâm kiêng kỵ. Thập vĩ thần thú quá đáng sợ, cho dù là ấu thú, cũng không phải hôm nay Diệp Thần, có thể dòm ngó. Phải biết, nhất trạng thái tột cùng thập vĩ, đủ để cùng luân hồi đi đời sách chống lại. Có thể tưởng tượng được có kinh khủng dường nào. Như thế kinh khủng thần thú, thật là khó có thể tưởng tượng, đà đế cổ thần rốt cuộc hao phí nhiều ít tài nguyên, mới chế tạo ra tới. Diệp Thần rất rõ ràng cảm nhận được, tương lai mình vận mệnh, đem sẽ cùng đầu này thập vĩ thần thú, sinh ra thiên ti vạn lũ liên lạc. Vậy ngươi biết Đêm Hàn mang đi thập vĩ sau đó, chạy đi nơi nào sao? Tử Lan lại hỏi. Không biết, đầu mối quá thiếu, suy tính không tới. Diệp Thần lắc đầu một cái. Hi hi, vậy ngươi muốn biết sao? Tử Lan cười híp mắt nhìn Diệp Thần. Ngươi biết? Diệp Thần một hồi kinh ngạc, thập vĩ thần thú như vậy khủng bố, giá trị đủ để cùng luân hồi đi đời sách tương đương, hắn cũng rất muốn biết thập vĩ rơi xuống. Tuy nói lấy hôm nay Diệp Thần thực lực, nhất định là không thể nào hàng phục thập vĩ. Đừng nói là hắn, Nhâm Phi phàm tới, cũng chưa chắc có thể hàng phục. Đó là chư thiên kinh khủng nhất thần thú,
thiên đế chủ thần cũng không cách nào nhìn thẳng tồn tại. Bất quá, Diệp Thần trong lòng cũng thật là tò mò, cái này thập vĩ thần thú, rốt cuộc bị đêm hàn mang đi nơi nào. Ngươi muốn biết, liền thân ta một tí. Tử Lan gật một cái môi mình, cười hì hì nói, rất là dí dỏm hình dáng. Diệp Thần không biết làm sao, liền cúi đầu hôn nàng một cái. Không nghĩ tới, Tử Lan nhưng là được voi đòi tiên, ngược lại đem Diệp Thần đè xuống giường. Nàng mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, như thác vải vậy tóc xanh thỏng xuống, quen được Diệp Thần lỗ mũi có chút ngứa ngáy. Thập vĩ quá mức khủng bố, cho dù là ấu thú, vậy là đặc biệt khủng bố, cái đó đêm hàn hẳn không nắm được. Thuần phục thập vĩ độ khó, so với người thuần phục hải đường tử hoàng, còn phải gian nan triệu lần, hoàn toàn không thể như nhau. Ta mơ hồ suy tính đến, thập vĩ hẳn bị đêm hàn cắt nhỏ. Tử Lan nói, cắt nhỏ. Diệp Thần ngây ngẩn. Đúng vậy, thập vĩ thần thú từ trên bản chất nói, chính là một đoàn năng lượng thể, có thể biến thành bất kỳ đồ, cũng có thể cắt nhỏ. Cắt nhỏ sau thập vĩ, liền không còn là thập vĩ hình thái, mà là nhất vĩ, hai đuôi, ba đuôi như vậy, lấy phân thân hình thái tồn tại, mỗi một đạo phân thân đều là bản thể một phần chia. Ta lợi dụng trí khôn sách, suy tính đến thế giới hiện thật, chắc có thập vĩ phân thân, nhưng không biết cụ thể ở địa phương nào. Tử Lan búng ngón tay một cái, mắt đẹp ánh sáng chớp động, giống như khám phá hết thảy thiên cơ. Thế giới hiện thật có thập vĩ phân thân. Diệp Thần nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như là nguyên vẹn trạng thái thập vĩ, hắn khẳng định không cách nào thuần phục, nhưng phân thân nói, lại có thuần phục có thể. Nếu có thể thuần phục một đầu thập vĩ phân thân, đó cũng là nghịch thiên cơ duyên. Hi hi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thập vĩ quá kinh khủng, coi như là phân thân, cũng là cực kỳ khủng bố. Tử Lan cười nói, nàng không hề cho rằng, Diệp Thần có thuần phục thập vĩ đáng sợ, cho dù chỉ là phân thân. Dẫu sao thập vĩ đáng sợ, đó là cả ngày đế chủ thần cũng không cách nào nhìn thẳng tồn tại. Thôi, tùy duyên đi, ta không bắt buộc, nhưng nếu quả thật đụng vào cái này cơ duyên, ta sẽ không bỏ qua. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt kiên định, cũng không muốn tùy tiện buông tha. Thập vĩ cơ duyên, là không thể cường cầu, Diệp Thần thậm chí không dám đi sâu vào suy tính, sợ dính không rõ. Bất quá, nếu như sau này thật có cơ hội, thuần phục 10 đuôi, hắn là sẽ không bỏ qua. Đốc đốc đốc, vừa lúc đó, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Thần, xảy ra chuyện lớn. Là Gia Gia lá tà thần thanh âm. Gia Gia, thế nào? Diệp Thần đang cùng Tử Lan si quấn, nghe được Gia Gia tới, không khỏi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Người trước đi ra nói sau. Lá tà thần thanh âm rất là lo âu, tràn đầy lo lắng mùi vị. Được. Diệp Thần hướng Tử Lan làm dấu chớ có lên tiếng, sau đó mình mặc vào quần áo, đi tới bên ngoài nhà gỗ. Lá tà thần đang ngoài nhà đi qua đi lại, mặt đầy nóng nảy. Gia Gia, xảy ra chuyện gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Thần Độ Uyển Nhi phát tới cầu cứu, nàng nói nàng mau không chịu nổi, muốn ta đi một chuyến ma thần cung giúp nàng. Lá tà thần nói. Uyển Nhi thế nào? Diệp Thần trong lòng rét một cái, hỏi. Là tử thần quyền bính sự việc, nàng cùng tử thần giáo đoàn, tranh đoạt tử thần quyền bính, nhưng mau không tranh hơn. Bởi vì, cổ tinh môn cốt thiên đế, lại có thể nhúng tay vào, phải giúp ma nữ cướp lấy tử thần quyền bính. Ở cốt thiên đế uy áp hạ, Uyển Nhi mau không chịu nổi, tình thế rất không ổn, chúng ta rất có thể phải thua. Lá tà thần lo lắng nói. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên biết cốt thiên đế lợi hại, nếu là cốt thiên đế ra tay giúp ma nữ, như vậy trận tử thần quyền bính tranh đoạt chiến, cuối cùng bên thắng, rất có thể chính là ma nữ. Thần Độ Uyển Nhi tính tình quật cường, trước đây cho tới bây giờ không hướng Diệp Thần nhờ giúp đỡ. Cũng không muốn Diệp Thần liên lụy đi vào. Nhưng giờ khắc này, nàng không chịu nổi. Đối mặt cốt thiên đế, nếu là nàng thất bại, thậm chí có thể sẽ chết. Nàng chỉ có thể hướng Diệp Thần bên này cầu viện. Nếu là nàng thua, vậy sẽ liên lụy toàn bộ luân hồi trận doanh, khí vận bị thương nặng. Ta phải đi một chuyến ma thần cung, sau đó cùng thân Độ Uyển Nhi, đi một chuyến không không lúc nào không, ta tương lai thân, và nàng tương lai thân, phải liên hiệp. Mới có đối kháng cốt thiên đế có thể. Lá tà thần chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt trông lên bầu trời,
trong ánh mắt lo lắng ý, nồng hậu hơn. Gia Gia, người muốn cùng Uyển Nhi đi không không lúc nào không sao? Diệp Thần rất kinh ngạc. Đúng vậy, tử thần quyền bính cuối cùng thuộc về, đem sẽ mấy ngày nay quyết ra, sống hay chết liền xem một lần này. Nếu là chúng ta thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lá Tả Thần nói. Gia Gia, cần ta làm gì? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Ngươi lưu lại trông nhà là được, chú ý đừng để cho người trộm nhà, nhất định phải giữ tinh nguyệt giới địa mạch ổn định, đây là chúng ta luân hồi trận doanh căn cơ. Lá Tả Thần nói. Ừ, Gia Gia yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không khả năng công nhập tinh nguyệt giới. Diệp Thần nói. Đúng rồi, người luân hồi thiên kiếm, còn có đen ngục tinh, giao cho ta đi. Lá Tả Thần lại nói. Gia Gia, người muốn làm gì? Diệp Thần rất là nghi ngờ, đem luân hồi thiên kiếm và đen ngục tinh lấy ra. Cái này đen ngục tinh, là Diệp Thần trước đây ở Minh Đô thế giới lòng đất, lấy được chân quý vật liệu. Cái loại này vật liệu, lẫn vào binh khí pháp bảo bên trong, có thể thật to tăng lên binh khí pháp bảo phẩm chất. Ví dụ như phù sinh tuyệt mệnh, nhân hoàng thánh đao, bên trong cũng hỗn hợp có đen ngục tinh tồn tại. Cho dù là ở không không lúc nào không bên trong, đen ngục tinh cũng là 10 phần chân quý quáng vật. Diệp Thần nếu như đem đen ngục tinh, rèn luyện nhập luân hồi thiên kiếm bên trong, liền có thể để cho luân hồi thiên kiếm, thăng cấp thành chân chính không vô thần khí. Chỉ bất quá, đoạn thời gian này, hắn một mực đang bận rộn, vậy không có ở đây chế tạo đúc luyện. Lá Tả Thần nhận lấy luân hồi thiên kiếm và đen ngục tinh, nói ta cầm kiếm ngươi, còn có khối này tinh mỏ, mang đi không không lúc nào không, giao cho Thiên Khải Chí Tôn chế tạo. Nếu là Thiên Khải Chí Tôn xuất thủ, người luân hồi thiên kiếm, là có thể hoàn toàn lột xác thăng cấp. Diệp Thần kinh ngạc nói, Gia Gia, người nói gì sao, người muốn để Thiên Khải Chí Tôn giúp ta luyện khí. Điều này sao có thể? Phải biết, Thiên Khải Chí Tôn là tử thần giáo đoàn giáo chủ, Diệp Thần trước đây còn cùng hắn chém giết qua, hai bên mâu thuẫn tích lũy cực sâu. Có thể nói, Diệp Thần và Thiên Khải Chí Tôn, là sống chết cửu địch, đối phương lại làm sao có thể giúp hắn luyện khí? Lá Tả Thần cười nói, người đây liền không hiểu, Thiên Khải Chí Tôn là một cái luyện khí cuồng đồ, là một cái khí si, hắn thích nhất sự việc, chính là luyện khí. Nếu như có luyện khí cơ hội, hắn là tuyệt đối không thể nào bỏ qua, cho dù giúp ngươi thăng cấp luân hồi thiên kiếm sau đó, kiếm ngươi, tương lai có thể sẽ giết chết hắn, hắn cũng ở đây không tiếc. Diệp Thần ngạc nhiên, nói thật không? Nếu là Thiên Khải Chí Tôn chịu ra tay, giúp hắn luyện khí, vậy khẳng định so chính hắn luyện khí thân nhau được hơn. Lá Tả Thần cười nói, dĩ nhiên, Gia Gia sẽ không lừa gạt ngươi, Thiên Khải Chí Tôn chính là người như vậy, nếu như có thể. Hắn thật ra thì cũng không muốn nhúng tay bất kỳ tranh đấu, hắn chỉ muốn làm một cái luyện khí sư thôi. Diệp Thần chau mày, nhìn trời Khải Chí Tôn vẫn có chút hoài nghi, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng Gia Gia, liền nói, được rồi, Gia Gia, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Lá Tả Thần nói, được, mấy ngày nay ngươi thật tốt trông nhà, tử thần quyền bính, cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta luân hồi trận doanh. Dứt lời, Lá Tả Thần thu cất luân hồi thiên kiếm và đen ngục tinh. Rồi sau đó rời đi tinh nguyệt giới, đi ma thần cung. Ở đi đến ma thần cung sau đó, hắn đem sẽ cùng thân đồ Uyển Nhi, đi một chuyến không không lúc nào không, tranh đoạt tử thần quyền bính. Tử thần quyền bính rơi vào nhà nào, mấy ngày nay thời gian, đem sẽ thấy rõ. Các ngươi phải thua. Ở Lá Tả Thần sau khi đi, Tử Lan từ trong nhà gỗ đi ra, sâu kín hướng Diệp Thần nói. Ngươi nói gì sao? Diệp Thần ánh mắt run lên. Giọng vậy rất là lạnh lùng. Các ngươi phải thua, ta đã thấy tương lai, các ngươi luân hồi trận doanh, cũng đem gặp trước đó chưa từng có ách nan. À, ta và Sanh Nhiên muội muội hẳn đều phải chết, người hậu cung bên trong những phụ nữ kia, phỏng đoán vậy ít một chút có thể còn sống. Dĩ nhiên, người khí số còn chưa tới cuối, người phỏng đoán có thể sống xuống, nhưng hẳn biết rất cô độc. Tử Lan bình tĩnh nói, tựa như đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Đủ rồi, im miệng đi, chớ nói. Diệp Thần tâm phiền ý loạn, hắn cũng không muốn thua. Chỉ tiếc, chàng này tử thần quyền bính tranh đoạt chiến, Diệp Thần cũng không cách nào nhúng tay, hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng. Đến được ngày thứ hai, Diệp Thần rõ ràng cảm thấy, toàn bộ thái thượng thế giới, thậm chí là toàn bộ thế giới hiện thật, cũng tràn ngập một cổ áp lực hơi thở, gió thổi báo giông tố sắp đến.
Hu hu hu. Cuồng gió mạnh thổi phất, thế giới hiện thật các nơi, tràn ra từng mảnh mây đen bên trong có các loại hắc ám quỷ dị, tràn đầy dơ bẩn hơi thở đang chảy xuôi. Đó là thiên ma tinh hải khí tượng. Ừng ực. Thiên ma tinh hải khí tượng, lại có thể hiển hóa đến thế giới hiện thật các nơi, bóng tối đại dương trôi lơ lửng ở tầng mây tới giữa, cô lỗ lỗ bất chấp bọt khí, mơ hồ có thể gặp một cái vặn vẹo hài cốt nhấp nhô. Có chút cáu voi đậm đà địa phương, thậm chí còn có xương trắng cùng thi thể từ trên trời đánh mất, cực kỳ khủng bố. Một phiến vũ trụ tinh không, đều bị liên lụy. Tinh thần ở chết đi, nhật nguyệt ở chết. Vô biên vô tận hắc ám dơ bẩn hơi thở, tràn ngập thế giới hiện thật, để cho được không thiếu địa phương, lâm vào là ngày tận thế vậy tồn tại, vô số sinh linh kêu rên, ở trên trời ma tinh hải năng lượng bao phủ hạ, kêu thảm thiết chết đi. Đây thật là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Diệp thần tinh nguyệt giới, thần quang vần quanh, địa mạch khí vận dày đặc, cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Nhưng hắn thần thức, phóng thích đến ngoại giới đi, liền xem đến thế giới bên ngoài, khắp nơi đều dính liền thiên ma tinh hải năng lượng khí tức, rất nhiều thế giới cùng tinh không, đều bị ô nhiễm. Cuối cùng tranh đấu, rốt cuộc đã tới, Uyển Nhi, Gia Gia, các ngươi nhất định phải thắng à. Diệp thần trong lòng cầu nguyện, vậy thuận tiện phát ra một đạo thần niệm, che chở hoa hạ trái đất, che chở hệ ngân hà, che chở rất nhiều, đã từng cùng hắn từng có thiện duyên địa phương. Hiện tại lấy Diệp thần thực lực, trong nhất niệm, liền có thể bao trùm tinh không vũ trụ, che chở thập phương thế giới. Hắn là chân chánh thượng vị giả. Theo thời gian rời đổi, bóng tối hơi thở, càng ngày càng đậm hơn. Lại qua một ngày, ở giữa thiên địa, không chỉ là hắc khí tràn ngập, thậm chí còn có rất nhiều hơn quỷ dị, khàn khàn, sợ hãi tiếng kêu rên, tiếng ngâm sướng, tiếng thét chói tai, tiếng cười điên cuồng, ở khắp nơi vang trở lại, là vạn quỷ gào khóc. Diệp thần dòm ngó thiên địa, liền thấy thiên ma tinh hải bên trong, có mấy đạo kịch liệt hơi thở, đang không ngừng đấu võ trước. Ma nữ hơi thở, cốt thiên đế hơi thở, thần độ Uyển Nhi hơi thở, lá tà thần hơi thở, ma tổ vô thiên hơi thở, đều ở đây kịch liệt tranh đấu trước. Bọn họ điên cuồng cướp đoạt thiên ma tinh hải năng lượng, như vậy cướp đoạt, cũng không phải xem ai thực lực cường đại, ai liền có thể thắng được, mà là muốn xem khí vận, cơ duyên, tương lai, tạo hóa vân. Vân, một loạt phức tạp đồ. Diệp thần khẩn trương xem chừng, toàn bộ thái thượng thế giới, vô số cường giả ánh mắt, vậy đang quan sát. Tất cả mọi người đều biết, tử thần sắp muốn ra đời. Rốt cuộc, 3 ngày trôi qua. Toàn bộ thế giới hiện thật bầu trời, cơ hồ đều bị thiên ma tinh hải hắc ám che đậy. Liên Diệp thần chỗ ở tinh nguyệt giới, cuối cùng vậy bị liên lụy, mảng lớn bầu trời hóa thành bóng tối màu sắc. Diệp thần lúc này mới biết, trong truyền thuyết thần chí cao khí, uy năng hoàn toàn bùng nổ nói, rốt cuộc có bao nhiêu ngoại hạng. Ở ngập trời hắc ám bên trong, ngàn vạn yêu ma cùng quỷ bí khí tượng hiện lên, vô số yêu ma quỷ bái, phát ra lanh lảnh ngâm sướng. Rồi sau đó, một tấm trọng thể ngai vàng, xuất hiện trên bầu trời. Vậy cái ngai vàng, hoàn toàn là bụi gai bện thành, hiện đầy nhọn đổ gai, chính là trong truyền thuyết kinh cức vương tọa, vô số thiên đế vinh quang, chủ thần uy nghiêm, mênh mông quy luật năng lượng ba động, vờn quanh ở nơi này trương trên ngai vàng. Kinh cức vương tọa bên trên, ma khí hội tụ, hiển hóa ra một đạo vô cùng tôn quý, vô cùng quang vinh, như hắc ám quân vương, vĩnh đêm bá chủ vậy bóng người, đó là ma nữ bóng người. Kinh cức vương tọa, ma nữ, nàng thành mới tử thần. Diệp thần rất chấn động, chỉ cảm thấy ngập trời nguy cơ hơi thở, đập vào mặt. Ta là tử thần, chư thiên, tinh không, mặt đất, chúng sanh, hướng ta thần phục đi. Người tin ta, siêu thoát sống chết, không bao giờ nhập luân hồi. Ma nữ ngồi ngay ngắn ở kinh cức vương tọa trên, cả người thiên đế quy luật vần quanh, hắc ám cùng hơi thở tử vong không ngừng sinh diệt, phát ra bình tĩnh lại tràn đầy lực lượng thanh âm. Giờ khắc này, nàng thành mới tử thần, chư thiên cũng làm run rẩy, vô số yêu ma ngâm sướng, chúc mừng thần mới ra đời. Thế giới hiện thật bên trong, có vô số cường giả, ở mắt thấy ma nữ uy nghiêm sau đó, lập tức quỳ xuống thần phục, từ đây thành tử thần tín đồ. Tinh nguyệt giới ngạo thế thiên cung bên trong, gió tiếng nói oanh, Kỳ Tư Thanh, Hải Đường Tử Hoàng, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Tiểu Thảo Thần Xanh Nghiên các người, ở mắt thấy ma nữ thành tử thần sau đó, các nàng sắc mặt toàn đều thay đổi. Đẹp mắt ngôn tình, tất cả mọi người đều cảm giác được,
to lớn nguy cơ đang đến gần, mưa gió sắp tới. Bầu trời bên trong, ma nữ cùng kinh cức vương tỏa khí tượng, dần dần tiêu tán đi. Nhưng, vậy cổ tử thần uy áp, nhưng vẫn làm người ta tin quý. Thành tử thần ma nữ, tựa như thật thành hắc ám cùng chết nắm giữ, hơi thở cực kỳ khủng bố. Vũ Hoàng thiên giới, vạn khư thần điện. Vũ Hoàng cổ đế thấy tử thần quyền bính, thuộc về ma nữ, đầu tiên nghĩ đến liền ma tổ vô thiên, lạnh đạm cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ma nữ thành mới tử thần, ma tổ vô thiên sợ rằng muốn sụp đổ chứ. Hắn lại cũng không có một bước lên trời khả năng. Vốn là, ma tổ vô thiên cũng ở đây tranh đoạt tử thần quyền bính, nếu như hắn thành công, hắn thậm chí có thể xem Nhâm Phi Phàm như vậy, một bước lên trời, nhảy qua không không lúc nào không rất nhiều tu luyện trình tự, trực tiếp lên đỉnh làm thiên đế chủ thần. Nhưng hiện tại, theo tử thần quyền bính, rơi vào ma nữ trong tay, ma tổ vô thiên cũng được người thua, hắn mất đi lên đỉnh có thể. Lúc này, kiếm môn thế giới. Vô thiên trận doanh tất cả người cửa, ở mắt thấy cái này cuối cùng kết cục sau đó, người sắc mặt người thảm trắng, vạn niệm câu hôi. Một đạo tịch mịch bóng người, từ một tòa cô sơn trên hạ xuống, chính là ma tổ vô thiên. Vây quanh ma tổ vô thiên, là rất nhiều hơn có hoàng kim huyết mạch ma thần. Hoàng kim ma thần nhất tộc, ở cực kỳ lâu trước kia, liền chống đỡ ma tổ vô thiên. Bọn họ đang đánh cuộc tương lai ma tổ vô thiên, sẽ thắng được, trở thành tử thần, trở thành thâm uyên chi chủ, dẫn bọn họ đi tinh không bờ bên kia. Nhưng hôm nay, không nghi ngờ chút nào, bọn họ thua cuộc. Tất cả hoàng kim ma thần, sắc mặt đều là thảm đạm ám nhiên. Ta thua, các ngươi tất cả tìm con đường sống đi. Ma tổ vô thiên thanh âm bi thương, xoay người yên lặng rời đi kiếm môn thế giới. Hắn không biết mình phải đi nơi nào, cũng không biết tương lai ở phương nào. Hắn cảm thấy tự thân lực lượng, đang nhanh chóng suy thoái. Vốn là, hắn cướp lấy rất nhiều ngày ma tinh hải năng lượng, nhưng những năng lượng này, theo mới tử thần ra đời sau đó, toàn bộ thoát khỏi ra hắn thân thể, lần nữa hội tụ đến mới tử thần trong tay. Tử thần một khi ra đời, đó chính là bên thắng ăn suốt, hoàn toàn nắm trong tay thiên ma tinh hải. Không chỉ là hắn, liền Diệp Thần cũng giống như vậy. Diệp Thần thật ra thì vậy nắm giữ một chút thiên ma tinh hải năng lượng, nhưng những năng lượng kia, vậy toàn bộ chảy trở về đến ma nữ trong tay. Ma tổ vô thiên lúc rời kiếm môn thế giới sau đó, một mình bồng bềnh ở tinh không mênh mông bên trong, chỉ cảm thấy cả đời tâm huyết, giờ phút này toàn bộ thành bọt nước. Ma tổ vô thiên, xin lỗi, là ta may mắn thắng. Ngay tại ma tổ vô thiên, tất cả ý nghĩ tan vỡ thời điểm, một đạo đạm mạc thanh âm, truyền tới hắn trong lỗ tai. Đó là ma nữ thanh âm. Ma nữ, người đã thắng, là muốn đến tiễn ta lên đường sao? Ma tổ vô thiên lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết mình đã thua, ngay cả tính mệnh cũng rất khó giữ được, bất quá hắn vậy không quan tâm sống chết. Ha ha, ta không giết ngươi, ta còn muốn và ngươi hợp tác đây. Ma nữ cười lên, thanh âm rất là cao hứng, dẫu sao nàng là sau cùng bên thắng, tâm tình thật sự là vui vẻ. Còn hợp tác cái gì, người đã thắng. Ma tổ vô thiên trong mắt lướt qua một chút che lấp, trong cơ thể hắn tất cả thiên ma tinh hải năng lượng, toàn bộ chảy trở về đến ma nữ trên tay, hắn thực lực thật to suy thoái, đã không lại là cao cấp tiên đế, căn bản không có thể đối kháng ma nữ. Ta cần cho ngươi mượn tay, giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử, táng diệt luân hồi. Đây cũng là cốt thiên đế ý. Ma nữ đạm như vậy nói, thanh âm nhưng tràn đầy ý định giết người. Ha ha, người muốn táng diệt luân hồi, tự mình ra tay là được. Ma tổ vô thiên cười lạnh nói. Không, ta là tử thần, uy năng quá mức mênh mông, khó mà hạ xuống thế giới hiện thật. Ta muốn táng diệt luân hồi mà nói, không tiện tự mình ra tay, vẫn là cần dựa vào ngươi. Ta có thể đem kinh cức vương tọa cho ngươi mượn. Thậm chí đem bộ phận tử thần lực lượng, tạm thời cho ngươi mượn, nhưng điều kiện là, ngươi phải thay ta táng diệt luân hồi. Ma nữ nói, nàng vì chu diệt Diệp Thần, lại có thể bỏ được cho mượn kinh cức phương tọa, thậm chí phải đem mới vừa lấy được tử thần quyền bính, bộ phận lực lượng mượn dùng cho ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên trong lòng động một cái, nhưng nghĩ tới ma nữ tính tình, cũng là tương đối tàn nhẫn, không thể nào vô duyên vô cớ tặng cơ duyên, liền nói ta tại sao phải giúp ngươi. Ma nữ cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết Diệp Thần vậy tiểu tử sao? Chỉ cần giết hắn, chiếm đoạt hắn luân hồi khí vận,
người đủ để ngay tức thì chứng đạo không không, bước vào không không lúc nào không. Ma Tổ Vô Thiên nội tâm càng ý động, hắn tự nhiên biết, luân hồi khí vận bằng bạc, nếu là có thể chiếm đoạt, đủ để chứng đạo không không. Nhưng hắn cũng biết, ma nữ không tốt như vậy nói chuyện, nguyện ý cùng hắn chia cắt luân hồi khí vận, lập tức cười lạnh nói, chờ ta bước vào không không lúc nào không sau đó, ngươi liền sẽ thời gian đầu tiên giết ta, có phải hay không? Coi như ta cắn nuốt luân hồi khí vận, cuối cùng cũng sẽ bị ngươi đoạt lại đi. Ma nữ nói, ngươi đã đoán đúng, chờ ngươi bước vào không không lúc nào không sau đó, ta đúng là sẽ giết ngươi. Nhưng, chân ở trên mình ngươi, ngươi có thể chạy à? Không không lúc nào không lớn như vậy, nếu là ngươi chạy mất, ta cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi. Sau đó, ngươi liền có cơ hội, từ từ ẩn nhẫn lớn mạnh, tương lai tìm ta báo thù, ha ha, như thế nào? Ma nữ không hề giấu giếm mình sát ý, nàng chỉ là muốn lợi dụng Ma Tổ Vô Thiên thôi. Cùng lợi dụng xong, nàng khẳng định sẽ giết chết Ma Tổ Vô Thiên, không thể nào cùng hắn chia cắt luân hồi khí vận. Nhưng, nàng vậy nói không sai, không không lúc nào không minh mông vô biên, cho dù là thiên đế chủ thần, cũng không cách nào cuối cùng, Ma Tổ Vô Thiên vẫn là có ẩn núp, né tránh nàng giết hại có thể. Ma Tổ Vô Thiên nghe xong ma nữ lời nói này, nhất thời động lòng. Huống chi, hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, nếu là ngươi thật chứng đạo không không, coi như bị ta giết chết, cuộc đời này vậy coi là không tiếc, vẫn tốt hơn hôm nay như vậy, một bộ cái xác biết đi hình dáng. Như thế nào, có dám đánh cuộc hay không? Ma nữ thanh âm, mang to lớn dẫn dụ ý. Ma Tổ Vô Thiên biết rõ nàng đang lợi dụng mình, muốn mượn đao giết người, nhưng đương thời giây phút, cũng đích xác bị thuyết phục. Nếu như ta thật bước vào không không lúc nào không, ma nữ này chưa chắc có thể giết chết ta. Ma Tổ Vô Thiên trong bụng tính toán, hắn trước đây không ngừng cướp lấy thiên ma tinh hải năng lượng, vậy mơ hồ dòm ngó gặp không thiếu không không thời không bí ẩn. Đối với không không lúc nào không, hắn cũng không phải là không biết gì cả, ngược lại, còn biết rất nhiều bí mật. Nếu là hắn thật đi không không lúc nào không, có rất lớn cơ hội tránh ma nữ đuổi giết. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta đáp ứng ngươi cũng được. Ma Tổ Không Thiên Quyền nhận định luôn mãi, cuối cùng là gật đầu đáp ứng. Ma nữ đại hỉ, nói, rất tốt, ta mới lên tử thần, cũng có không thiếu cường giả quy thuận ta, ngươi có thể hiệu triệu bọn họ, liên hiệp ngàn vạn người đám người, vây công tinh nguyệt giới, ngươi mượn dùng ta lực lượng, nhất định có thể táng diệt luân hồi. Vù vù, hư không chấn động, kinh cức phương tọa bóng dáng, hiển hóa đi ra, cũng hóa thành một đạo huyết quang, bắn vào Ma Tổ Vô Thiên trong cơ thể. Vậy kinh cức phương tọa phía trên, đã hỗn hợp ma nữ tử thần bộ phận lực lượng. Ma Tổ Vô Thiên một đạt được kinh cức phương tọa, lại lấy được ma nữ tử thần ban phúc, trong thoáng chốc cả người linh khí bạo tăng, trên trán xuất hiện một đạo đặc thù ma đạo dấu vết. Thẻ xem kỹ. Hắn nắm quyền một cái, liền cảm thấy mênh mông lực lượng, dâng trào ra. Trước đây mất đi lực lượng, toàn bộ trở về, thiên ma tinh hải năng lượng, đang hắn trong đan điền, như sông dài vậy lao nhanh trước. Ma Tổ Vô Thiên đại hỉ, trong lòng lại là bi thương. Hắn biết, những lực lượng này, cũng không phải là mình, mà là ma nữ cho hắn mượn. Ma nữ chịu ban thưởng lực lượng, là bởi vì là nàng tấn thăng tử thần sau đó, đối nhân quả luật nắm trong tay, đã đến đỉnh cấp cảnh giới. Nàng bày nhân quả luật, mình lực lượng, cho mượn Ma Tổ Vô Thiên, Ma Tổ Vô Thiên chỉ có thể dùng để táng diệt luân hồi, không cách nào hắn dùng. Cùng sau khi chiến đấu kết thúc, bỏ mặc thành bại, những lực lượng này, cũng sẽ chảy trở về đến trên tay nàng, không thể nào thật bị Ma Tổ Vô Thiên nắm trong tay. Ma Tổ Vô Thiên trong lòng buồn vui đồng thời xuất hiện, lại là xấu hổ, trong đầu nghĩ mình một đời kiêu hùng, giờ phút này lại thành ma nữ con cờ. Nhưng, đại trượng phu có thể co giãn, chỉ cần có thể táng diệt luân hồi, hắn thì có lật bàn có thể. Hôm nay tử thần, không phải ma nữ, mà là ta. Ma Tổ Vô Thiên gọi ra kinh cức phương tọa, ngồi ở đây trương phủ đầy cây có gai trên ghế, bụi gai đâm rách ra hắn, máu tươi chảy như dòng nước đi ra, rất là đau đớn, kích thích hơn nội tâm hắn chiến ý cùng sát ý. Ha ha ha, Ma Tổ Vô Thiên, ngươi hãy nằm mơ đi, ngươi chỉ là mượn dùng ta lực lượng mà thôi, không muốn hy vọng hảo huyền. Ma nữ cười to, ý chí rồi sau đó ẩn độn đi xuống. Nàng nếu đã đem tử thần lực lượng, còn có kinh cức phương tọa, cũng cho mượn liền Ma Tổ Vô Thiên,
vậy kế tiếp nhân vật chính là Vô Thiên. Ma tổ Vô Thiên truyền ra ý chí, triệu tập thế giới hiện thật bên trong, tất cả thờ phượng hắc ám cùng tử thần người, chuẩn bị vây quét tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới bên trong, Diệp Thần, Gió Tiếng nói oanh, Kỳ Thư Thanh các người, đều đã cảm nhận được liền nguy hiểm. Liền liền ở bên ngoài lịch luyện Diệp Lạc Nhi, vậy lật đật chạy về. Từng ngọn bảo vệ đại trận, ở tinh nguyệt giới các nơi mở, tất cả người bày trận mà đợi. Ở nơi này khẩn trương thời khắc, Diệp Tà Thần mang thân Đỗ Uyển Nhi trở về. Thấy hai người trở về, tinh nguyệt giới rất nhiều cường giả ánh mắt, cũng lộ vẻ được hết sức phức tạp. Bọn họ, là người thua. Diệp Tà Thần cùng thân Đỗ Uyển Nhi, đều là cả người vết thương bên trong tràn đầy các loại bóng tối hơi thở. Thân Đỗ Uyển Nhi thương thế nặng hơn, đã rơi vào hôn mê ngủ say. Ra ra, Uyển Nhi thế nào? Diệp Thần rất là lo âu, đem thân Đỗ Uyển Nhi thân thể, từ ra ra trong tay nhận lấy. Hắn chỉ cảm thấy thân Đỗ Uyển Nhi thân thể, lạnh như băng, không có một chút khí huyết chập chờn. Hắn vội vàng vận chuyển bát quái thiên đan thuật và diệu pháp hoa sen, muốn chữa trị Uyển Nhi thương thế, nhưng phát hiện căn bản không dùng. À, tử thần quyền bính, cuối cùng là rơi vào ma nữ trong tay. Chúng ta thất bại. Uyển Nhi bị cắn trả, đã trọng thương rơi vào ngủ say. Có lẽ, cần tử hoàng thiên cung mồi lửa, mới có thể xua tan hắc ám, đem nàng thức tỉnh. Nếu không, nàng có thể sẽ một mực ngủ say đi. Diệp Tà Thần than thở một tiếng, mặt đầy như đưa đám. Tranh đoạt tử thần quyền bính thất bại, đối luân hồi trận doanh mà nói, có thể nói là đả kích khổng lồ. Khá tốt thân Đỗ Uyển Nhi chỉ là ngủ say, cũng chưa chết, đã là thiên đại may mắn. Cần mồi lửa bồi bổ sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nhìn trong ngủ mê Uyển Nhi. Nếu như cần mượn dùng mồi lửa, mới có thể thức tỉnh thân Đỗ Uyển Nhi mà nói, vậy thì phiền toái. Dẫu sao, trong truyền thuyết mồi lửa, đối tử Hoàng Tiên Cung mà nói, cũng là vận mệnh vậy tồn tại, căn bản không có thể cho mượn Diệp Thần. Trước thu xếp ổn thỏa nàng đi, chúng ta có thể sống sót hay không cũng không nhất định. Diệp Tà Thần khoát khoát tay, để cho võ giao đem thân Đỗ Uyển Nhi dẫn đi, ôm đến Ngạo Thế Thiên Cung chỗ sâu, tạm thời thu xếp đứng lên. So sánh với thân Đỗ Uyển Nhi an nguy, trước mắt toàn bộ luân hồi trận doanh sống chết vận mệnh, lộ vẻ được trọng yếu hơn. Ma nữ đem kinh cức phương tỏa và tử thần lực lượng, cho mượn liền ma tổ Vô Thiên, muốn mượn Vô Thiên tay, táng diệt luân hồi. Chuyện này, chân thực quá mức khủng bố, đã kích động thiên cơ, Diệp Thần các người dĩ nhiên là cảm nhận được. Cái này hai ngày, ma tổ Vô Thiên có thể thì phải giết tới, chúng ta phải đối mặt, là kinh cức phương tỏa, còn có tử thần lực lượng. Diệp Tà Thần giọng tràn đầy lo âu, hắn hiện tại bị thương vậy là vô cùng nghiêm trọng, chủ yếu là bị Cốt Thiên Đế đả thương. Cái này hai ngày sắp đến quyết chiến, hắn thì không cách nào tham dự. Diệp Thần, đây là kiếm ngươi, thật tốt cầm. Diệp Tà Thần rút ra một kiếm, đưa cho Diệp Thần. Thanh kiếm này, chính là Luân Hồi Thiên Kiếm. Thời khắc này Luân Hồi Thiên Kiếm, mũi nhọn so với trước kia ác liệt nhiều, thân kiếm kim quang lưu chuyển, vô số đại lộ quy luật tạo thành phù văn, lóng lánh rực rỡ. Từng đạo kiếm quang, như cầu vồng vậy xuyên qua đi ra ngoài, xuyên thấu hư không mưa gió, vô cùng nguy nga. Diệp Thần cầm Luân Hồi Thiên Kiếm, ngay tức thì liền cảm nhận được, thanh kiếm này, đã thành chân chính không vô thần khí, lực sát thương thật to tăng lên. Luân Hồi Thiên Kiếm, thật thăng cấp. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, huy động thân kiếm, chỉ cảm thấy muốn gì được nấy. Diệp Tà Thần gật đầu nói, đúng vậy, ta ủy thác Thiên Khải Chí Tôn, lợi dụng Hắc Ngục Tinh, giúp ngươi thăng cấp Luân Hồi Thiên Kiếm, hôm nay đã hoàn thành. Diệp Thần nói, ngày trước Khải Chí Tôn hiện tại, vẫn là tử thần giáo đoàn đầu não sao? Diệp Tà Thần lắc đầu một cái, thở dài nói, không phải, tử thần giáo đoàn giáo chủ, đã thành ma nữ. Vốn là, Thiên Khải Chí Tôn muốn hồi phục đời trước tử thần Hải Vương Ma Tôn, nhưng, ma nữ đạt được tử thần quyền bính sau đó, trực tiếp nuốt riêng, nàng tấn vị thành mới tử thần. Thiên Khải Chí Tôn giận dữ, nhưng hắn hôm nay, đã không đánh lại ma nữ, trực tiếp gặp phải nhốt. Hắn cũng là người đáng thương. Thôi, không nói hắn, cái này hai ngày chúng ta chuẩn bị thật tốt, ma tổ Vô Thiên lập tức phải giết tới. Diệp Thần trong lòng rét một cái. Gia Gia nói không sai, hôm nay thế cục nguy cấp, luân hồi trận doanh đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có,
đã không rảnh lại đi thảo luận người khác sống chết. Diệp Thần an bài nhân thủ, bảo vệ tinh nguyệt giới, chuẩn bị đối kháng ma tổ vô thiên. Gió tiếng nói oanh chấn đông, Huyền Hàn Ngọc chấn tây, Võ Giao chấn nam, Tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên chấn bắc, Diệp Thần ở giữa. Kỷ Tư Thanh chấn giữ đông bắc, Ngụy Dĩnh chấn giữ đông nam, Hạ Nhược Tuyết chấn giữ tây bắc, Diệp Lạc Nhi chấn giữ tây nam, Già Thiên Ma Đế phụ trách hậu cần. Đệ nhất Thảo Thần Tử Lan, vậy xuất quan, phụ trách duy trì tinh nguyệt giới bảo vệ đại trận, cũng chuẩn bị chữa trị người bị thương. Ngoài ra, băng thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa, tại nghe nguy hiểm sau đó, cưỡi lộc tới, chuẩn bị đang chiến đấu bắt đầu sau đó, trái tự thân huyết mạch, lớn mạnh tinh nguyệt giới bầu trời cùng địa mạch. Chúng sinh giới giới vương Nhiên Đăng Tổ Sư, địa ngục giới giới vương Diêm La Đạo Quân, Vân Cẩm Thiện Nhu các người, vậy chạy tới trợ chiến. Mọi người các ti kỳ chức, trấn thủ một phương. Đây là đại chiến sinh tử, một khi đánh bại, luân hồi trận doanh thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ thái thượng thế giới, đều biết ma tổ vô thiên mượn dùng ma nữ lực lượng, chuẩn bị động thủ vây quét tinh nguyệt giới. Rất nhiều cường giả, phóng thích thần thức, bao phủ đến tinh nguyệt giới bầu trời, mật thiết chú ý chiến cuộc. Diệp Thần có thể cảm giác được, đạo đức thiên tôn, trùng dương chân nhân, thiên nữ, vũ hoàng cổ đế các người, thần thức cũng trôi lơ lửng bên ngoài, đều ở đây xem cuộc chiến. Cũng muốn xem ta chết như thế nào sao? Diệp Thần nội tâm bật cười, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, hắn tự nhiên không thể nào lúc này nhận thua. Cùng ma tổ vô thiên tới, coi như là chết trận, Diệp Thần cũng sẽ không lùi bước. Trừ băng thần Thiên Tôn Vũ Lăng Hoa bên ngoài, Diệp Thần còn muốn mời Lôi Thần và Thủy Thần tới trợ chiến. Nhưng tiếc là, Lôi Thần và Thủy Thần cũng uyển ngôn cự tuyệt. Lôi Thần lý do thì không muốn quá nhanh dính nhân quả. Mà Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly thì không ngừng nói xin lỗi, nói mình lực lượng suy sụp quá nhiều, không dám đối mặt với Kinh Cức Vương tỏa cùng Tử Thần giết hại. Còn như Nham Thần Thiên Tôn, còn chưa tính là Diệp Thần đồng minh. Cửu thần bên trong, hôm nay có thể đứng ở Diệp Thần bên người, chỉ có hai vị Thảo Thần cùng Băng Thần. Ở bên ngoài vô số đôi ánh mắt nhìn soi mói, rốt cuộc, hai ngày sau đó, từng luồng biển mây vậy đậm đà hắc ám khí tức, gào thét chấn động, cuộn sạch đến tinh nguyệt giới bên trên. Toàn bộ tinh nguyệt giới bầu trời, nhất thời đổi được vô cùng hắc ám. Hắc ám bên trong, hiện ra thiên thiên vạn vạn đạo thân ảnh, vậy cũng là Tử Thần tín đồ. Còn có kiếm môn thế giới và vực sâu thần điện cường giả. Tất cả người, lặng yên không tiếng động, chỉ là dùng vô cùng xâm nghiêm, vô cùng lãnh khốc, tràn đầy sát cơ ánh mắt, quan sát tinh nguyệt giới. Ở vô số tín đồ vây quanh, trên bầu trời vang lên ma thần ngâm sướng, một tôn to lớn Kinh Cức Vương tọa, chậm rãi nổi lên. Ma tổ vô thiên to lớn uy nghiêm thân thể, đang ngồi ngay ngắn ở Kinh Cức Vương tọa phía trên, nhìn xuống trần thế. Diệp Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ma tổ vô thiên một mắt tới giữa, ngay tại tinh nguyệt giới rất nhiều thủ hộ giả bên trong, thấy Diệp Thần. Diệp Thần ở giữa trấn thủ, là cả luân hồi trận doanh nhất hạch tâm. Tay hắn cầm luân hồi thiên kiếm, thiên quân phong thần bia trôi lơ lửng bên người, các loại đại lộ quy luật, ở hắn bên người không ngừng lóng lánh, cực kỳ nguy nga. Trước đây, Diệp Thần ở Thiên Thảo Sơn Trang thời điểm, liền cùng ma tổ vô thiên quyết chiến qua. Thiên quân phong thần bia thậm chí được ô nhiễm. Bất quá, có đệ nhất Thảo Thần Tử Lan, và tiểu Thảo Thần Thanh Nhiên ở đây, điểm này dơ bẩn, không coi vào đâu, mượn hai vị Thảo Thần lực lượng, Diệp Thần rất dễ dàng liền khu tan hết. Ma tổ vô thiên, không nghĩ tới người một đời kiêu hùng, lại có thể luân lạc là ma nữ con cờ. Diệp Thần vung lên luân hồi thiên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào ma tổ vô thiên, một đạo kim sắc kiếm khí, phá giết ra. Hướng ma tổ vô thiên xuyên qua đi. Ha ha, ai là ai con cờ, còn chưa nhất định. Ma tổ vô thiên ngồi ở Kinh Cức Vương tọa phía trên, an ổn không nhúc nhích, Diệp Thần kiếm khí đánh tới, lại bị một cổ vô hình hắc ám lực lượng ngăn trở, trực tiếp tiêu trừ đi. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chấp trưởng Kinh Cức Vương tọa ma tổ vô thiên, thực lực quá kinh khủng, ở Kinh Cức Vương tọa dưới bảo vệ, vậy thủ đoạn công kích, căn bản không có thể thương tổn tới hắn. Ta chẳng qua là một cái tử thần, đem người hai vị Thảo Thần, còn có băng thần Thiên Tôn, cũng mời tới đây, cần lớn như vậy tình cảnh sao? Ta còn lấy là, đệ nhất Thảo Thần đã sớm vẫn diệt, hôm nay mới biết, lúc đầu nàng còn sống, ha ha. Ma tổ vô thiên ánh mắt híp lại, ánh mắt ở Thanh Nhiên, Tử Lan, Vũ Lăng Hoa ba phụ nữ trên mình,
từng cái lướt qua. Ba thần đối chiến một thần, nếu như là người không biết, còn lấy là Diệp thần bên này, chiếm hết ưu thế. Nhưng trong thực tế, ưu thế ở Ma Tổ Vô Thiên bên này. Bởi vì, hắn tử thần quyền bính, là hoàn chỉnh truyền thừa. Mà Thanh Nghiên, Tử Lan, Vũ Lăng Hoa ba vị nữ thần, thần cách là không hoàn chỉnh, hoàn toàn không cách nào cùng đỉnh cấp thời điểm so sánh. Hơn nữa, Ma Tổ Vô Thiên còn có kinh cức phương tọa, lại là chiếm hết ưu thế. Hãy bớt nói nhảm đi, Vô Thiên, muốn chiến liền chiến. Diệp thần ánh mắt sắc bén, trong lòng đã làm xong quyết chiến chuẩn bị. Ngươi muốn chiến, vậy thì đánh, ta đây muốn xem, ngươi có thể hay không ngăn trở ta tử thần uy nghiêm. Ma Tổ Vô Thiên giọng lạnh lùng, trong tròng mắt tràn đầy kiêu ngạo vẻ, hắn phảng phất là hoàn toàn nhập vai tuồng, thật đem mình làm tử thần, mà không phải là mượn dùng tới lực lượng. Chỉ gặp Ma Tổ Vô Thiên vung tay lên, thiên ma tinh hải năng lượng, nhất thời ở trên trời nổ, hắc ám đợt sóng cuồn cuộn, chung quanh thiên thiên vạn vạn tử thần tín đồ, vực sâu cường giả, toàn bộ lấy được hắc ám cùng chết chúc phúc. Rất nhiều cường giả trên trán cũng toát ra một cái tử thần dấu vết, hai tròng mắt trở nên đỏ như máu, cả người sát khí bạo động. Đi đi, trước hết giết quang luân hồi tín đồ, đoạn tuyệt luân hồi chi chủ tín ngưỡng nguồn. Ma Tổ Vô Thiên đạm đạm vẫy tay hạ lệnh, vô số hắc ám cường giả, chính là cười gằn, tiếng thét chói tai, reo hò, gào thét liều chết xung phong ra. Đến hắn và Diệp thần cái này phương diện quyết đấu, quyết định chiến đấu thắng bại, cũng không phải là nhìn bề ngoài thực lực đơn giản như vậy, rất nhiều thứ cũng phải cân nhắc. Ví dụ như tín ngưỡng, từng cái hắc ám cường giả, cười gằn giết hướng chung quanh luân hồi trận doanh tín đồ, tinh nguyệt thần giáo đệ tử vân. Vân, nhưng không trực tiếp công kích Diệp thần. Bọn họ là muốn giải quyết tận gốc, muốn tàn sát luân hồi tín đồ, đoạn tuyệt Diệp thần tín ngưỡng nguồn, áp chế khí vận của hắn. Ma Tổ Vô Thiên người mang tới, đó là lấy ngàn vạn tính, chi chít, ùn ùn kéo đến, hắc ám che trời, chiến đấu một phát động, đó là long trời lở đất, thiên thiên vạn vạn yêu ma cùng tử thần tín đổ đạp chết xuống, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Ngoại giới, Vũ Hoàng Cổ Đế, Thiên Nữ, Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân đám người thần thức, còn có rất nhiều hơn thái thượng thế giới cường giả, đều ở đây xem cuộc chiến. Khi thấy Ma Tổ Vô Thiên phát động tấn công, vậy ùn ùn kéo đến hắc ám bạo loạn hình ảnh, tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ. Tại chỗ không có bất kỳ một người nào, dám cam đoan có thể chịu đựng ở Ma Tổ Vô Thiên tấn công. Thời khắc này Ma Tổ Vô Thiên, thật là tựa như cùng là chân chánh tử thần, nắm trong tay chí cao vô thượng thiên ma tinh hải. Dưới tay hắn cường giả, ở hắc ám cùng chết ban phúc hạ, từng cái vô cùng dũng mãnh, như địa ngục ác ma giết ra, làm người ta sợ hãi. Ngày xưa quang vinh huy hoàng tinh nguyệt giới, nhất thời rơi vào hắc ám loạn chiến. Vô số hắc ám cường giả, đánh thẳng vào tinh nguyệt giới từng ngọn bảo vệ trận, cùng luân hồi tín đồ triển khai cực kỳ chém giết thảm thiết, máu chảy thành sông. Diệp thần ngồi trấn trung ương, truyền ra ý chí, chỉ huy người thủ hạ đối kháng. Ma Tổ Vô Thiên đồng dạng là ngồi trấn trung ương, để cho thủ hạ tử thần tín đồ, vực sâu cường giả vân. Vân, cùng luân hồi trận doanh chém giết. Hắn cùng Diệp thần, tuy nói muốn chiến liền chiến, nhưng hai người cũng không có tùy tiện ra tay. Bởi vì, bọn họ là tuyệt đối chủ soái, không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền sẽ liên lụy hai đại trận doanh sống chết, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ma Tổ Vô Thiên mong muốn, là trước diệt hết luân hồi trận doanh bộ phận cao thủ, đả kích Diệp thần khí vận, sẽ hành động lại tay. Diệp thần bên này, là phe phòng thủ, chiếm cứ ưu thế, hắn mong muốn. Là chờ đợi thích hợp cơ hội phản kích. Thiên thời địa lợi, cũng là Diệp thần chiếm ưu. Nhưng cường giả số lượng phương diện, hắn không bằng Ma Tổ Vô Thiên. Bởi vì, Ma Tổ Vô Thiên chấp trưởng tử thần quyền bính, có thể rơi xuống tử thần ban phúc, vô căn cứ để cho người bên dưới, thực lực ngắn ngủi nhô lên bay mãnh vào, vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều cao thủ. Diệp thần nơi này cao thủ, số lượng liền kém hơn Ma Tổ Vô Thiên. Hơn nữa, ở tử thần uy áp bao phủ hạ, bất kể là đêm mẫu gió tiếng nói oanh, vẫn là Huyền Hàn Ngọc, võ giao, cũng rất khó phát huy ra chân chính thực lực. Đây là cảnh giới áp chế. Các nàng chân chính thực lực, không phát huy ra được, đối mặt rất nhiều hắc ám cường giả công kích, tự nhiên khắp nơi bị chế, rất là đau khổ. Đóng băng ngàn dặm, tuyết phiêu thiên địa. Bỗng nhiên, băng thần thiên tôn Vũ Lăng Hoa, thiêu đốt lên tự thân huyết mạch,
vô số băng tuyết năng lượng, ánh chiếu chư thiên. Một phiến phiến hoa tuyết, mang nghiêm ngặt khí lạnh, từ không trung bay xuống, để cho được rất nhiều hắc ám ma đồ, gặp đóng băng. Tử Lan tỷ tỷ, mời ban cho ta thế giới thụ lực lượng. Tiểu Thảo thần thanh niên vậy giang hai tay ra, ngâm sướng lên tới, cho đòi ra thế giới cây. Thế giới thụ chấn rơi xuống, mình mông hơi thở nổ tung, nhất thời để cho được chung quanh rất nhiều hắc ám cường giả, hét thảm lên, tại chỗ liền bị chấn động bay. Còn có không ít người, sống sờ sờ bị thế giới thụ nghiền thành thịt nát. Ở Vũ Lăng Hoa và Tiểu Thảo thần thần thông thế công hạ, Diệp Thần bên này, rất nhanh liền cho những cái kia hắc ám cường giả, mang đi đả kích nặng nề. Cơ hội. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt động một cái, lập tức liền nắm chặt Luân Hồi Thiên Kiếm, chuẩn bị thừa dịp này cơ hội, hướng Ma Tổ Vô Thiên ra tay. Nhưng, ra dự liệu, Ma Tổ Vô Thiên vào giờ khắc này, vậy hướng Diệp Thần ra tay. Hắn như cũng ngồi ngay ngắn ở Kinh Cức Vương tọa phía trên, bàn tay cách không chấn áp xuống tới, tử thần uy áp gào thét tới, trong hư không nổ lên các loại nhọn kêu khóc, ma khí cuồn cuộn, trưởng phong kích động. Diệp Thần không nghĩ tới, Ma Tổ Vô Thiên vậy cùng giải quyết lúc ra tay, hắn huy động Luân Hồi Thiên Kiếm, ác liệt mũi nhọn tích giết, liền đem Ma Tổ Vô Thiên bạo giết xuống ma khí trưởng phong, hoàn toàn chảm phá. Nhưng, Ma Tổ Vô Thiên trưởng thế, cực kỳ cường hãn, nhưng là đem Diệp Thần đẩy lui hai bước. Ha ha, Diệp Thần, băng thần và thảo thần chịu giúp ngươi, là ngươi vận khí. Bất quá, bọn hắn thần cách, cũng không xem ta tử thần thần cách như vậy hoàn mỹ. Bọn hắn lực lượng, cuối cùng có hạn, chỉ cần ra tay một cái, sẽ tiêu hao, không giúp được ngươi bao lâu. Ma Tổ Vô Thiên đạm mạc cười lên, giọng bên trong, đối vậy tử thần quyền bính, vẫn là sùng bái chu toàn, nội tâm vậy đem mình làm chân chính tử thần. Hắn ra tay, là bởi vì là thấy băng thần và thảo thần, cũng ra tay. Băng thần và thảo thần, ra tay một cái liền phải tiêu hao lực lượng, mà bọn hắn lực lượng vừa mất dây dưa, luân hồi trận doanh nội tình, thì sẽ theo tiêu hao. Cho nên, đây cũng là Ma Tổ Vô Thiên xuất thủ cơ hội. Hiện tại Ma Tổ Vô Thiên ra tay một cái, Diệp Thần liền cảm thấy hắn cường hãn. Tử thần uy áp, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng. Thanh Liên phân thân, ra. Diệp Thần lập tức gọi ra Thanh Liên phân thân, vậy Thanh Liên phân thân, tướng mạo bề ngoài cùng hắn giống nhau như đúc, khó phân lẫn nhau. Chỉ bất quá, hắn cầm trong tay, là Luân Hồi Thiên Kiếm. Mà phân thân cầm trong tay, là Phù Sinh Tuyệt Mệnh. Diệp Thần tâm niệm vừa động, bản thể cùng phân thân một trái một phải giết ra, Luân Hồi Thiên Kiếm cùng Phù Sinh Tuyệt Mệnh, mũi nhọn nổ, đồng loạt chém chết hướng Ma Tổ Vô Thiên. Kiếm ngươi, thăng cấp thành không vô thần khí. Ma Tổ Vô Thiên nụ cười thoáng động lại, liền cảm thấy Diệp Thần Luân Hồi Thiên Kiếm, mũi nhọn so với trước kia lợi hại rất nhiều, vậy cổ kinh người sát phạt, còn không giết tới, liền để cho tóc hắn phất động lực. Còn có vậy Phù Sinh Tuyệt Mệnh, vậy để cho hắn nội tâm bên trong, sinh ra một cổ vô hình kinh quý, vậy là tới từ hoàng kim huyết mạch kinh quý. Thôi, chúng ta trực tiếp một chiêu phân sống chết đi, thần ma mục nát thiên lưu, cho ta diệt. Ma Tổ Vô Thiên quát to một tiếng, bỗng nhiên một trưởng giết ra, vô tận thiên ma tinh hải hắc ám năng lượng, cuốn tới, hóa thành đủ để mục nát diệt thần ma thiên đất nước lũ, hung hăng hướng Diệp Thần cùng hắn phân thân đánh tới. Diệp Thần đồng lỗ có giúp một cái, tuyệt đối không nghĩ tới, Ma Tổ Vô Thiên lại có thể trực tiếp thi triển ra thần ma mục nát thiên lưu. Cái này thần ma mục nát thiên lưu, là hết sức hắn kinh khủng thần thuật, thi triển sau đó, thậm chí có thể cắn trả tự thân. Nhưng hiện tại, Ma Tổ Vô Thiên mượn dùng trước Kinh Cức Vương tọa, lại là để cho Kinh Cức Vương tọa, thay hắn chịu đựng cắn trả, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu. Hắn muốn nhất kích chu diệt Diệp Thần. Ở thần ma mục nát thiên lưu cắn trả hạ, Kinh Cức Vương tọa đầu tiên hóa thành hắc ám, bị vô số dơ bẩn dính, bụi gai trên lái ra màu đen vặn vẹo hoa, đặc biệt quỷ dị. Thao thao bất tuyệt hắc ám nước lũ, mang dễ như bỡn hơi thở, ngay tức thì liền tới sát Diệp Thần và hắn phân thân trước mặt. Đáng chết! Diệp Thần vội vàng thu hồi phân thân, đồng thời cháy luân hồi huyết mạch, trong tay luân hồi thiên kiếm, lấy cực hạn huy quang chém chết ra. Trảm Thiên Cửu Kiếm, phá cho ta! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, luân hồi huyết mạch cháy dưới, luân hồi thiên kiếm mũi nhọn tách thả ra đến mức tận cùng. Hắn luân hồi thiên kiếm, đã thăng cấp thành không vô thần khí, đạt được hắn luân hồi huyết mạch lực lượng bơm vào,
nhất thời kim quang nổ tung, kiếm khí gào thét, lại là đem vậy thần ma mục nát thiên nước lũ, xé ra một cái khe hở. Suy rồi. Diệp Thần lắc người một cái, vận dụng hư linh thần mạch, qua lại hư không, liền dọc theo vậy cái khe hở, phá đánh ra, cũng không có gặp phải thần ma mục nát thiên lưu đánh vào. Phí công vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Ta là tử thần, người ở ta trong mắt, bất quá là một con kiến hôi. Ma Tổ Vô Thiên cười nhạt, thần ma mục nát thiên lưu hắc ám năng lượng hội tụ, đọng lại thành một viên ma tinh, ùng ùng vang dội, hung hăng hướng Diệp Thần đập tới. Viên này mục nát thiên ma tinh, năng lượng là như vậy đáng sợ, đông lại một cái cố thành hình, liền chiếu sáng hư không, để cho được tinh nguyệt giới bầu trời, rơi vào vĩnh hằng nửa đêm, bốn phía ma khí nổ, đủ để mục nát diệt thần ma hơi thở, không ngừng từ trong đó truyền ra. Tinh nguyệt giới bề mặt trái đất trên, rất nhiều núi cao, con sông, rừng rậm, thành trì, ở nơi này viên mục nát thiên ma tinh chiếu dọi xuống, toàn bộ bị phai mở thành bụi bặm. Ma Tổ Vô Thiên chấp trưởng tử thần quyền bính dưới, bộc phát ra hắc ám ma uy, lại khủng bố đến như vậy bước. Ngoại giới xem cuộc chiến Vũ Hoàng Cổ Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Trùng Dương Chân Nhân, Thiên Nữ các người, đều là rung động. Đối mặt như vậy trạng thái Ma Tổ Vô Thiên, cho dù là bọn họ, cũng không có ai dám nói có tuyệt đối chắc chắn, có thể chiến thắng. Liệt Nhật Mệnh Tinh, mở. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, đương thời giây phút. Cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp cho gọi ra Liệt Nhật Mệnh Tinh, hơn nữa còn là mạnh nhất triệu hoán, đem Liệt Nhật Mệnh Tinh ánh sáng, phát huy đến nhất sáng chói, huy hoàng nhất, nhất cực hạn cảnh giới. Vù vù, Liệt Nhật Mệnh Tinh vừa ra, nhất thời, mãnh liệt ánh mặt trời chói mắt, liền xua tan hắc ám, để cho thiên địa đổi được nóng rực. Ma Tổ Vô Thiên, ta đây muốn xem, là ngươi tử thần quyền bính lợi hại, vẫn là ta Liệt Nhật Mệnh Tinh lợi hại. Diệp Thần quát to một tiếng, thúc giục Liệt Nhật Mệnh Tinh, quay đầu hướng Ma Tổ Vô Thiên đập xuống đi xuống. Ở Liệt Nhật Mệnh Tinh bàng bạc kinh khủng ánh sáng xuyên qua hạ, Ma Tổ Vô Thiên mới vừa ngưng tụ ra mục nát thiên ma tinh, ngay tức thì liền bể nát, tất cả hắc ám cùng dơ bẩn hơi thở, đều bị bốc hơi. Tựa như cho dù là thiên ma tinh hải, đối mặt Liệt Nhật Mệnh Tinh, cũng chỉ có bị bốc hơi kết quả. Ngôi sao này, là luân hồi thất tinh uy năng biểu dương. Liệt Nhật sát phạt hơi thở cực kỳ khủng bố. Tại chỗ bên trong, Kỷ Tư Thanh, gió tiếng nói oanh, võ giao các người, còn có ngoại giới xem cuộc chiến rất nhiều cường giả, thấy Diệp Thần cho gọi ra Liệt Nhật Mệnh Tinh, đều là vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Diệp Thần nhanh như vậy liền vận dụng lá bài tẩy. Chỉ có thể nói, hôm nay Ma Tổ Vô Thiên uy năng, chân thực quá mức khủng bố, ép được Diệp Thần trực tiếp triệu hoán Liệt Nhật Mệnh Tinh. Liệt Nhật Mệnh Tinh vừa ra, tựa như hy vọng mặt trời liền dâng lên rồi, toàn bộ tinh nguyệt giới hắc ám cũng bị đuổi tản ra đi, tất cả luân hồi trận doanh các tín đồ, đều được chúc phúc, tinh thần phấn chấn, lực lượng tăng gấp đôi. Ha ha, trực tiếp triệu hoán Liệt Nhật Mệnh Tinh, người linh khí chịu đựng được sao? Ma Tổ Vô Thiên cười lên, hắn biết cái này Liệt Nhật Mệnh Tinh, uy lực mặc dù to lớn, nhưng đối với linh khí tiêu hao, cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như là giống vậy triệu hoán, vậy còn thôi, nhưng Diệp Thần hôm nay, là hết sức hử cháy, trình độ cao nhất tách thả ra, linh khí cơ hồ là ngay tức thì liền bị rút sạch, sắc mặt cũng rơi vào trắng bệch. Nếu là ở trước kia, Ma Tổ Vô Thiên còn thật không chắc chắn tiếp lấy, dẫu sao nơi này là tinh nguyệt giới, là Diệp Thần địa bàn, Diệp Thần chiếm hết ưu thế, Liệt Nhật Mệnh Tinh vậy phá lệ sáng chói lóng lánh. Nhưng giờ khắc này, hắn chấn giữ kinh khắc phương tọa, chính là tử thần. Cho dù đối mặt Liệt Nhật Mệnh Tinh, cũng là không sợ chút nào. Kinh khắc phương tọa, tử thần quyền trượng, phá cho ta. Ma Tổ Vô Thiên quát to một tiếng, kinh khắc phương tọa vô số kinh cái bện đứng lên, hắc ám quy luật vần quanh, phù văn lóe lên, hóa thành một cây quỷ bí quyền trượng. Cái này cây quyền trượng, là tử thần uy nghiêm tượng trưng, là bóng tối hội tụ. Ma Tổ Vô Thiên huy động quyền trượng, tiên đế linh khí cùng tử thần thần cách huy năng, toàn bộ bộc phát ra. Lại là ngang nhiên cùng Diệp Thần Liệt Nhật Mệnh Tinh, hung hăng đối đụng nhau. Oanh! Làm tử thần quyền trưởng, cùng Liệt Nhật Mệnh Tinh va chạm ngay tức thì, động trời nổ liền bộc phát. Hắn dự cảm đến, chỉ cần mình tiến vào Tử Hoàng Uyên, cũng tìm núp ở trong đó cơ duyên, là có thể giết ngược Ma Tổ Vô Thiên, chung kết chàng này số mệnh vậy đối chiến. Diệp Thần, người muốn đi nơi nào? Người không phải nói muốn lưu lại, cùng ta chiến đấu đến cuối sao?
Ma Tổ Vô Thiên thấy túi gấm có đặc thù gợi ý xuất hiện, nhất thời cảm thấy dè chừng và sợ hãi, e sợ cho phải bị lật bàn, lập tức trực tiếp ngồi không yên, từ kinh cức vương tọa trên bay xuống, huy trưởng phá không giết hướng Diệp Thần. Vậy Tử Hoàng Nguyên gợi ý tọa độ, chỉ có Diệp Thần mới có thể thấy được, nhưng Ma Tổ Vô Thiên rõ ràng cảm thấy không được bình thường, vốn là tình thế một phiến thật tốt. Nhưng, theo Diệp Thần túi gấm mở ra, hắn thì có một loại khí số đi tới cuối, phải bị Diệp Thần lật bàn giết chết cảm giác. Diệp Thần thấy mới vừa vẫn là trầm ổn bình tĩnh Ma Tổ Vô Thiên, giờ phút này liền sắc mặt cũng liếc, cũng biết thiên cơ không có lầm, vậy phiến Tử Hoàng Nguyên bên trong, đúng là có thể cất giấu lật bàn cơ duyên. Thiên Quân Phong Thần Bia, cho ta ngăn trở. Diệp Thần thấy Ma Tổ Vô Thiên huy trưởng giết tới, lập tức lợi dụng Thiên Quân Phong Thần Bia ngăn trở, rồi sau đó cùng Mị Tâm lui về phía sau. Mị Tâm, mang ta rời đi. Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, người phải đi sao? Mị Tâm lấy làm kinh hãi. Ừ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần vốn là muốn chiến đấu đến cuối, nhưng hiện tại túi gấm sau khi mở ra, hắn ý nghĩ vậy thay đổi. Cẩm Nang chỉ dẫn hắn đi Tử Hoàng Nguyên, nơi đó cất giấu lật bàn có thể, là hy vọng ánh sáng ban mai. Nếu như tiếp tục lưu lại nói, Diệp Thần cũng chỉ có thể bị Ma Tổ Vô Thiên một mực áp chế, cho đến vẫn diệt. Hắn phải đi ra ngoài một chuyến, mới có thể tìm được chuyển cơ. Được, ta mang ngươi đi ra ngoài. Mị Tâm lập tức biến dạng hư không, muốn mang đi Diệp Thần. Diệp Thần truyền ra ý chí, hướng tất cả luân hồi trận doanh người, nói rõ tình huống. Mọi người thất kinh, nhưng đều biết, Diệp Thần cũng không phải là lâm trận chạy trốn, mà là muốn đi ra tìm chuyển cơ. Cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ trở lại. Diệp Thần khẽ cắn răng, liền muốn cùng Mị Tâm rời đi. Muốn đi. Ma Tổ Vô Thiên tức giận, biết Diệp Thần chuyến đi này, lấy luân hồi đại khí vật, rất có thể sẽ được cái gì mới cơ duyên, từ đó lật bàn, đem hắn giết ngược. Hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, bàn tay vung lên, kinh cức vương tỏa biến hóa, vô số bụi gai xuyên thấu hư không, phải đem Diệp Thần phong tỏa quấn quanh. Xích Hoàng Tiên Tử, mượn ta lực lượng. Diệp Thần hướng về phía luân hồi mộ địa bảo hiếu, ở cái này trong lúc nguy cấp, lập tức mượn dùng luân hồi đại năng lực lượng. Xích Hoàng Tiên Tử nghe cho đòi ra, đem tự thân linh khí năng lượng, bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Rào. Diệp Thần sau lưng, toát ra một đôi màu đỏ thấm phượng hoàng cánh, sáng chói lóa mắt, cả người linh khí nổ, lập tức liền chọc thủng Ma Tổ Vô Thiên bụi gai phong tỏa, ở Mị Tâm dưới sự hướng dẫn. Đột phá hư không, vọt ra khỏi tinh nguyệt giới. Không tốt. Ma Tổ Vô Thiên vừa nhìn thấy Diệp Thần xông lên đánh ra, nhất thời sắc mặt thảm biến, cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm. Rất nhiều luân hồi trận doanh mọi người, thấy Diệp Thần rời đi, nội tâm là tràn đầy mong đợi cùng hy vọng. Bọn họ đang mong đợi, Diệp Thần lần nữa trở về một khắc kia. Đáng chết tiểu tử, ngươi còn thật lâm trận chạy khỏi, ta phải đem ngươi luân hồi trận doanh. Toàn bộ người giết chết. Ma Tổ Vô Thiên rất tức giận, điên cuồng thúc giục thiên ma tinh hải sát khí, giáng xuống ngập trời thi thể mưa cùng mưa máu, vô số quái vật cùng ma thần từ phía trên rơi ra ngoài, rồi sau đó hóa thành tàn nhẫn sát hại máy móc, hướng tinh nguyệt giới mọi người cửa, phát khởi nhất là mãnh mãnh liệt đánh giết. Thế giới thụ, chấn thủ. Tử Lan cùng Thanh Nghiên, mắt gặp Ma Tổ Vô Thiên nổ tung, vội vàng liên hiệp thúc giục thế giới thụ lực lượng. Bảo vệ tinh nguyệt giới, chống lại Ma Tổ Vô Thiên. Các nàng cắn răng chống đỡ, chờ đợi Diệp Thần trở về. Diệp Thần cam kết qua, tối đa 3 ngày thời gian, hắn liền sẽ trở lại. Lúc này Diệp Thần, đã cùng Mị Tâm, ra tinh nguyệt giới, đi ra bên ngoài. Cho dù là ở bầu trời bên ngoài, hai người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, tinh nguyệt giới bên kia truyền ra khủng bố hắc ám thay đổi. Ma Tổ Vô Thiên vây quét tinh nguyệt giới. Tử thần quyền bính kinh thiên, toàn bộ thái thượng thế giới đều bị rung chuyển, khắp nơi cũng có thể cảm nhận được bóng tối khí tượng. Luân hồi chi chủ, người phải đi nơi nào? Mị Tâm tò mò hỏi, rất muốn biết Diệp Thần ở đó túi gấm bên trong, lấy được chỉ thị gì. Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi ở chỗ này chờ ta phải đi một chỗ, nhưng không tiện mang theo ngươi. Diệp Thần hướng Mị Tâm nói, lòng hắn muốn, chuyển cơ có thể ở Tử Hoàng Nguyên. Mà Tử Hoàng Nguyên ở Tử Hoàng Tiên Cung, coi như là chính hắn một thân một mình, vậy không tiện đi, chớ nói chi là mang theo Mị Tâm. Được rồi. Mị Tâm gặp mình còn không nhận được Diệp Thần tín nhiệm,
không biết làm sao vuốt tay, luân hồi chi chủ, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ừ, đa tạ. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức che giấu hơi thở, biến dạng hư không, đi Tử Hoàng Tiên Cung địa giới. Mị Tâm nhìn Diệp Thần rời đi bóng người, trong mắt lướt qua một chút phức tạp thần sắc, tự lẩm bẩm, nếu như ngươi không phải luân hồi chi chủ, vậy thì tốt biết bao. Diệp Thần biến dạng hư không, rất nhanh đi tới Tử Hoàng Tiên Cung địa giới, cũng lập tức truyền ra ý chí, liên lạc đệ nhị yêu cơ. Yêu cơ, ngươi ở đâu? Hiện tại toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung, bất kể là đạo đức thiên tôn, vẫn là trùng dương chân nhân, nguyện thiếu người, cũng có thể nói là Diệp Thần kẻ địch. Duy nhất đáng tín nhiệm, chỉ có đệ nhị yêu cơ. Ở Diệp Thần tiếng kêu rơi xuống không lâu, hư không bể tan tành, một đạo uyển chuyển bóng đẹp, đáp xuống, chính là đệ nhị yêu cơ. Đệ nhị yêu cơ thân mặc một bộ quần đen, vóc người một như thường lệ bốc lửa, nàng thấy Diệp Thần sau đó, vừa mừng vừa sợ, nhào lên ôm chặt lấy Diệp Thần, nói, Diệp Thần, ngươi làm sao tới? Ngươi không phải đang cùng ma tổ vô thiên quyết chiến sao? Diệp Thần ôm đệ nhị yêu cơ hông, ấm nhang nhuyễn ngọc nhập trong lòng, vậy để cho hắn một mực căng thẳng tâm thần, thoáng buông lỏng một ít. Ta cảm nhận được vận mạng chỉ dẫn, ở Tử Hoàng Uyên dưới, có thể cất giấu cơ duyên gì, có thể để cho ta lật bàn, giết ngược ma tổ vô thiên. Hôm nay ma tổ vô thiên, quá mức cường hãn, nếu như không có mới chuyển cơ, ta khó mà cùng đối kháng. Diệp Thần nói, đệ nhị yêu cơ bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Diệp Thần cởi chiến đi ra, là vì tìm cơ duyên lật bàn. Mà Diệp Thần mong muốn cơ duyên, rất có thể ngay tại Tử Hoàng Uyên dưới. Ngươi muốn đi Tử Hoàng Uyên? Đúng vậy, ngươi có thể mang ta đi không? Diệp Thần hỏi, hắn cảm giác được, cái này Tử Hoàng Uyên, có thể là một khối vùng cấm kỵ, đừng nói là hắn cái này người ngoài, coi như là Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, giống vậy đệ tử, đều không tư cách bước vào trong đó. Tử Hoàng Uyên là ta Tử Hoàng Tiên Cung cấm địa, tin đồn bên trong phủ đầy hung hiểm, có vô số hắc ám ma vật hoành hành, đó là tuyệt đối chỗ hiểm yếu, có thể không cơ duyên gì à. Ngươi xác định ngươi địa phương muốn đi, chính là Tử Hoàng Uyên. Đệ nhị yêu cơ mày liễu sâu khóa, biểu thị hoài nghi. Nàng tự nhiên biết Tử Hoàng Uyên, đó chính là Tử Hoàng Tiên Cung cấm địa, bởi vì hắc ám quái vật quá nhiều, đã sớm bị phong tỏa, cấm chỉ vậy đệ tử đến gần. Chỉ có đạt được đặc thù cho phép người, mới có tư cách bước vào Tử Hoàng Uyên lịch luyện. Đúng vậy, trong cẩm nang gợi ý, đích xác là Tử Hoàng Uyên không sai. Diệp Thần nói, đệ nhị yêu cơ mày liễu hơi cao lại, trầm ngâm một hồi, nói, ngươi nếu quả thật phải đi, vậy cũng có thể, nhưng ngươi trước cùng ta ngủ một đêm. Diệp Thần ngạc nhiên, tăng hắng một cái, lắc lắc đầu nói, yêu cơ, cũng lúc này, ngươi lại thế nào? Đệ nhị yêu cơ kéo Diệp Thần tay, nói, không phải, ngươi nghĩ gì vậy? Tử Hoàng Uyên vậy phiến cấm địa, bỏ mặc ai tiến vào, cũng sẽ kích động thiên cơ, bị cha ta phát hiện, ta nếu là mang ngươi đi, ngươi rất có thể liền bại lộ. Cho nên, ngươi tốt nhất trước cùng ta ngủ một đêm, chờ chúng ta hơi thở hòa vào nhau, cũng sẽ không đưa tới cha ta chú ý. Diệp Thần tằng hắng một cái, nói, thì ra là như vậy. Hắn tuy nóng lòng muốn đi Tử Hoàng Uyên, nhưng cũng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt. Nếu như bị đạo đức thiên tôn phát hiện, vậy thì cái gì cơ hội cũng không có. Bất đắc dĩ, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là trước đi theo đệ nhị yêu cơ, trở về hành cung của nàng Vạn Hoa Trang, trước cùng nàng ngủ một đêm, lẫn nhau hòa vào nhau hơi thở. Đến được sáng sớm hôm sau, Diệp Thần chính là ngụy trang thành đệ nhị yêu cơ người làm, đi theo nàng đi Tử Hoàng Tiên Cung. Bước vào Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, bắt được một món quen thuộc hơi thở. Đó là thiên bia hơi thở. Ban đầu, thiên nữ trấn áp thiên tim lão tổ, cũng đem thiên bia giao cho Tử Hoàng Tiên Cung. Hôm nay thiên bia, đang Tử Hoàng Tiên Cung bên trong. Diệp Thần có thể cảm nhận được thiên bia hơi thở, nhưng không cách nào tinh chuẩn phong tỏa. Hiển nhiên, khối kia thiên bia, Tử Hoàng Tiên Cung cũng là ẩn núp cực sâu. Xem ra Tử Hoàng Tiên Cung, trước mắt vậy không có thể nắm trong tay thiên bia. Diệp Thần nội tâm thoáng an thần, biết mình còn có cơ hội. Thiên bia uy năng vô cùng là mênh mông, cho dù là Tử Hoàng Tiên Cung, trước mắt cũng không có luyện hóa có thể. Đạo đức thiên tôn sẽ hay không cầm thiên bia, chôn ở Tử Hoàng Uyên dưới. Diệp Thần trong lòng động một cái, ở Tử Hoàng Uyên dưới, rất có thể tồn tại động trời cơ duyên,
đủ để cho hắn giết ngược ma tổ vô thiên. Hắn theo bản năng liền lấy là, vậy cơ duyên chính là thiên bia. Nhưng, cẩn thận suy diễn, Diệp Thần liền phát hiện, hai người tới giữa, cũng không có tồn tại nhân quả mạch lạc. Tử Hoàng Uyên xuống cơ duyên, nhưng cùng thiên bia không liên quan. Thôi, cùng đi đến Tử Hoàng Uyên, tự nhiên biết rõ. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có nghĩ nhiều nữa, đi theo đệ nhị yêu cơ một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến một phiến cấm địa lối vào. Cái này phiến cấm địa, tràn ngập u ám hơi thở, một cái lối đi trực tiếp đi thông lòng đất, không thể danh trạng ánh sáng, từ dưới lòng đất thấm ra, như quỷ lửa vậy nhảy lên, làm người ta trong lòng phát mao. Ở lối vào cấm địa, có mấy cái trưởng lão ở trấn thủ, bọn họ thấy đệ nhị yêu cơ tới, đều là khiếp sợ, cùng kêu lên, yêu cơ tiểu thư. Bọn họ sự chú ý, hoàn toàn rơi vào đệ nhị yêu cơ trên mình, cũng không có lưu ý Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, dịch dung cải trang, bề ngoài nhìn như bình thường không có gì lạ, chính là đệ nhị yêu cơ người làm, cũng không ai biết hắn thân phận chân thật. Đệ nhị yêu cơ chăn thủ nhẹ một chút, hướng vậy mấy trưởng lão nói, các vị trưởng lão, ta muốn đi Tử Hoàng Uyên lịch luyện, mời các ngươi nhường đường. Tất cả trưởng lão nghe được đệ nhị yêu cơ, phải đi Tử Hoàng Uyên, đều là thất kinh. Một cái trưởng lão nói, yêu cơ tiểu thư, Tử Hoàng Uyên dưới, ma vật phân bố, hắc ám hoành hành, quỷ bí mọc tùm, vậy cũng rất nguy hiểm sao, người thân thể nghìn vàng, không thể tùy tiện mạo hiểm. Đệ nhị yêu cơ nói, không sao, ta chỉ là đi xuống tùy tiện đi dạo một chút, rèn luyện một tí thần thông, các ngươi tránh ra đi. Tất cả trưởng lão chố mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử. Một cái trưởng lão nói, yêu cơ tiểu thư, người muốn hạ đi lịch luyện nói, vậy không phải là không thể, nhưng có thể phải qua mấy ngày, ngày hôm nay không được. Đệ nhị yêu cơ nhướng mày một cái, nói tại sao? Nàng biết Diệp Thần thời gian gấp, phải ngày hôm nay muốn đi xuống Tử Hoàng Uyên, có thể trì hoãn không được. Ma tổ vô thiên trận doanh cường giả, còn ở tinh nguyệt giới tàn phá, Diệp Thần cũng không thời gian lãng phí. Trưởng lão kia nói, yêu cơ tiểu thư, ngày hôm nay Tuyệt Vân công tử muốn tới, hắn có chuyện trọng yếu phải làm, không thể để cho người ngoài quấy rầy, cho nên, người tốt nhất qua mấy ngày lại tới, thật là xin lỗi. Đệ nhị yêu cơ nghi ngờ nói, Lý Tuyệt Vân, hắn tới làm gì? Trưởng lão kia nói, hắn bị trưởng giáo đại nhân mời, đặc biệt tới Tử Hoàng Uyên, hình như là có vô cùng trọng yếu sự việc phải xử lý, có thể là muốn xua tan hắc ám quỷ bí. Tóm lại, mấy ngày nay thời gian, Tuyệt Vân công tử đều phải chiếm dụng Tử Hoàng Uyên, người ngoài không được đến gần. Đệ nhị yêu cơ và Diệp Thần nhìn nhau, hai người cũng không nghĩ tới, Lý Tuyệt Vân lại muốn tới, hơn nữa còn là bị Đạo Đức Thiên Tôn mời, không biết vì chuyện gì. Người ngoài không được đến gần, ta cũng coi là người ngoài sao. Ta ngày hôm nay hết lần này tới lần khác muốn đi xuống Tử Hoàng Uyên, các người ai dám ngăn cản ta. Đệ nhị yêu cơ hừ một tiếng, mang Diệp Thần, sải bước liền đi về phía trước. Nàng không biết Lý Tuyệt Vân muốn làm gì, nàng chỉ biết là, Tử Hoàng Uyên dưới, rất có thể cất giấu kinh thiên cơ duyên, đối Diệp Thần vô cùng trọng yếu, nàng quyết không thể bỏ qua. Vậy mấy trưởng lão, thấy đệ nhị yêu cơ muốn xông vào, nhất thời bị sợ hết hồn, rối rít quỳ xuống ngăn trở, nói, yêu cơ tiểu thư, mời không để cho chúng ta khó xử. Đệ nhị yêu cơ bị ngăn lại, nhất thời tức giận, liền muốn cưỡng ép đột phá. Yêu cơ tiểu thư, an tâm một chút chớ nóng. Vừa lúc đó, một đạo tuấn tú thanh âm, từ phía sau truyền tới. Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ quay đầu vừa thấy, liền thấy một người thanh niên nam tử, phe phẩy quạt xếp, cười híp mắt đi tới. Vậy chàng thanh niên, cả người thời gian đại lộ quy luật vần quanh, từng cái quy luật như kim triện phù văn, đặc biệt rực rỡ tươi đẹp, chính là Lý Tuyệt Vân. Ở Lý Tuyệt Vân sau lưng, còn đi theo mười mấy sắc mặt dũng mãnh cường giả, xem hình dáng đều là ngày xưa Tử Hoàng Tiên Cung tà phái người. Lý Tuyệt Vân sư phụ, chính là đã từng là tà phái lãnh tụ Nguyện Thiếu Người, cho nên, hắn ở Tử Hoàng Tiên Cung tà phái bên trong địa vị, vậy là cao vô cùng, thống ngự quần hùng. Lý Tuyệt Vân, là ngươi. Đệ nhị yêu cơ lông mày nhướn lên, hơi có chút cảnh giác nhìn Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân nhưng là một bộ tiêu sái hình dáng, lắc lắc cái này phiến, hướng vậy mấy trưởng lão nói, nếu yêu cơ tiểu thư suy nghĩ một chút đi lịch luyện, vậy ta và nàng liền cùng nhau tốt. Tất cả trưởng lão nghe được Lý Tuyệt Vân chấp thuận, nhất thời đại hỉ, nói, như vậy quá tốt. Lý Tuyệt Vân ngắm nhìn đệ nhị yêu cơ,
cười nói, yêu cơ tiểu thư, ta ngày hôm nay phải làm một kiện rất kinh khủng sự việc, nếu là ngươi thấy được, có thể ngươi đạo tâm sẽ tan vỡ, ngươi nhất định phải đi theo ta cùng nhau sao? Đệ nhị yêu cơ nói, cái gì rất kinh khủng sự việc, ngươi cứ nói đừng ngại. Lý Tuyệt Vân cười một tiếng, ánh mắt nhưng là mang một chút nóng bỏng hình dáng, ở đệ nhị yêu cơ đầy đặn vóc người trên, quét nhìn một tí, nói chờ ngươi đi xuống, tự nhiên biết, bất quá, ta trước nói cho ngươi, nếu là ngươi đạo tâm tan vỡ, phát sinh chuyện gì, ta cũng không dám bảo đảm. Nhưng, ngươi yên tâm, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết cũng được. Đệ nhị yêu cơ thấy Lý Tuyệt Vân ánh mắt kia, trong đầu nghĩ, nếu là ta đạo tâm tan vỡ, tên này phỏng đoán sẽ thừa dịp hư mà vào, mưu đồ gây rối, nhưng hắn phải làm sự việc, rốt cuộc là cái gì, thật có thể để cho ta đạo tâm không chịu nổi sao? Phụ thân tại sao không có nói cho ta? Lý Tuyệt Vân là bị Đạo Đức Thiên Tôn mời tới, hắn phải làm sự việc, khẳng định cũng là Đạo Đức Thiên Tôn bày mưu đặt kế. Nhưng, đệ nhị yêu cơ có thể không chút nào nhận được tin tức. Nàng nội tâm khó hiểu bi thương, biết mình cùng phụ thân tới giữa, đã có một tầng đáng buồn xa cách. Ngươi cố làm ra vẻ huyền bí chút gì, ta khẳng định sau đó đi, nhưng ta không sẽ cùng ngươi cùng nhau. Đệ nhị yêu cơ thần sắc lạnh lùng, nhưng cũng không dám qua loa mạo hiểm. Huống chi, nàng muốn cùng Diệp Thần cùng nhau, tìm cơ duyên, tự nhiên không thể và Lý Tuyệt Vân cùng nhau. Phải không, đó thật đúng là tiếc nuối, ta còn muốn để cho ngươi kiến thức một chút, cái này thế gian chân chính đại khủng bố, là như thế nào thần phục với bản thánh tử dưới quyền. Lý Tuyệt Vân nhún vai một cái, khá có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cưỡng cầu. Hắn mang thủ hạ tà phái cường giả, dẫn đầu dọc theo lối đi, vào xuống dưới đất Tử Hoàng Uyên thế giới. Khi tiến vào lối đi trước, Lý Tuyệt Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, cau mày nhìn Diệp Thần một mắt, dừng lại một lúc lâu, mới lắc đầu một cái rời đi. Diệp Thần hơi thở hoàn toàn ẩn núp, dịch dung cải trang, cho dù là Lý Tuyệt Vân, cũng không có đoán được. Đang tu luyện liền Phật Tổ chân kinh sau đó, Diệp Thần lĩnh ngộ giới tử Phật Pháp, có thể đem tự thân nhân quả hơi thở, cô đọng là một viên giới tử, người bình thường hoàn toàn không cách nào đoán được hắn lai lịch. Chỉ bất quá, Lý Tuyệt Vân dẫu sao là có trụ quang huyết mạch cường giả, theo bản năng, hắn vẫn là cảm thấy vẻ cổ quái cùng khác thường. Thật may, Lý Tuyệt Vân tựa hồ có nhiệm vụ trọng yếu trong người, cũng không có tra cứu. Ở Lý Tuyệt Vân sau khi đi, Diệp Thần đi theo đệ nhị yêu cơ, cũng là dọc theo lối đi, tiến vào xuống lòng đất Tử Hoàng Uyên thế giới. Tử Hoàng Uyên thế giới, lúc ban đầu là mồi lửa nguyên sống động địa phương, mồi lửa ở chỗ này cháy, đem đất mạch cũng đốt đứt. Kiên cố thế giới lòng đất, thành dung nham lưu tương. Làm Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, đi tới Tử Hoàng Uyên sau đó, chính là thấy được vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Đây là một mảnh tối màu đỏ dung nham thế giới, khắp nơi chảy xuôi nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cực cao, từng cơn lửa nóng đợt khí, không ngừng đối diện nhào tới. Ở đó nham thạch nóng chảy bên trong, nhưng nhấp nhô rất nhiều hơn xương trắng thi hài, những xương trắng kia thi hài, quỷ bí hơi thở vần quanh. Không hề có thể danh trạng cổ quái dị tượng ra đời. Ví dụ như một cổ xương trắng, đột nhiên nứt ra, từ bên trong nổ ra từng hạt tròn màu máu con ngươi. Một cổ thi thể, đột nhiên toát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, mọc đầy lông đỏ, quỷ dị lông đỏ như dây leo vậy dọc theo người ra ngoài, phải đem Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ trói. Còn có bên cạnh vách núi, không giải thích được thì có xúc tu cùng đen sẫm chất lỏng chảy ra, đặc biệt quỷ dị. Cái này các loại cảnh tượng là thế giới hiện thật tuyệt sẽ không có, làm người ta nhìn một cái, tinh thần thì phải tan vỡ. Tốt khí tức quỷ dị. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, rõ ràng là dung nham thế giới, nhiệt độ cực cao, nhưng ở chung quanh các loại quỷ dị bao vây hạ, hắn nhưng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Đệ nhị yêu cơ cũng không phải là lần đầu tiên tới Tử Hoàng Uyên, nhưng nàng thấy những cái kia kinh khủng khí tượng, vẫn là bị sắc mặt bị sợ bạc màu. Những thứ này quỷ dị đồ cũng không phải tới từ hiện thực, mà là tới từ không không. Nơi này từng gặp phải không không bóng tối ăn mòn. Diệp Thần cau mày hỏi. Đệ nhị yêu cơ gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, là gặp phải ăn mòn, nhưng thật giống như không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Trong quá khứ trong năm tháng, có rất nhiều đến từ không không thời không cường giả, xem điên rồi như nhau xông vào Tử Hoàng Uyên, bọn họ hình dáng đều là trình độ cao nhất điên cuồng. Thật giống như muốn tìm thứ gì. Những cái kia không không thời không cường giả,
không có một cái có thể còn sống đi ra ngoài, bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, những cường giả kia muốn tìm đồ, rất có thể chính là ta mong muốn cơ duyên, người biết là cái gì không? Đệ nhị yêu cơ không biết làm sao lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta hỏi qua ta phụ thân, ta muốn hắn là đã điều tra rõ ràng, nhưng hắn lại không chịu cùng ta nói. Vật kia, rốt cuộc là cái gì, có thể để cho nhiều như vậy không cường giả, là điên cuồng, khẳng định đặc biệt chân quý. Ta phụ thân chỉ cùng ta nói, là vật gì thế gian không cách nào chịu đựng đại khủng bố, trong truyền thuyết kháng khít luyện ngục, cùng vật kia so sánh, cũng coi như là sơn thanh thủy tú thánh địa, vô luận cái gì yêu ma quỷ quái, ở vật kia trước mặt, cũng không có một chút dữ tợn có thể nói. Phát cơm đọc sách, Diệp Thần trong bụng kỳ dị, lẩm bẩm nói, đó rốt cuộc là thứ gì? Lòng hắn muốn, Lý Tuyệt Vân lần này bị Đạo Đức Thiên Tôn mời, tiến vào Tử Hoàng Uyên, rất có thể cũng cùng vật kia có liên quan. Đệ nhị yêu cơ lắc đầu nói, ta không biết, Diệp Thần, ngươi là đại khí vận người, ngươi không bằng thử một chút xem có thể hay không bắt được vật kia rơi xuống. Nàng suy nghĩ, nếu như phải nói Tử Hoàng Uyên thế giới, có cơ duyên gì mà nói, hơn phân nửa chính là vật kia. Nàng cũng không biết, vật kia ẩn núp ở địa phương nào, chỉ hy vọng Diệp Thần có thể tìm được. Ừ, Diệp Thần gật đầu một cái, liền ngưng thần suy diễn, thử nghiệm bắt trong chỗ u minh nhân quả. Cái này một tí bắt, hắn liền thấy mãi mãi hình ảnh. Trong quá khứ trong năm tháng, quả nhiên có rất nhiều không thời không cường giả, mạo hiểm đột phá thứ nguyên vách đá, bước vào Tử Hoàng Uyên, muốn tìm gì. Mỗi người bọn họ, đều là điên cuồng hình dáng, giống như tham tiền cường đạo, sắp muốn nhìn thấy thế gian lớn nhất bảo tàng, trong mắt tất cả đều là tham lam hung quang, trong miệng tự lẩm bẩm, đều ở đây biểu đạt giống nhau ý niệm. Chỉ cần tìm được vật kia, ta liền vô địch. Ở rất nhiều cường giả tìm một chút, vật kia tựa hồ còn thật bị người tìm được. Nhưng, vật kia hơi thở, chân thực quá mức khủng bố, quá mức mênh mông, không có bất kỳ người có thể thu phục. Hơn nữa, phàm là đến gần vật kia người, không một ngoại lệ, cũng gặp phải khí tức cường đại nghiền ép, toàn bộ vẫn diệt. Diệp Thần truy đuổi sóc trước cổ xưa hình ảnh, nghe được vô số kêu thảm thiết cùng kêu rên. Ngày xưa tìm bảo rất nhiều cường giả, toàn bộ chết hết sức. Vật kia cụ thể hình dáng, Diệp Thần chưa từng dòm ngó gặp. Nhưng, hắn mơ hồ tới giữa, vậy bắt được vật kia tản ra một tia khí tức, đỏ thắm như máu, hắc ám như mực, quỷ dị khủng bố, không thể danh trạng, đủ để mai táng tiên đế. Dường như là ở bên này. Diệp Thần mở mắt ra, chỉ hướng một phương hướng. Đi qua mới vừa suy diễn, hắn mơ hồ bắt được vật kia rơi xuống, liền ở bên tay trái hắn phương hướng. Thậm chí, thiên cơ phù hợp dưới, Diệp Thần có thể khẳng định, mình muốn tìm kiếm cơ duyên, chính là vật kia. Chỉ cần có thể đạt được, liền có thể giết ngược Ma Tổ Vô Thiên. Hôm nay Ma Tổ Vô Thiên, chấp trưởng tử thần quyền bính, bực nào cường hãn. Nhưng, chỉ cần tìm được vật kia, Diệp Thần thì có giết ngược có thể. Có thể tưởng tượng được, vật kia lực lượng sau lưng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, Diệp Thần chỉ muốn tìm tòi kết quả. Có thật không? Đệ nhị yêu cơ khó hiểu có chút sợ hãi, nàng vậy sợ thấy vật kia sau đó, mình đạo tâm sẽ không chịu nổi, tại chỗ tan vỡ. Ừ, chúng ta đi. Diệp Thần kéo đệ nhị yêu cơ tay, đi về phía trước vào. Hai người dần dần đi sâu vào Tử Hoàng Uyên, trên đường đi, gặp phải vô số quỷ dị ma vật tập kích, còn có rất nhiều không thể danh trạng tồn tại, không cách nào dùng lời nói miêu tả, tóm lại chính là hai chữ. Khủng bố. Ngày xưa bị giết chết cường giả, bọn họ ở trước khi chết, vậy dính liền vật kia khí tức kinh khủng, hôm nay biến thành không thể danh trạng đáng sợ tồn tại, làm người ta rợn cả tóc gáy. Diệp Thần gọi ra thần thánh chi thư, mượn quang minh lực lượng, một đường phá giết, hữu kinh vô hiểm tiến về trước. Ở dọc theo đường đi, hắn cũng nhìn thấy không thiếu bị nghiền diệt ma vật, không một ngoại lệ, đều là giả yếu hình dáng. Diệp Thần thấy vậy, cũng biết là Lý Tuyệt Vân bút tích. Lý Tuyệt Vân lợi dụng thời gian đại lộ, tăng tốc độ thời gian, để cho những cái kia ma vật, toàn bộ suy hủ mà chết. Lý Tuyệt Vân địa phương muốn đi, và ta phải đi, giống nhau như đúc. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lập tức liền có thể khẳng định, Lý Tuyệt Vân tuyệt đối biết vật kia rơi xuống, hơn nữa biết chân tướng. Vật kia chân tướng, nhất định là Đạo Đức Thiên Tôn, nói cho Lý Tuyệt Vân.
Diệp Thần khó hiểu cảm thấy nguy hiểm to lớn, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, tiếp tục cùng đệ nhị yêu cơ đi tới trước. Hu hu hu. Bỗng nhiên, chung quanh âm phong nổ lên, truyền ra ma vật bảo hiếu. Chỉ gặp một đạo ma hồn, mang hung tàn khí thức giết hại, mãnh như vậy từ trong hư không đạp chết ra, hung hăng hướng Diệp Thần nhào tới. Vậy đạo ma hồn, trên thân thể chảy xuôi màu đen máu, để cho Diệp Thần có dũng khí cảm giác vô cùng quen thuộc. Là máu đen dậy sát thủ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lui về phía sau hai bước, nhất thời liền đã nhìn ra. Cái này đạo ma hồn, khi còn sống hẳn là máu đen dậy sát thủ. Năm đó máu đen dậy, cũng muốn cướp lấy vật kia. Cái này đạo máu đen dậy sát thủ ma hồn, đã dính liền vật kia khủng bố khí tượng, ra tay đặc biệt hung mãnh cay độc, hơn nữa mang theo rung động lòng người tinh thần chập chờn, đủ để nghiền diệt người đạo tâm. Thần thánh chi thư, phá. Diệp Thần nghiêm nghị không sợ, chấn định tâm thần, thúc giục thần thánh chi thư, vô số sáng chói huy hoàng thánh quang, dòng nước chảy ra, hội tụ ra một cây bén quang tiễn, suy đích một tiếng, liền đem vậy đạo ma hồn xuyên qua, ung dung tiêu diệt. Tử Hoàng Uyên xuống ma vật, mặc dù khủng bố, nhưng Diệp Thần thực lực, vậy là vô cùng mạnh mẽ, vậy ma vật không tổn thương được hắn. Đinh! Ở đánh chết vậy ma vật sau đó, lại có một tấm lệnh bài, rơi ra ngoài. Diệp Thần nhặt lên vừa thấy, trên lệnh bài kia mặt, khắc một cái hàn chữ, chính là ngày xưa Đà Đế cổ thần ban bố diệt hàn làm, ý muốn chu diệt đêm hàn. Diệt hàn làm, chẳng lẽ vật kia, cùng đêm hàn có liên quan? Diệp Thần cầm khối này diệt hàn làm, khó hiểu bắt được một chút cổ xưa thiên cơ. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái này phiến Tử Hoàng Uyên thế giới, nơi ẩn giấu cơ duyên, rất có thể cùng đêm hàn có liên quan. Vừa nghĩ tới đêm hàn, Diệp Thần liền nghĩ đến thập vĩ thần thú, chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thế nào? Đệ nhị yêu cơ gặp Diệp Thần thần sắc khác thường, nhẹ nhàng nắm hắn tay, ôn nhu hỏi. Không có sao, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đem vậy diệt hàn làm thu hồi, cùng đệ nhị yêu cơ tiếp tục đi tới trước. Hai người lại đi tới trước mấy dặm, chính là nghe được từng cơn mãnh liệt khí lưu tiếng nổ, còn có từng cơn mênh mông thời gian pháp tắc chập chờn, trước mặt thật giống như có người đang bố trí trận pháp gì. Lý Tuyệt Vân ở phía trước bên. Đệ nhị yêu cơ mắt đẹp đông lại một cái, nhất thời cảm thấy khác thường. Vật kia rơi xuống, Lý Tuyệt Vân khẳng định là biết, thậm chí biết sau lưng chân tướng. Ta phụ thân mời hắn tới đây, chẳng lẽ là muốn mời hắn ra tay, thu phục vật kia? Đệ nhị yêu cơ kinh ngạc không thôi, phải biết, vật kia đặc biệt thần bí, hơn nữa năng lượng khủng bố. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là đạo đức thiên tôn và trùng dương chân nhân, vậy không có thể hàng phục, chỉ có thể đem một trong thẳng trấn áp tại Tử Hoàng Uyên. Chẳng lẽ, Lý Tuyệt Vân lại có thủ đoạn, có thể hàng phục? Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ nhìn nhau, hai người liền muốn tới gần đi lên. Nhưng, làm hai người muốn tới gần thời điểm, liền thấy có mấy cái tà phái cường giả, canh giữ ở phía trước. Yêu cơ tiểu thư, đứng lại. Thấy đệ nhị yêu cơ tới, vậy mấy cái tà phái cường giả, nhất thời cảnh giác. Lý Tuyệt Vân đâu, ta muốn gặp hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đệ nhị yêu cơ lông mày nhướn lên, nói. Một cái tà phái cường giả nói, thánh tử đại nhân trước đây mời ngươi, ngươi lại không chịu bầu bạn hắn, hôm nay hắn đang bận rộn, yêu cơ tiểu thư, ngươi cũng không thể gần thêm nữa. Đệ nhị yêu cơ ngước mắt nhìn ra xa, liền thấy phía trước khu vực, mơ hồ truyền ra từng cơn yêu dị quỷ phố hồng quang, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy nội tâm phát mao. Những cái kia tà phái cường giả trên mình, cũng đều có đặc thù linh phù, dùng để ngăn cản quỷ dị. Đệ nhị yêu cơ lạnh lùng nói, vật kia rơi xuống, các ngươi thánh tử tìm được có phải hay không? Cũng vậy, ta phụ thân vẫn luôn đem vật kia, trấn áp phong ấn, vật kia lại sẽ không chạy, hắn tự nhiên có thể tìm được. Hắn muốn làm gì, liền cha ta đều không thể thu phục đồ, chẳng lẽ hắn có tư cách thu phục sao? Dứt lời, đệ nhị yêu cơ sải bước trước xông lên, liền muốn cứng rắn xông qua, xem Lý Tuyệt Vân rốt cuộc đang làm gì. Yêu cơ tiểu thư, ngươi nếu là lại lỗ mãng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vậy mấy cái tà phái cường giả, nhất thời mắt lộ ra hung quang, rút ra đao kiếm, đằng đằng sát khí đem đệ nhị yêu cơ ngăn lại. Bằng các ngươi, cũng dám cản ta. Phệ hồn châu, cho ta trấn áp. Đệ nhị yêu cơ tròng mắt lướt qua ý định giết người,
lập tức không nói lời nào, linh khí thúc dục, sử dụng một hạt châu, lại là không vô thần khí mảnh vỡ, phệ hồn châu. Phệ hồn châu vừa ra, nhất thời, nồng nặc ma quang, ở trong sân nổ, một cổ đủ để phai mờ người thần hồn năng lượng ba động, mang mãi mãi hung uy, tràn ngập ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Vậy mấy cái tà phái cường giả, gặp phải phệ hồn châu công kích, tại chỗ thần hồn bể tan tành, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất toi mạng. Đệ nhị yêu cơ hừ một tiếng, thu hồi phệ hồn châu, hướng Diệp Thần nháy mắt, cất bước đi về phía trước. Diệp Thần không nghĩ tới, đệ nhị yêu cơ lại có thể sẽ động thủ giết người. Nhưng, vậy mấy cái cường giả, đều là tà phái người trong, là Lý Tuyệt Vân dưới quyền, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần liền đi theo đệ nhị yêu cơ, hướng phía trước khu vực đi tới. Hai người vượt qua một phiến dung nham sau đó, liền thấy phía trước trên đất trống, 10 cái tà phái cường giả, phân biệt trấn thủ thập phương, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp trung ương nhất, chính là Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân ánh mắt, mang to lớn ngưng trọng cùng khẩn trương, đang nhìn chằm chằm trước mặt mình một viên trứng khổng lồ. Viên kia trứng khổng lồ, phơi bày đỏ nhạt màu sắc, phía trên hiện đầy cổ quái phù văn, những phù văn kia hình dáng, như thi thể vậy vặn vẹo, cực kỳ khủng bố, để cho người nhìn một cái, liền muốn nôn mửa. Viên kia trứng khổng lồ bên trong, thật giống như dựng dục cái gì đáng sợ ma vật, vỏ trứng là nửa trong suốt, có thể mơ hồ thấy trứng khổng lồ bên trong, có quỷ bí khí tượng vặn vẹo, phảng phất có cự ma sắp lột vỏ ra. Lý Tuyệt Vân bố trí một cái thời gian đại trận, vô số thời gian pháp tắc bí ẩn, quấn quanh ở đó viên trứng khổng lồ phía trên, màu trắng màu vàng kim quy luật xích thần xen lẫn, đem trứng khổng lồ treo ở giữa không trung. Bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch. Lý Tuyệt Vân ở tăng tốc độ thời gian, không ngừng ấp trứng trước viên kia trứng khổng lồ, muốn để trứng khổng lồ đồ vật bên trong xuất thế. Hắn thân thể run rẩy một tí, rõ ràng cảm thấy đệ nhị yêu cơ hơi thở, nhưng hiện tại, hắn muốn ấp trứng khổng lồ, nhưng là không rảnh rút người ra. Phát cơm đọc sách. Yêu cơ tiểu thư, ta ở vì ngươi phụ thân làm việc, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể quấy rầy ta. Lý Tuyệt Vân thanh âm âm lãnh nói, hắn như cũ không đoán được Diệp Thần thân phận, chỉ chú ý tới đệ nhị yêu cơ tồn tại. Đệ nhị yêu cơ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ vật kia, chính là viên này trứng khổng lồ. Diệp Thần nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt, cũng là thầm giật mình, trứng khổng lồ đồ vật bên trong, không biết là đẳng cấp gì ma vật, còn không có lột vỏ đi ra, hắn liền cảm thấy từng cơn khủng bố, cả người lông tơ đảo thụ. Lý Tuyệt Vân chính là thần sắc ngưng trọng, khẩn trương tới cực điểm, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, e sợ cho kinh động trứng khổng lồ bên trong vậy quỷ bí tồn tại. Hắn thúc giục trận pháp, toàn bộ Tử Hoàng Uyên thế giới, cũng cùng hắn thời gian đại trận đồng tình đứng lên. Rào, rào, rào. Tử Hoàng Uyên thế giới bên trong, nham thạch nóng chảy sôi trào cuồn cuộn, vô số nham thạch nóng chảy mang nóng bỏng năng lượng, dòng nước chảy nhập viên kia trứng khổng lồ bên trong. Diệp Thần và đệ nhị yêu cơ, cũng có thể cảm nhận được, chung quanh dòng nước chảy tới đây nham thạch nóng chảy, lại còn mang có một chút mồi lửa nguyên hơi thở. Ta phụ thân giúp hắn. Đệ nhị yêu cơ cả kinh nói. Lý Tuyệt Vân ở ấp trứng khổng lồ, đạo đức thiên tôn nhưng cũng ở sau lưng trợ lực, là hắn cung cấp mồi lửa năng lượng. Đối đạo đức thiên tôn mà nói, mồi lửa chính là mạng hắn gốc rễ. Nhưng hiện tại, hắn lại có thể cung cấp mồi lửa năng lượng, dùng để ấp trứng khổng lồ, không để ý tiêu hao. Có thể tưởng tượng được, vậy trứng khổng lồ giá trị, có kinh khủng dường nào. Một khi trứng khổng lồ bên trong đồ xuất thế, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Là thập vĩ thần thú. Diệp Thần ra đầu tê dại, khó hiểu bắt được thiên cơ, mắt nhìn viên kia trứng khổng lồ, đầu nhất thời một phiến chỗ trống. Hắn rốt cuộc bắt được chân tướng, Tử Hoàng Uyên bên trong ẩn giấu cơ duyên, lại có thể cùng thập vĩ thần thú có liên quan. Thập vĩ thần thú, năm đó đã đế cổ thần, hao phí vô số tâm huyết, tạo ra nghịch thiên thần thú. Uy năng đủ để cùng luân hồi đi đời sách tương đương, là vượt qua 4 đại chí cao thần khí kinh thiên tồn tại. Thập vĩ thần thú, uy năng chân thực quá mức khủng bố, quá mức lợi hại. Năm đó đã đế cổ thần, hao hết tâm huyết tạo ra, vậy chẳng qua là một cái ấu thú. Dù vậy, vậy chỉ ấu thú thần uy, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Thiên đế chủ thần trở xuống cường giả, tại chưa có bất kỳ phòng vệ nào dưới tình huống. Chỉ cần đụng chạm vậy chỉ ấu thú một tí,
liền sẽ ngay tức thì dính không rõ, bị đại khủng bố triền thân, tại chỗ tinh thần tan vỡ, kêu thảm thiết chết đi. Năm đó thập vị ấu thú thời điểm ra đời, Đà Đế Thiên Tông liền hao tổn rất nhiều cao thủ. Sau đó, Đêm Hàn đem thập vị ấu thú mang đi. Đêm Hàn miễn cưỡng coi như là thiên đế chủ thần, là không không lúc nào không cao cấp sát thủ, nhưng cho dù là hắn, cũng không cách nào hàng phục đầu kia ấu thú. Đệ nhất thảo thần Tử Lan đoán qua, Đêm Hàn có thể đem thập vị ấu thú cắt nhỏ, hắn không cách nào khống chế hoàn chỉnh thập vị, nhưng muốn khống chế một đầu phân thân, vẫn có thể làm được. Hiện tại, Diệp Thần trong sâu thẳm, bắt được thiên cơ chân tướng. Viên kia trứng khổng lồ bên trong ẩn núp, rất có thể chính là thập vị ấu thú một đầu phân thân. Năm đó rất nhiều không không lúc nào không cường giả, xông vào Tử Hoàng Uyên, bọn họ muốn tìm, cũng chính là thập vị ấu thú phân thân. Cái gì thập vĩ thần thú? Đệ nhị yêu cơ nghe được Diệp Thần mà nói, một hồi kỳ dị. Thập vĩ thần thú truyền thuyết, đặc biệt bí mật, nàng vậy chưa nghe nói qua. Nhưng nàng nghe được thập vĩ hai chữ thời điểm, nội tâm khó hiểu liền cảm thấy sợ hãi, so nghe được bất kỳ thần linh tên thật, càng để cho người cảm thấy áp lực cùng khủng bố. Là thế gian lớn nhất khủng bố, không thể nói nghịch thiên hung thú. Diệp Thần ánh mắt tràn đầy rung động. Nhìn viên kia trứng khổng lồ, hoàn toàn không nghĩ tới, Tử Hoàng Uyên hạ ẩn núp cơ duyên, lại chính là thập vị ấu thú phân thân. Đệ nhị yêu cơ nhìn Diệp Thần diễn cảm, vậy giống vậy cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Hai người ánh mắt tụ vào ở đó viên trứng khổng lồ trên, ở Lý Tuyệt Vân thời gian pháp tắc tăng tốc độ hạ, viên kia trứng khổng lồ dần dần rạn nứt, sắp lột vỏ. Đạo Đức Thiên Tôn mời Lý Tuyệt Vân ra tay, hiển nhiên là nhìn chúng hắn trụ quang huyết mạch. Lý Tuyệt Vân thi triển ra thời gian gia tốc bí thuật, có thể ấp trứng khổng lồ, để cho thập vị ấu thú phân thân xuất thế. Từng tia không thể danh trạng, quỷ bí vô cùng hơi thở, từ bể vỏ trứng bên trong thấm vào ra. Trung quanh không gian, nhất thời bị một cổ đại khủng bố hơi thở bao phủ lại, nảy sinh ra vô số quỷ bí khí tượng, núi thây biển máu, núi đao luyện ngục, xương trắng dày đặc, vạn quỷ bào hiếu, hàng tỷ yêu ma tản phá vân. Vân. Vô biên cảnh tượng thê thảm, làm người ta sợ hãi. Lung tung kia ma khí, làm người ta sợ hãi. Đệ nhị yêu cơ thấm lộ ra mồ hôi, ướt đẫm áo quần, nàng cảm thấy mình đạo tâm, mau muốn sụp đổ, cả người thật giống như bị một cái cơn ác mộng bàn tay xít sao nắm, không thở nổi. Diệp Thần, ta thật khó chịu. Đệ nhị yêu cơ nắm Diệp Thần tay, lộ ra thống khổ thần sắc. Diệp Thần cảm thấy tay nàng, lạnh như băng lạnh như băng. Không có một chút hơi nóng, cũng biết thập vĩ thần thú phân thân, sắp xuất thế, vậy cổ kinh khủng hơi thở, để cho đệ nhị yêu cơ mau không chịu nổi. Thánh tử đại nhân, trứng khổng lồ này bên trong, rốt cuộc là thứ gì? Thật là khủng khiếp hơi thở, chúng ta mau không chịu nổi. Thánh tử đại nhân, còn chưa khỏe sao? Không chỉ là đệ nhị yêu cơ, Lý Tuyệt Vân thủ hạ 10 cái tà phái cường giả, cũng là mồ hôi lạnh nhễ nhại, cả người phát run, mặt đầy kinh hãi. Bọn họ cũng không biết, trứng khổng lồ bên trong, rốt cuộc là cái gì. Bọn họ chỉ là phụng Đạo Đức Thiên Tôn và Nguyện Thiếu người mệnh lệnh, tới đây phụ trợ Lý Tuyệt Vân, chỉ biết là muốn hàng phục cái gì ma vật, nhưng tất cả mọi người đều không biết, vậy ma vật rốt cuộc là cái gì. Hiện tại, bọn họ mới cảm nhận được, vậy ma vật khủng bố, còn không lột vỏ xuất thế, tản ra khí tức kinh khủng, liền để cho người giống như rơi vào ngạc trong mộng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cho dù bọn họ có Đạo Đức Thiên Tôn ban thưởng hộ thân linh phù, cũng là khó mà ngăn cản. Toàn trường bên trong, chỉ có Diệp Thần và Lý Tuyệt Vân, có thể giữ chấn định. Bởi vì hai người bọn họ huyết mạch, đều là chư thiên nhất lưu tồn tại. Hoảng cái gì, tất cả im miệng cho ta, có Đạo Đức Thiên Tôn ban cho hộ thân linh phù, các ngươi coi như thấy thế gian lớn nhất khủng bố, chí ít vậy có thể giữ đạo tâm bất diệt. Lý Tuyệt Vân khẽ cắn răng, tuy có thể giữ chấn định. Nhưng ở trứng khổng lồ ma khí ăn mòn, hắn cũng là 10 phần khẩn trương, toát mồ hôi lạnh. Ngôn tình. Sư phụ nói, chỉ cần ta giúp Đạo Đức Thiên Tôn, hàng phục thập vĩ thần thú, nàng liền đem thiên nữ sư muội hứa hôn cho ta. Thiên nữ sư muội hơn phân nửa là không chịu gả cho ta, nhưng sư phụ và Đạo Đức Thiên Tôn, có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh, bức bách nàng đi vào khuôn khổ, nàng sớm muộn sẽ rõ ràng ta tâm ý. Lý Tuyệt Vân trong lòng nhớ lại thiên nữ. Nội tâm hơi rung động, cũng không cảm giác được trước mắt khủng bố là kinh khủng. Hắn cắn bể đầu ngón tay,
đem tự thân trụ quang huyết mạch máu tươi, nhỏ xuống ở trứng khổng lồ bên trên. Trứng khổng lồ bể kẽ hở, càng ngày càng lớn, vô biên vô tận ma khí cùng hắc ám, từ bên trong chảy ra. Thẻ xem kỹ. Rốt cuộc, một đầu hung thú, phá vỡ vỏ trứng, ngửa mặt lên trời bảo hiếu, ra đời đi ra. Đó là một đầu hình dáng quỷ dị hung thú, hình dáng là một đầu to lớn màu đỏ thắm bò cạp, cả người da như thiết xác, đóng dấu trước một phiến phiến cổ xưa đỏ nhạt phù văn, sau lưng kéo một cái thật dài cái đuôi bò cạp, nhọn đảo câu sáng bóng phát rét. Vậy bò cạp trên đầu, nhưng là lớn lên một gương mặt người bàng, ngũ quan đều đủ, cực kỳ quỷ dị, đang há mồm gào thét, khẩu khí bên trong lại có một cái đầu người ngũ quan, đặc biệt lạnh người. Còn nữa, vậy bò cạp trên người, thỉnh thoảng rạn nứt ra từng hạt tròn đủ mọi màu sắc con ngươi, mở khép, mỗi lần trường hợp đều có kinh thiên ma khí cổn đáng, đặc biệt khủng bố. Toàn trường tất cả tà phái cường giả, còn có Diệp Thần, đệ nhị yêu cơ, Lý Tuyệt Vân các người, ở mắt thấy đầu này bò cạp, như vậy giữ tợn quỷ phố bề ngoài sau đó, đều là cảm thấy nội tâm phát mao. Như vậy vặn vẹo kinh khủng hung thú, là hiện tại thế giới nơi không từng có, chỉ có thể là không không thời không quái vật. May mà thực tế phép tắc hạn chế, đầu này không không thời không quái vật, chỉ ít có Diệp Thần các người, có thể hiểu hình thể, chính là một đầu bò cạp to lớn, cái đuôi đảo câu tỏa sáng lấp lánh, tựa hồ mang theo kịch độc. Đây chính là thập vĩ thần thú sao? Làm sao chỉ có một cái đuôi? Lý Tuyệt Vân coi giữ đạo tâm, đánh giá đầu này bò cạp to lớn, chỉ gặp đầu này bò cạp, sau lưng chỉ có một cái đuôi, cũng không có cái thứ hai, càng không có thập vĩ tồn tại. Si ma bò cạp, thập vĩ thần thú phân thân, không phải thập vĩ, là nhất vĩ. Diệp Thần ánh mắt như đuốc, thiên cơ thấy rõ, nhưng là dòm ngó thấy hết thảy chân tướng. Đầu này bò cạp to lớn, tên là si ma bò cạp, là thập vĩ trong đó một đầu phân thân. Chính xác mà nói, không gọi thập vĩ, mà gọi là nhất vĩ. Thật may nơi này là thế giới hiện thật, có thực tế phép tắc hạn chế cùng che chở, cho nên Diệp Thần có thể nhìn thẳng si ma bò cạp. Nếu như là ở không không thời không nói, si ma bò cạp bề ngoài tồn tại, cũng đủ để cho vậy cường giả tinh thần hỏng mất, căn bản không cách nào nhìn thẳng. Si ma bò cạp, chính là nhất vĩ. Diệp Thần có thể cảm giác được chân tướng, nhưng Lý Tuyệt Vân hiển nhiên không biết. Xem ra hắn chỉ biết là thập vĩ thần thú, không biết thập vĩ đã bị cắt nhỏ, biến thành tất cả phân thân hình thái. Hống! Si ma bò cạp một sản sinh ra tới, chính là điên cuồng bào hiếu trước, không ngừng hấp thu trong thiên địa ma khí. Mênh mông bát hoang, cửu thiên thập địa, vô số ma khí hội tụ đến nó trên thân thể, để cho được nó thân thể, không ngừng lớn mạnh, rất nhanh biến thành một ngọn núi cao vậy to lớn. Núi cao vậy to lớn si ma bò cạp, liền tử hoàng uyên đều không cách nào chứa, mái vòm bị đỉnh phá, từng cục đá lớn ủng ủng rơi xuống, loạn thạch tung tóe, bụi bầm kích dương, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Thập vĩ thần thú, là ta dựng dục ngươi, quy thuận ta đi. Lý Tuyệt Vân lớn tiếng bảo hiếu, sử dụng một đạo phong ấn phù lục, hướng si ma bò cạp bắn tới. Đạo phong ấn này phù lục, hiển nhiên là đạo đức thiên tôn ban cho hắn, phía trên thậm chí còn quấn mồi lửa nguyên năng lượng ba động. Ngao! Si ma bò cạp tức giận, mắt lộ ra hung quang, nhưng là không chịu quy thuận, đuôi bò cạp đảo qua, liền đem Lý Tuyệt Vân bắn tới phù lục, hoàn toàn đánh nát. Đáng chết, cái này nghiệt xúc, thật đúng là hung hãn. Lý Tuyệt Vân lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên không nghĩ tới si ma bò cạp mới vừa ra đời, giống như này hung hãn, liền hắn đều cảm thấy nghẹt thở. Cái này nghiệt xúc quá mức hung mãnh, các ngươi lấy các ngươi máu tươi là tế, trước áp chế nó nói sau. Lý Tuyệt Vân xoay chuyển ánh mắt, hướng chung quanh rất nhiều tà phái cường giả nói. Đám người cường giả cả kinh, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền bị Lý Tuyệt Vân thời gian pháp tắc xích thần bắt. Lý Tuyệt Vân huy động xích thần, đem toàn trường tất cả tà phái cường giả, toàn bộ hướng si ma bò cạp ném đi. Phịch, phịch, phịch. Từng cái tà phái cường giả, thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu. Bọn họ trên mình máu tươi cùng linh khí, toàn bộ nổ đi ra, để cho được đầu kia si ma bò cạp, cũng là được to lớn chấn động, phát ra kêu rên. Lý Tuyệt Vân đại hỉ. Thừa dịp si ma bò cạp bị chấn động, phi thân giết ra, từng cái thời gian pháp tắc, hóa thành xích sắt cùng ngân hà, từ không trung bạo rơi xuống, đem si ma bò cạp quấn quanh ở, muốn cưỡng ép áp chế thu phục. Hống! Si ma bò cạp mặt người,
phát ra nhọn tức giận bào hiếu, cuồng bạo ma khí nổ tung, ác mộng vậy quỷ bí khí tượng bùng nổ, như hắc triều trào đáng. Lý Tuyệt Vân quấn quanh ở nó trên thân thể quy luật xiềng xích, toàn bộ bị đứt đoạn hết. Không tốt! Lý Tuyệt Vân thần sắc đại biến, không nghĩ tới cái này si ma bỏ cạp, cường hãn như vậy, hắn lại áp chế hoàn toàn không ở. Chỉ gặp si ma bỏ cạp núi cao vậy thân thể to lớn, lập tức liền nhào tới, ngược lại hung hăng đem Lý Tuyệt Vân đặt ở thân thể hạ. Lý Tuyệt Vân cả người xương cốt nổ tung, sắp bị đè chết. Si ma bỏ cạp gầm to, tư thái như điên ma, cả người ma khí cuồn cuộn, sát phạt dọn ra dọn ra. Diệp Thần, ta không chịu nổi. Đệ nhị yêu cơ mày liễu nhíu chặt, che ngực, lộ ra cực kỳ đau khổ thần sắc. Si ma bò cạp bề ngoài, thanh âm, hơi thở, cũng mang theo to lớn khủng bố chập chờn, có thể ảnh hưởng người đạo tâm tinh thần. Cho dù là đệ nhị yêu cơ, hôm nay cũng có tinh thần dấu hiệu hỏng mất, hoàn toàn không cách nào chịu đựng si ma bò cạp hơi thở. Yêu cơ, người đi về trước, cái này hung thú quá nguy hiểm, người không muốn ở lại chỗ này nữa. Diệp Thần gặp đệ nhị yêu cơ như vậy hình dáng, cũng là 10 phần lo âu. Hắn có luân hồi huyết mạch, có thể chịu đựng si ma bỏ cạp khí tức kinh khủng, nhưng đệ nhị yêu cơ liền không chịu nổi. Vậy ta đi trước, cái này hung thú quá kinh khủng, người nếu có thể thu phục nói, đủ để giết ngược ma tổ vô thiên. Đệ nhị yêu cơ khẽ cắn răng, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ chờ mong. Cơ duyên ngay tại trước mặt, chỉ cần Diệp Thần có thể thu phục si ma bỏ cạp. Giết ngược ma tổ vô thiên, cũng là lớn có trông cậy vào. Chỉ bất quá, nàng là không có biện pháp sẽ giúp đến Diệp Thần, lại ở lại chỗ này, nàng thậm chí có thể sẽ chết. Ừ, ta biết, người mau trở về đi thôi. Diệp Thần gặp đệ nhị yêu cơ sắc mặt, bộc phát trắng bệch, nội tâm lại là lo âu, liền đỡ nàng đi ra ngoài. Đệ nhị yêu cơ không cách nào lưu lại nữa, Diệp Thần đưa nàng rời đi Tử Hoàng Uyên, vừa nhanh tốc trở lại tại chỗ. Chỉ gặp vậy si ma bò cạp, bàng lớn như núi nhạc vậy thân thể, còn gắt gao ngăn trận Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân hiến tế một đạo hộ thân linh phù, ánh sáng rực rỡ lóe lên lúc đó, liền từ si ma bò cạp thân thể hạ, vùng vẫy đi ra. Lúc đầu ngươi là thập vĩ thần thú phân thân, là nhất vĩ. Giờ khắc này, Lý Tuyệt Vân rốt cuộc cũng là bắt được thiên cơ, gắt gao nhìn chằm chằm si ma bò cạp. Cái này si ma bò cạp. Là thập vĩ thần thú trong đó một đầu phân thân. Chỉ là một đầu phân thân mà thôi, năng lượng giống như này khủng bố, thậm chí đủ để táng diệt tiên đế cấp bậc nghịch thiên tồn tại. Nếu là hoàn chỉnh thập vĩ thần thú, thật không biết sẽ có khủng phố dường nào. Hống! Si ma bò cạp bào hiếu, thủy chung là giữ điên cuồng phong ma tư thái, không có chút nào lắng xuống thuận theo hình dáng, thấy Lý Tuyệt Vân vùng vẫy sau khi ra, nó lập tức dao động đuôi bò cạp. Mang có kịch độc cái đuôi bò cạp, một cái đảo câu, lưỡi câu hướng Lý Tuyệt Vân tim. Thời gian đại lộ, cho ta trấn áp. Lý Tuyệt Vân quát to một tiếng, lập tức cháy trụ quang huyết mạch, vô số mãnh liệt thời gian pháp tắc năng lượng, như sao sông vậy bạo dũng ra, cuồn cuộn rơi vào si ma bò cạp trên thân thể. Hắn muốn lợi dụng thời gian gia tốc thủ đoạn, để cho si ma bò cạp rơi vào suy hủ tình cảnh. Nhưng, si ma bò cạp năng lượng, chân thực quá kinh khủng. Hoàn toàn không thấy Lý Tuyệt Vân thời gian giết hại, vẫn là hung tàn dữ tợn hình dáng, đuôi bò cạp hung hăng quét về phía Lý Tuyệt Vân thân thể, thế như bôn lôi. Lý Tuyệt Vân thần sắc đại biến, vội vàng lui về phía sau, hình dáng đã là 10 phần chật vật. Diệp Thần thấy vậy, cũng là rung động thật sâu si ma bò cạp mạnh mẽ, không hổ là thập vĩ thần thú phân thân. Lý Tuyệt Vân vậy là một nhân vật, đủ để nghịch phạt tiên đế tồn tại, nhưng đối mặt si ma bò cạp. Nhưng là khắp nơi bị áp chế. Diệp Thần phỏng đoán, coi như tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó mà trấn áp cái này đầu hung thú. Súc sinh, thật lấy là ta không có hàng phục ngươi thủ đoạn. 9 tầng thiên hỏa ấn, cho ta. Lý Tuyệt Vân chợt quát, bàn tay cách không nhấn một cái, từng cây một đầu ngón tay nổ ra đỏ thẫm viêm mang, có cổ xưa phù văn nổi lên, lại có thể tràn ra mồi lửa nguyên hơi thở. Hắn tựa hồ là muốn bùng nổ mồi lửa lực lượng. Dùng để áp chế si ma bỏ cạp. Lửa này trồng lực lượng, dĩ nhiên là đạo đức thiên tôn cho hắn mượn. Nhưng mà, Lý Tuyệt Vân còn không hoàn toàn bộc phát ra, đột nhiên tới giữa, hư không bể tan tành, chung quanh khí lưu chấn động, một người quần áo đen, liền đột ngột phá giết ra, hướng si ma bỏ cạp phóng tới. Hắc y nhân che mặt, nhưng xem người đoạn, thước tha uyển chuyển,
đường cong linh linh, muốn đến là một người cô gái. Cô gái đồ đen đặc biệt thần bí, hơi thở vậy cực kỳ mạnh mẽ, một hạ xuống, lập tức cướp ở Lý Tuyệt Vân trước mặt, đầu ngón tay cua múa, từng cái quy luật sợi tơ xen lẫn, mỗi một cái quy luật sợi tơ, cũng lộ ra không không lúc nào không đại đạo hơi thở. Vô số điều quy luật sợi tơ, ngay tức thì đem si ma bò cặp buộc chặt lại. Phong! Cô gái đồ đen nói ra, dưới chân hắc ám linh khí nổ, hội tụ thành trận, trên trận pháp có rất nhiều cổ xưa phù văn, mỗi một đạo phù văn đều là thành kiếm trạng, vô số đạo kiếm phủ bung ra kiếm khí, phóng lên cao, tạo thành kinh khủng hơn phong tỏa, đem si ma bò cặp vây khốn. Xem cô gái quần áo đen kia hình dáng, hiển nhiên là muốn phong ấn si ma bò cặp, trực tiếp hàng phục. Người nào? Lý Tuyệt Vân kinh hãi, không biết cô gái quần áo đen kia lai lịch, chỉ cảm thấy hơi thở đối phương cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa nơi phóng thích ra quy luật cùng trận pháp, cũng mang theo không không thời không chập chờn, thậm chí còn có một chút thiên tội phạt giết hại mùi vị, tựa hồ là thiên tội cổ kiếm lực lượng. Ở cổ lực lượng này dưới sự uy hiếp, cho dù là hắn, cũng không cách nào đến gần, bị buộc được từng bước lui về phía sau. Cách đó không xa Diệp Thần, giống vậy cảm thấy ác liệt giết hại áp lực. Cùng lúc đó, hắn lại cảm giác được, cô gái áo đen kia, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô gái này là ai, vì sao để cho ta như vậy quen thuộc? Diệp Thần trong lòng thầm giật mình. Mà vào lúc này, Sima bò cặp điên cuồng gầm lên, hiển nhiên không cam lòng bị cô gái quần áo đen kia phong tỏa, càng không cam lòng bị trấn áp. Sima bò cặp bào hiếu, cả người nổ ra kinh khủng khí độc, thao trời không tuyệt, hai con bò cặp ngao như kẹp chặt, cuồng như vậy huy động, ma xương mù cuồn cuộn, các loại không thể danh trạng cổ quái dị tượng ra đời, như ác mộng vậy mãnh liệt, đánh thẳng vào cô gái quần áo đen kia phong tỏa trận pháp. Phốc xích, ở Sima bò cặp kịch liệt dưới sự xung kích, cô gái đổ đen hộc máu, bị to lớn chấn động. Nhưng, nàng cũng không có lùi bước, trong miệng lẩm bẩm ngâm sướng. Thiên tội phạt, đem giết trần thế, thiên tội kiếm khí, cho ta trấn áp. Nàng máu tươi bốc cháy, chung quanh hư không nổ tung, từng cái không giữa khe hở nứt ra, từ vậy bên trong vết nứt không gian mặt, bắn ra vô số đạo kiếm khí, mỗi một đạo cũng mang theo thiên tội cổ kiếm thần uy, suy suy vang dội, chém chết hướng Sima bỏ cạp. Diệp Thần thấy hình ảnh này, trong lòng càng kinh ngạc, trong đầu nghĩ, nữ nhân này, đến từ không không lúc nào không, thậm chí là Đà Đế Thiên Tông người. Đà Đế Thiên Tông, vốn chính là tự tay chế tạo thập vĩ thần thú tồn tại. Làm thập vĩ thần thú xuất thế, Đà Đế Thiên Tông người, khẳng định sẽ có cảm ứng. Vô số đạo thiên tội kiếm khí hạ xuống, coi như là tiên đế, cũng có thể bị chém chết. Nhưng, đầu kia si ma bỏ cạp, nhưng là đặc biệt ương ngạnh, bướng bỉnh bào hiếu trước, cả người ma khí bao trùm, ngăn cản thiên tội kiếm khí chém, cũng điều động ra từng cái quỷ bí vô thượng quy luật. Những thứ này quy luật, thậm chí vượt qua vậy không không thời không quy luật, mang theo tinh không băng diệt lực lượng, tràn đầy khó có thể tưởng tượng hắc ám, dơ bẩn, giết hại, điên cuồng, tội nghiệt mùi vị. Cho dù là thiên ma tinh hải dơ bẩn, cùng những thứ này bóng tối quy luật so sánh, cũng tinh khiết được uyển như sơn giản thanh tuyền. Ở nơi này chút hắc ám quy luật bùng nổ ngay tức thì, Diệp Thần và Lý Tuyệt Vân đều cảm thấy không cách nào chịu đựng, liên tiếp lui về phía sau, hô hấp cũng hít thở không thông. Đó là tinh không bờ bên kia quy luật. Diệp Thần sắc mặt chấn động phố, nhìn ra liền đầu mối. Đầu kia si ma bò cạp, phóng thích ra quy luật lực lượng, lại là tới từ tinh không bờ bên kia, trong truyền thuyết nhất cuối cùng thế giới. Những cái kia tinh không bờ bên kia quy luật lực lượng, cho dù là thiên đế chủ thần, đều không cách nào điều động. Nhưng, đầu này si ma bò cạp, chính là thập vĩ thần thú phân thân, huyết mạch lực lượng đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Siêu thoát không không lúc nào không, như luân hồi đi đời sách vậy cường hãn, có thể trực tiếp vận dụng tinh không bờ bên kia vĩ đại pháp tắc. Tuy nói ở thế giới hiện thật hạn chế hạ, những cái kia tinh không bờ bên kia quy luật lực lượng, vậy được hạn chế, nhưng vẫn là cực kỳ hung mãnh, táng diệt tiên đế đều là dễ như trở bàn tay. Ở si ma bò cặp tinh không quy luật dưới sự xung kích, cô gái quần áo đen kia máu tươi ói như điên, gương mặt trắng bệch, linh khí tán loạn. Cổ thần bệ hạ, giúp ta. Cô gái đồ đen khẽ cắn răng, sử dụng một viên niệm châu. Viên này niệm châu, tựa hồ là loại nào đó thần khí, phía trên điêu có khắc Đà Đế cổ thần hình dáng, chính là một gương mặt người chết, cực kỳ khủng bố. Niệm châu sử dụng,
lực lượng vĩ đại bùng nổ, nhất thời chặn lại si ma bò cạp tinh không quy luật, nhưng cũng chỉ là ngăn trở, cũng không thể phản kích. Cô gái đồ đen cùng vậy si ma bò cạp, nhất thời rơi vào trạng thái giằng co, trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một người một thú, giằng co dưới, đều là rơi vào tĩnh mịch, không có một chút thanh âm tái phát ra, giống như là hai cái điêu nặn đang đối với chỉ. Toàn bộ Tử Hoàng Uyên thế giới, cũng là rơi vào tĩnh mịch bên trong, chỉ có nham thạch nóng chảy chảy thanh âm. Diệp Thần và Lý Tuyệt Vân, dần dần phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn nhau. Lúc này hai người khoảng cách, đặc biệt đến gần. Ngươi là người nào? Lý Tuyệt Vân cảnh giác nhìn Diệp Thần, hôm nay Diệp Thần, còn là một bộ người làm ăn mặc lối ăn mặc. Nhưng, liền đệ nhị yêu cơ cũng chạy, không cách nào chịu đựng si ma bò cạp uy áp, Diệp Thần lại có thể chịu đựng ở, làm sao xem cũng không giống là người bình thường. Diệp Thần nghe Lý Tuyệt Vân chất vấn, trong tròng mắt nhưng lướt qua một chút sát khí mũi nhọn, bên trong động lòng sát niệm. Hôm nay Lý Tuyệt Vân, mới vừa cùng si ma bò cạp đối chiến, hơi thở hao tổn không nhỏ. Nếu như Diệp Thần ra tay, có rất lớn cơ hội, đem chu diệt. Đánh chết Lý Tuyệt Vân, vậy có thể giải quyết một tên địch, miễn đi hậu hoạn. Càng mấu chốt chính là, Lý Tuyệt Vân trong cơ thể chủ quang huyết mạch, là chư thiên nhất lưu tồn tại. Nếu như Diệp Thần có thể cướp được nói, chủ quang huyết mạch thêm thân, hắn thực lực, khẳng định có thể nhô lên bay mãnh vào. Thốn kình, khai thiên. Nghĩ như vậy, Diệp Thần lập tức một quyền đánh ra, quyền đầu đội vô cùng hung mãnh kình lực, đánh giết hướng Lý Tuyệt Vân đầu. Hắn cũng không có dùng luân hồi huyết mạch lực lượng, miễn được bị đạo đức thiên tôn phát hiện. Diệp Thần, là ngươi. Lý Tuyệt Vân hét dầm lên, tuy nói Diệp Thần không có dùng luân hồi lực lượng, nhưng, một chiêu này thốn kình khai thiên, uy thế như vậy hung mãnh, Lý Tuyệt Vân cũng là nhận được. Trừ Diệp Thần ra, cái này thế gian, còn có ai có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy quyền kính. Vô cùng một quyền đánh giết tới, Lý Tuyệt Vân hoảng hốt, vội vàng rút người ra bay ngược, vô cùng chật vật né tránh Diệp Thần một quyền. Diệp Thần một quyền đánh vào Lý Tuyệt Vân mới vừa đứng địa phương, quyền kính nổ, hư không bể tan tành, chung quanh vách núi cùng mặt đất, đều bị chấn động được nứt ra, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, càng lộ vẻ được Diệp Thần lực lượng đáng sợ. Xa xa cô gái quần áo đen kia, đang cùng si ma bò cặp đối lập giây phút, ở biết Diệp Thần thân phận sau đó, trong tròng mắt cũng là lộ ra lau một cái nồng nặc vẻ kinh ngạc, thất thần dưới, thiếu chút nữa thì phải bị si ma bò cạp cắn trả. Long đấu chi thương, phá cho ta. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, chung quanh dung nham năng lượng hội tụ, hóa thành một cán quấn vòng quanh nham thạch nóng chảy nham súng, trên thân súng chân long vần quanh, cực kỳ uy mãnh. Hắn vung tay lên, long đấu chi thương phá giết ra, cách không bắn về phía Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân kinh hoàng. Vội vàng thi triển thời gian đại lộ, ở trước người tạo thành một tầng vững chắc thời gian bình phong che chở, gắt gao ngăn cản Diệp Thần long đấu chi thương. Nhưng, hắn mới vừa ngăn cản long đấu chi thương thời điểm, nhưng cảm thấy sau lưng truyền tới kiếm khí tiếng xé gió, cực kỳ nhọn ác liệt. Lý Tuyệt Vân quay đầu vừa thấy, nhất thời hoảng hốt. Chỉ gặp lại một cái Diệp Thần, cầm trong tay luân hồi thiên kiếm, kiếm khí bừng bừng, ám sát hướng Lý Tuyệt Vân sau lưng. Là phân thân. Lý Tuyệt Vân chấn động chỉ, trong sân bây giờ có hai cái Diệp Thần, một cái tay cầm long đấu chi thương, một cái nắm chặt luân hồi thiên kiếm. Cầm kiếm Diệp Thần, chính là Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Mới vừa Diệp Thần vận dụng long đấu chi thương, thật ra thì chỉ là mê muội mà thôi, chân chính sát chiêu, là hắn phân thân. Diệp Thần phân thân cầm kiếm, thế như bôn lôi, một kiếm đâm vào Lý Tuyệt Vân sau lưng, xuyên qua tim hắn. Phốc! Lý Tuyệt Vân tại chỗ hộc máu, gương mặt thảm trắng. Nếu như là người bình thường, bị Diệp Thần sâu xuyên tâm, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nhưng, Lý Tuyệt Vân có trụ quang huyết mạch từ mang hộ thân hiệu quả. Trong tim bị đâm thủng qua ngay tức thì, hắn trụ quang huyết mạch lực lượng, chính là phát động, để cho thời gian chảy ngược, để cho tim khôi phục lại không có bị đâm thủng trước trạng thái, lại sống lại. Đáng chết! Lý Tuyệt Vân tức giận. Một trưởng mang uy thế to lớn, đánh phía Diệp Thần phân thân. Diệp Thần phân thân, lực lượng chỉ có bản thể bốn thành cỡ đó, tự nhiên không thể chịu đựng. Bất quá, Diệp Thần phản ứng thật nhanh, ở một kiếm đâm thủng Lý Tuyệt Vân tim ngay tức thì, cũng đã khống chế phân thân lui về phía sau, tránh ra Lý Tuyệt Vân phản kích. Trụ quang huyết mạch,
quả nhiên là thần kỳ. Diệp Thần đánh giá Lý Tuyệt Vân, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Tuyệt Vân bị gai xuyên tâm mà không chết, thậm chí thương thế ngay tức thì phục hồi như cũ, cũng ở đây Diệp Thần dự liệu bên trong. Chỉ bất quá, hôm nay Lý Tuyệt Vân, nhưng là thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vận dụng trụ quang huyết mạch lực lượng, vậy mang đến cho hắn to lớn tiêu hao. Diệp Thần một kiếm giết hắn không chết, nhưng chỉ cần lại giết hơn mấy lần, hắn huyết mạch sớm muộn là không chịu nổi, chỉ có một con đường chết. Đến đây chấm dứt. Diệp Thần khẽ cười, bản thể cùng phân thân đồng thời giết ra, hai đạo thân ảnh vô cùng ác liệt, hợp kích Lý Tuyệt Vân. Hắn phân thân, mặc dù thực lực còn không bằng bản thể, nhưng cầm trong tay luân hồi thiên kiếm, đã là sau khi thăng cấp không vô thần khí, sát phạt tương đương hung hãn, đủ để mang cho Lý Tuyệt Vân vô cùng uy hiếp. Lý Tuyệt Vân đối mặt Diệp Thần chừng hợp kích, nhất thời rơi vào chật vật, cấp tốc lui về phía sau mười mấy bước, rồi sau đó đột nhiên đứng yên bước chân, trong mắt lướt qua một chút che lấp, nói. Diệp Thần, người lấy là người có thể giết chết ta. Nơi này là Tử Hoàng Tiên Cung, ta có đạo đức thiên tôn ban phúc, người còn không phải là ta địch thủ. Dứt lời, Lý Tuyệt Vân hai tay giương ra, một cây đầu ngón tay trên, toát ra vô cùng nóng rực ngọn lửa mang khí. Trên mặt mang mãi mãi phủ văn, chính là mồi lửa nguyên lực lượng. Mồi lửa nguyên năng lượng linh khí, vờn quanh Lý Tuyệt Vân quanh thân, chung quanh nham thạch nóng chảy đều bị dẫn động, cuồn cuộn dòng nước chảy tới đây, ở dưới chân hắn lẩn quẩn, uy thế vô cùng là nóng bỏng. Cho một mình ngươi cơ hội, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Ngươi muốn đánh, chúng ta sau này tái chiến, nhưng ngày hôm nay, Sima bò cạp xuất thế, còn không phải là quyết chiến thời điểm, ngươi cho ta cút đi. Nếu không, bản thánh tử 9 tầng thiên hỏa ấn thi triển ra, ngươi chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Lý Tuyệt Vân hai tay bên trên, lửa cháy mạnh vỡ dọn ra, tôn lên được hắn cả người, uy thế nóng rực vô cùng, giọng cũng là tương đương cuồng ngạo. Nhưng, Diệp Thần từ hắn cuồng ngạo trong giọng nói, nhưng cảm nhận được hắn phấn khích chưa đủ. Cái gì 9 tầng thiên hỏa ấn, ngươi liền thi triển ra, để cho ta xem bao lớn uy lực. Ha ha! Ngươi cho dù có đạo đức thiên tôn ban phúc, ngươi hiện tại cũng không phải ta địch thủ. Đương kim thái thượng thế giới, có thể cùng ta tranh phong người, cũng chỉ những tên kia, ngươi lại coi là cái gì? Diệp Thần cười lạnh, giọng so Lý Tuyệt Vân còn muốn cuồng, hoàn toàn không thấy Lý Tuyệt Vân uy hiếp, bản thể cùng phân thân dung hợp, luân hồi chi chủ nắm chặt nơi tay, toát ra một cổ kinh khủng sát khí mũi nhọn, như muốn mai táng chư thiên. Đại mộ thần kiếm, phá cho ta. Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng ra, một kiếm này, nhưng là 33 thiên thần thuật, đại mộ thần kiếm. Đại mộ thần kiếm vừa ra, ác liệt, hung mãnh, xâm nghiêm, như táng thiên diệt đất đáng sợ kiếm khí, chính là cuồn cuộn không ngừng, như hắc ám đợt sóng vậy cuộn sạch hướng Lý Tuyệt Vân. Lý Tuyệt Vân sợ hãi, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này thần uy, đã vượt qua đã từng là khói lửa linh tổ. Diệp Thần nói không sai, hắn thực lực, cực kỳ cường hãn. Dõi mắt toàn bộ thái thượng thế giới, có thể cùng hắn tranh phong người, có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mà Lý Tuyệt Vân, hiển nhiên không ở trong đó. 9 tầng thiên hỏa ấn, phá. Lý Tuyệt Vân khẽ cắn răng, trụ quang huyết mạch cháy đến mức tận cùng, quanh thân đại lộ quy luật như sấm bảo hiếu, hai tay lửa cháy mạnh lao nhanh ra, từng đạo thiên hỏa ấn nhớ, như sao rơi bay tập kích vậy hướng Diệp Thần lướt đi. Hắn tuy biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không hề sẽ ngồi chờ chết, hôm nay là toàn lực ra tay, đem đạo đức thiên tôn ban phúc lực lượng, toàn bộ bùng nổ. Vậy 9 tầng thiên hỏa ấn, lực lượng xuất xứ từ mồi lửa, ở nơi này phiến Tử Hoàng Uyên thế giới bên trong, có phong thủy khí vận gia trì, uy thế lại là khủng bố, như lưu tinh hỏa vũ bay tập kích, muốn tiêu diệt trần thế. Nhưng, Diệp Thần không sợ chút nào. Diệp Thần lực lượng, cường hãn, coi như là cái này 9 tầng thiên hỏa ấn. Cũng không thể cùng hắn tranh phong. Hắn đại mộ thần kiếm giết ra, long trời lở đất, đơn giản là muốn mai táng chư thiên thời không, một tòa thần ma lăng viên khí tượng, ở sau lưng hắn nhấp nhô, tựa như vạn cổ kỷ nguyên sinh ra thần ma, đều phải bị hắn một kiếm mai táng. Suy rồi, đại mộ thần kiếm kiếm khí phá giết, thế như táng thiên, đem Lý Tuyệt Vân bộc phát ra lưu tinh hỏa vũ, thiên hỏa ấn nhớ, toàn bộ một kiếm chém chết. Từng luồng ngọn lửa đợt khí hu hu vang dội, trên không trung phai mờ đi, hoàn toàn không ngăn được Diệp Thần kiếm khí thần uy. Ở đại mộ thần kiếm uy thế hạ, chư thiên hết thảy đủ loại,
tựa như cũng như cát chảy xếp thành lâu đài vậy yếu ớt, vừa đụng thì phải vỡ nát. Không thể nào. Lý Tuyệt Vân thấy mình toàn lực bùng nổ thần thông, lại là bị Diệp Thần một kiếm nghiền diệt, tại chỗ sắc mặt bị sợ tái mét. Hắn biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới Diệp Thần lợi hại đến tình cảnh này, liền hắn 9 tầng thiên hỏa ấn, đều có thể ung dung phá hỏng. Đây chính là đạo đức thiên tôn ban phúc lực lượng, hắn vốn là định dùng tới chân áp si ma bỏ cạp. Thi triển xong đại mộ thần kiếm Diệp Thần, linh khí vẫn là đặc biệt dư thừa, cũng không có nhiều ít tiêu hao hình dáng. Đáng chết tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi ngày hôm nay còn có thể giết ta. Lý Tuyệt Vân ra mặt co giúp, cuồng như vậy bào hiếu, trụ quang huyết mạch trình độ cao nhất cháy, từng đạo thời gian pháp tắc điên cuồng đánh ra, như tơ tuyến xen lẫn, quấn quanh hướng Diệp Thần. Thời gian chạy ngược, ta muốn để ngươi biến thành một con kiến hôi. Lý Tuyệt Vân bảo hiếu, thời gian pháp tắc không ngừng thúc giục, muốn để cho Diệp Thần trên mình thời gian, chạy ngược trở lại quá khứ, trở lại còn không có phi thăng, còn không thành công là thượng vị giả trước hình dáng. Một khi hắn thành công, Diệp Thần trên mình thời gian, sẽ bị nghịch chuyển, trở lại quá khứ hình dáng, như con kiến hôi nhỏ bé hình dáng, không còn hôm nay mạnh mẽ. Ha ha, chỉ bằng ngươi, còn điều khiển không được trên người ta thời gian. Diệp Thần cười một tí, hoàn toàn không sợ hãi, đan điền linh khí nhô lên, cả người tường vân lững lờ, linh khí như kiếm phá giết ra, một tí liền đem Lý Tuyệt Vân quấn quanh mà đến thời gian sợi tơ, toàn bộ chặt đứt. Lấy Diệp Thần hôm nay thực lực, Lý Tuyệt Vân đã không ảnh hưởng tới hắn. Trên người hắn thời gian pháp tắc, vô cùng vững chắc, cùng luân hồi huyết mạch tương liên, thần minh đều không cách nào dung chuyển. Chớ nói chi là Lý Tuyệt Vân. Phốc xích. Thời gian sợi tơ bị chém đứt, Lý Tuyệt Vân bị thương nặng, tại chỗ hộc máu, sắc mặt càng thảm trắng. Người trụ quang huyết mạch, có thể nghịch chuyển thời gian, nghe nói mình coi như chết, cũng có thể để cho thời gian chảy ngược, trở lại không trước khi chết trạng thái. Ta rất là tò mò, nếu như ta đem ngươi xương nghiền thanh cho rắc, ngươi còn có thể khôi phục sao? Diệp Thần trong mắt lướt qua như dã thú tàn bạo mũi nhọn. Ngưng mắt nhìn Lý Tuyệt Vân cười nói. Lý Tuyệt Vân nội tâm sợ hãi, cả người run lẩy bẩy đứng lên, rung giọng nói, Diệp Thần, ta cảnh cáo ngươi, ta là đạo đức thiên tôn chỗ thượng khách, ta ngày hôm nay bị hắn mời tới, ngươi. Ngươi nếu là giết ta, đạo đức thiên tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nói, tốt lắm, ta liền giết ngươi, xem đạo đức thiên tôn sẽ như thế nào trả thù ta. Tiếng nói rơi xuống. Diệp Thần lại càng không nói nhảm, lập tức sử dụng luân hồi thiên kiếm, phá không bay ra, mang đại mộ thần kiếm khủng bố mũi nhọn, giống như là muốn táng diệt tinh không vậy, hung hăng hướng Lý Tuyệt Vân chém đánh tiếp. Hắn không thể nào thả qua Lý Tuyệt Vân, đánh chết đối phương, chiếm đoạt trụ quang huyết mạch, đủ để cho hắn thực lực tiến nhiều. Hôm nay mà tổ vô thiên, còn ở tinh nguyệt giới tàn phá, Diệp Thần phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng lên mình thực lực, cùng ma tổ vô thiên đối kháng. Lý Tuyệt Vân huyết mạch, chính là lớn cơ duyên tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không, thiên nữ sư muội, mau cứu ta à. Lý Tuyệt Vân thấy Diệp Thần một kiếm giết tới, kinh hoàng không trạng, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Sống chết trước mắt, lại kêu lên thiên nữ tên chữ, muốn lấy được che chở. Ông, trong hư không, thật là có một cổ ý chí, kịch liệt chấn động đứng lên, đó là thiên nữ ý chí. Thiên nữ ý chí, muốn che chở Lý Tuyệt Vân. Nhưng, Diệp Thần đại mộ thần kiếm, uy thế cường hãn, ở trên trời nữ ý chí, còn không hoàn toàn phủ xuống thời điểm, hắn liền chém đi giết, ầm một tiếng, mang theo thần ma lăng mộ khủng bố kiếm khí, hung hăng chém xuống đến Lý Tuyệt Vân trên mình. Lý Tuyệt Vân thân thể, suy rồi một tiếng, tại chỗ liền bị kiếm khí nghiền nát, liên quan thần hồn cùng vẫn diệt, đầy trời mưa máu phiêu sái, tại chỗ bị xương nghiền thanh cho rác. Cho dù hắn có trụ quang huyết mạch, nhưng xương nghiền thanh cho rác dưới trạng thái, cũng không cách nào lại để cho thời gian chảy ngược, lại để cho mình sống lại. Lý Tuyệt Vân, hoàn toàn bị chém rớt. Hắn vừa chết đi, hắn trụ quang huyết mạch lực lượng, liền hóa thành nguyên thủy huyết khí, muốn lần nữa trở về thiên địa. Đại hoang trộm thiên thuật, cho ta ăn cắp. Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua tinh như vậy thuần huyết mạch lực lượng, hắn lập tức thi triển đại hoang trộm thiên thuật. Bàn tay cách không rút ra lấy. Rào. Trong thoáng chốc, chung quanh tất cả mưa máu năng lượng, toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trên tay. Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch năng lượng,
cũng là điên cuồng chảy ngược nhập Diệp Thần trong thân thể, ở hắn kinh mạch khắp nơi lưu chuyển. Diệp Thần quanh thân toàn thân, noãn dương dương, đặc biệt thoải mái. Hắn trên mình, hiển hiện ra đủ loại thời gian đại đạo khí tượng, đồng hồ cát chảy, bóng mặt trời, trời trăng sao, vũ trụ tinh không lưu chuyển vân. Vân, đặc biệt nguy nga. Đây chính là trụ quang huyết mạch năng lượng sao. Diệp Thần cả người thông thái, hình như là ăn một bữa đại bổ phẩm. Hắn vậy rõ ràng, tại sao nhiều người như vậy muốn giết mình. Hắn có luân hồi huyết mạch, phẩm chất cùng năng lượng, vượt qua trụ quang huyết mạch không biết nhiều ít. Coi như người khác cùng hắn không thù không oán, hướng về phía hắn luân hồi huyết mạch năng lượng, cũng muốn giết hắn, chiếm đoạt hắn máu tươi, giống như hắn chiếm đoạt Lý Tuyệt Vân vậy, đơn giản là thiên đại tạo hóa cơ duyên, thiên đại tư bổ. Oanh! Diệp Thần cảnh giới tu vi, cũng là nhanh chóng mãnh tăng lên. Vốn là hắn, cắm ở thiên huyền cảnh tầng thứ 5 đỉnh cấp, chậm chạp không có đột phá. Nhưng giờ khắc này, ở cắn nuốt Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch sau đó, Diệp Thần cả người linh khí tăng vọt, tu vi cũng là đột phá, trực tiếp bước vào thiên huyền cảnh tầng thứ 6 bước. Thiên huyền cảnh tầng thứ 6, rốt cuộc lại tiến bộ. Hơn nữa, ta còn chiếm được trụ quang huyết mạch lực lượng. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm nhận được trước mình mênh mông lực lượng, nội tâm đặc biệt mừng rỡ. Nhưng, vừa nghĩ tới Ma Tổ Vô Thiên, Diệp Thần trong lòng liền cảm thấy ngưng trọng. Ma Tổ Vô Thiên chấp trưởng tử thần quyền bính. Uy thế ngút trời, ta coi như hôm nay thực lực tiến nhiều, chỉ sợ cũng không cách nào cùng hắn tương đương. Muốn giết ngược hắn mà nói, còn cần cướp đoạt cái khác cơ duyên. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía trước. Cô gái quần áo đen kia, còn ở cùng si ma bò cạp rằng co. Diệp Thần chiếm đoạt trụ quang huyết mạch, bộc phát ra kỳ dị thời gian khí tượng, làm được quanh mình tập tục chấn động, vậy kinh động cô gái quần áo đen kia cùng si ma bò cạp. Cô gái đồ đen trên mặt che vải đen, rớt xuống, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp mà, da thịt mỏng nước mà trắng như tuyết. Mị Tâm, là ngươi. Diệp Thần thấy vậy gương mặt xinh đẹp, nhất thời nội tâm đại chấn. Cô gái áo đen kia, lại chính là Mị Tâm, trước đây tự xưng là tín đồ của hắn, còn mang hắn đột phá Ma Tổ Vô Thiên phong tỏa, rời đi tinh nguyệt giới. Thật ra thì, ở cô gái quần áo đen kia, hạ xuống thời điểm. Diệp Thần liền mơ hồ cảm giác được. Chỉ bất quá, hiện tại chính mắt nhìn thấy, hắn nội tâm vẫn là vô cùng kinh hãi, lại có một loại cảm giác bị lường gạt. Ngươi là đà đế cổ thần người bên dưới, ngươi ngụy trang thành ta tín đồ, ngươi muốn làm gì? Diệp Thần ra mặt lay động, tức giận vô cùng. Giờ khắc này, hắn mơ hồ bắt được thiên cơ, biết cái này Mị Tâm, chính là đà đế cổ thần người bên dưới. Chỉ bất quá, hiện hữu đầu mối quá thiếu. Diệp Thần còn không biết, thật ra thì cái này Mị Tâm, lại là Đêm Hàn sư muội, là đà đế cổ thần thân truyền học trò một trong. Mị Tâm gặp sự việc bại lộ, sắc mặt nhất thời một trắng, nội tâm hốt hoảng, hơi thở tán loạn. Hống! Lúc này, Sima bò cạp thừa dịp này cơ hội, ngửa mặt lên trời bảo hiếu, cả người nổ ra hắc ám tinh không quy luật, chọc thủng Mị Tâm kiếm khí quy luật phong tỏa. Rồi sau đó, Sima bò cạp hai càng cua. Chính là mang bén mang khí, hung hăng đâm hướng Mị Tâm ngực. Mị Tâm kinh hãi, vội vàng rút người ra bay ngược, hơi có chút chật vật nhìn về Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, trước đừng để ý ta thân phận, chúng ta trước liên thủ trấn áp cái này hung thú. Thân phận nàng đã bại lộ, nhưng vẫn là theo bản năng tôn xưng Diệp Thần là thiên chủ, muốn cùng Diệp Thần liên thủ, trấn áp si ma bò cạp. Diệp Thần nhìn si ma bò cạp tàn phá bừa bãi hình dáng, sắc mặt cũng là trầm xuống. Biết cái này đầu hung thú, chính là thập vĩ thần thú phân thân, một khi phát điên lên tới, hắn vậy trở không ngăn được. Thời gian đại lộ, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, trụ quang linh khí nổ ra, hóa thành từng cái thời gian đại lộ mạch lạc, như trời quỹ tích, hướng si ma bỏ cạp trấn áp đi. Hắn thiên phú cực cao, lại có trụ quang thần quyết căn cơ, mới vừa chiếm đoạt Lý Tuyệt Vân trụ quang huyết mạch năng lượng, hôm nay đã có thể hoàn mỹ vận dụng. Một tòa thật to đồng hồ cát chảy, khí tượng ở Diệp Thần sau lưng hiện lên, mặt trời lên trăng rơi, đang đại biểu thời gian pháp tắc bí ẩn, như đồ đằng vậy lóe lên. Ở nơi này đồng hồ cát chảy đồ đằng hiện ra ngay tức thì, Diệp Thần bộc phát ra thời gian pháp tắc, uy năng cũng là đổi được vô cùng mãnh liệt. Làm vậy từng cái thời gian pháp tắc quỹ tích, như tơ tuyến vậy quấn quanh đến Sima bò cạp trên mình, Sima bò cạp thân thể,
nhất thời đổi được vô cùng cứng ngắc, động tác đặc biệt chậm chạp. Đây là bởi vì, Diệp Thần ngưng trên người nó thời gian, muốn để nó rơi vào định thân đình trệ. Xì ma bò cạp hung mãnh, hết sức kháng cự, nhưng vẫn là bị đến thời gian đình trệ ảnh hưởng, đổi được cứng ngắc chậm lụt. Tốt cơ hội. Mị Tâm thấy vậy, mắt đẹp nhất thời sáng lên, không nghĩ tới Diệp Thần đối thời gian pháp tắc nắm trong tay, lại có thể tuyệt diệu đến tình cảnh này, thậm chí vượt qua ban đầu Lý Tuyệt Vân. Thiên tội kiếm trận, phong tỏa. Mị Tâm lần nữa triệu hoán thiên tội kiếm khí, từng luồng thiên tội kiếm khí tạo thành kiếm trận, đem si ma bỏ cạp phong tỏa ở. Đà đế cổ châu, trấn áp. Rồi sau đó, Mị Tâm sử dụng trong tay niệm châu, hung hăng đánh về phía si ma bỏ cạp đầu lâu. Nàng viên này niệm châu, là đà đế cổ thần ban cho xuống, tên là đà đế cổ châu, chính là cao cấp không vô thần khí, có cực mạnh uy lực, cũng là nàng bổn mệnh pháp bảo. Giờ khắc này, nàng gặp si ma bỏ cạp thân thể cứng còng, chính là trấn áp lớn thời cơ tốt, liền không để ý hậu quả, đem đà đế cổ châu sử dụng. Phịch, nho nhỏ một viên đà đế cổ châu, đánh vào si ma bò cạp trên đầu, nhưng bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Si ma bò cạp đầu bị đánh, phá vỡ một cái lỗ thủng, tại chỗ nhọn gào lên, bị thương rất nặng. Thời gian đình trệ, thiên đế linh khiếp, cho ta thu. Diệp Thần thừa dịp si ma bò cạp bị thương, thúc giục thời gian pháp tắc. Lập tức để cho si ma bỏ cạp, hoàn toàn rơi vào lúc ngừng định thân trạng thái. Rồi sau đó, Diệp Thần sử dụng thiên đế linh khiếp, đánh một cái pháp quyết, liền đem si ma bỏ cạp thân thể cao lớn, thu vào thiên đế linh khiếp bên trong. Cái này thiên đế linh khiếp, là dùng để chứa đựng luân hồi đi đời sách đồ đựng, bên trong hàm chứa kinh khủng hủy diệt không gian, trừ luân hồi đi đời sách bên ngoài, cái khác vậy pháp bảo đồ, bỏ vào, chỉ có bị hủy diệt kết quả. Nhưng si ma bò cạp là thập vĩ thần thú phân thân, huyết mạch năng lượng cực kỳ khủng bố, nguyên vẹn dưới trạng thái thập vĩ thần thú, uy năng vậy đủ để cùng luân hồi đi đời sách cũng giá tể khu. Cho nên, Diệp Thần đem si ma bò cạp, phòng ấn nhập thiên đế linh khiếp bên trong, không hề sẽ hủy diệt đối phương. Thậm chí, lấy si ma bò cạp hung mãnh, Diệp Thần chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, còn thật không nhất định có thể phòng ấn lại. Thiên đế linh khiếp, người phòng ấn nhất vĩ. Mị Tâm thấy thiên đế linh khiếp xuất hiện, con người lướt qua một chút khủng hoảng, mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy tương lai. Nàng tương lai vận mệnh, tương đương thê thảm, có rất lớn có thể, phải bị Diệp Thần phong sát ở thiên đế linh khiếp bên trong. Phong không ở, tối đa chỉ có thể phong ấn một ngày thời gian. Diệp Thần lắc đầu một cái, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn trình độ cao nhất thúc giục chủ quang quy luật, lại mượn dùng thiên đế linh khiếp. Nhưng như cũ phong không ở si ma bỏ cạp, chớ nói chi là tuần phục. Giờ phút này, toàn bộ thiên đế linh khiếp, cũng đang kịch liệt lay động, thật giống như tùy thời muốn bị phá ra. Diệp Thần biết, đó là si ma bỏ cạp đang dãy giụa. Si ma bỏ cạp, uy thế quá kinh khủng, Diệp Thần phỏng đoán, tối đa phong ấn nó một ngày thời gian. Đợi một ngày sau đó, si ma bỏ cạp thì phải vùng vẫy đi ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như có thể thuần phục si ma bò cạp mà nói, Diệp Thần đúng là có giết ngược ma tổ vô thiên có thể. Nhưng vấn đề là, cái này hung thú quá hung mãnh, cũng quá mức tàn bạo, đừng nói thuần phục, liền phong ấn cũng khó khăn. Phải không? Mị Tâm nhìn thiên đế linh khiếp, ánh mắt ngơ ngẩn xuất thần. Diệp Thần cười nhạt một tí, đem thiên đế linh khiếp thu hồi, nói, làm sao, người muốn cướp đoạt nhất vĩ sao? Mị Tâm ánh mắt ám nhiên. Nhất vĩ hung thú si ma bò cạp, chính là thập vĩ thần thú phân thân, lúc ban đầu chính là đà đế cổ thần tạo ra. Không biết là cái gì bất ngờ, đầu này nhất vĩ hung thú, lại có thể chạy tới thế giới hiện thật, nàng dĩ nhiên muốn cướp lấy. Nếu như có thể đoạt lại một đuôi, nàng thậm chí có thể truy đuổi sóc thiên cơ, tra được đêm hàn tên phản đồ này rơi xuống. Chỉ bất quá, Diệp Thần thực lực cường hãn như vậy, Mị Tâm cũng biết, ở thế giới hiện thật phép tắc hạn chế hạ. Mình tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Cướp là cướp bất quá, nếu quả thật đánh, nàng thậm chí phải bị Diệp Thần tiêu diệt. Không, ta cướp bất quá ngươi. Mị Tâm ám nhiên lắc đầu. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh. Ngươi là đà đế cổ thần người bên dưới. Đà đế cổ thần phái ngươi xuống, là muốn mai phục ở bên người ta, làm gián điệp sao? Diệp Thần lạnh lùng chất vấn nói, trong tay nắm chặt luân hồi thiên kiếm. Chỉ cần Mị Tâm lời nói hơi không hề làm,
hắn lập tức thì phải xuất kiếm giết người. Ở thế giới hiện thật bên trong, Diệp Thần có tuyệt đối chắc chắn, có thể chém chết Mị Tâm. Mị Tâm hít sâu một hơi, ngực phập phồng, ánh mắt ngưng luyện, bình tĩnh nói, ta là Đêm Hàn sư muội, Đà Đế cổ thần đệ tử thân truyền, ta đích xác là phụng mệnh muốn mai phục ở bên người ngươi, nếu bị ngươi phát hiện, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nàng thẳng thắn mình thân phận, không hề giấu giếm. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Diệp Thần để tâm suy tính, sau này sớm muộn có thể đã điều tra xong, nàng nếu đã bại lộ, giấu giếm cũng vô ích. À, lúc đầu ngươi vẫn là Đà Đế cổ thần thân truyền học trò. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Là chính ngươi tự sát, vẫn là ta ra tay giết ngươi. Ngươi không không thời không người, ở thế giới hiện thật, thực lực sợ rằng bị hạn chế quá nhiều đi. Diệp Thần lạnh giọng hỏi, Mị Tâm là một con rắn độc, mai phục ở hắn bên người, hắn tự nhiên không thể nào thả qua. Thật ra thì, nếu như không phải là Mị Tâm bị si ma bò cạp kinh động, chủ động hạ xuống nói, Diệp Thần trong thời gian ngắn, cũng không khả năng đoán được nàng thân phận. Mị Tâm khổ tu không biết nhiều ít kỷ nguyên, tự nhiên biết tánh mạng chân quý, không thể nào lúc này lãnh cái chết, nhưng nàng cũng biết, mình hạ xuống, tu vi bị áp chế rất nhiều, hơn nữa không không thời không cường giả đối thế giới hiện thật người ra tay, có quá nhiều hạn chế, dưới mắt tuyệt không phải Diệp Thần địch thủ, phản kháng vô dụng. Nếu là ở không không lúc nào không, có lẽ Mị Tâm có thể chém chết trước mắt luân hồi chi chủ. Ngươi không thể giết ta, ta mới vừa giúp ngươi, nếu như không phải là ta ra tay, ngươi cũng không khả năng như thế ung dung, hãy thu phục si ma bỏ cạp. Mị Tâm cắn răng, nói. Diệp Thần có thể thu phục si ma bỏ cạp, nàng vậy xuất lực to lớn. Nói cách khác, Diệp Thần thiếu nàng ân huệ. Phần nhân tình này nhân quả không trả nợ, Diệp Thần há có thể giết nàng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, cũng biết Mị Tâm đúng là công lao không cạn. Mình nếu như trực tiếp giết người nói, nhân quả thiếu nợ quá lớn. Được, ta lần này không giết ngươi, tha ngươi một lần, nhưng cùng đi ra bên ngoài, ta đụng phải nữa ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần thu hồi luân hồi thiên kiếm, lạnh lùng nói. Lần này ngại vì nhân quả, hắn bất tiện động thủ giết Mị Tâm. Nhưng vậy chỉ lần này một lần mà thôi. Chờ sau này đi ra bên ngoài, hắn là không thể nào lại nương tay. Mị Tâm nhìn Diệp Thần cái này lạnh lùng tư thái, nội tâm một hồi khủng hoảng không giúp, lại là sợ hãi. Nàng rõ ràng là không không thời không cường giả, không biết tu luyện nhiều ít kỷ nguyên, thấy qua nhiều ít sóng gió, nhưng đối mặt Diệp Thần, như cũ cảm thấy nghẹt thở. Được, ngươi lần này không giết ta, vậy chúng ta nhân quả thanh toán xong, cùng sau khi đi ra ngoài, ta lập tức liền hồi không không lúc nào không, không thể nào lại cho ngươi động thủ cơ hội. Ha ha. Nếu là đi đến không không lúc nào không, không có phát hiện thực phép tắc hạn chế, vậy thì nên đổi ta giết ngươi. Mị Tâm lấy lại bình tĩnh, khóe miệng vuốt cười nhạt, nghĩ đến Diệp Thần tu vi, nói xé trời chỉ có thiên huyền cảnh tầng thứ 6, mình bây giờ không có sợ đạo lý. Diệp Thần biết, cùng đi đến không không lúc nào không, Mị Tâm đích xác là một cái kình địch. Chuyện sau này hãy nói, vậy chúng ta lúc này từ biệt. Diệp Thần lắc đầu một cái. Liền muốn cùng Mị Tâm phân biệt, mỗi người rời đi. Các ngươi sợ rằng không thể đi ra ngoài. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một hồi to lớn lảnh lót, tràn đầy uy nghiêm, lại không có so thanh âm giàn nua. Trong hư không, lửa trời nổ, các loại xích viêm bào hiếu, toàn bộ Tử Hoàng Nguyên thế giới dung nham mãnh liệt tương, cũng kịch liệt sôi trào. Cuồn cuộn lửa cháy mạnh bên trong, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người, phá không hạ xuống. Lại là Đạo Đức Thiên Tôn. Không tốt. Diệp Thần thấy Đạo Đức Thiên Tôn tới, nội tâm nhất thời trầm xuống. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt nhìn vòng quanh toàn trường, cong ngón tay tính toán, đã biết tất cả mọi chuyện. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi có thể giết chết Lý Tuyệt Vân, ngươi thực lực, thật là vượt quá ta tưởng tượng. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Rồi sau đó, hắn vừa nhìn về phía Mị Tâm, từ từ nói. Mị Tâm cô nương, còn có ngươi, thân là Đà Đế cổ thần đệ tử, thân phận cao quý, đại giá đến chơi ta Tử Hoàng Thiên Cung, cũng không cùng ta nói một tiếng sao. Mị Tâm gương mặt hơi trắng bệch, không có lên tiếng, bởi vì nàng cảm nhận được, ở Đạo Đức Thiên Tôn nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ, cất giấu cực kỳ đáng sợ ý định giết người. Hiển nhiên, Đạo Đức Thiên Tôn nội tâm có sát ý.
tiểu nữ Mị Tâm, gặp qua Đạo Đức Thiên Tôn. Mị Tâm khom người thi lễ, ta thường nghe sư phụ nói qua, Đạo Đức Thiên Tôn ngươi danh tiếng, hôm nay được gặp, quả nhiên không giống vật thường. Nhưng mà thái độ như thế dưới, cũng không có nhận được tương ứng hồi báo. Ung ung, toàn bộ Tử Hoàng Uyên thế giới, bắt đầu sụp đổ. Trận pháp thật to, trấn áp xuống tới. Nguy rồi. Mị Tâm kêu lên một tiếng, trận pháp này, mang kinh khủng mồi lửa uy năng, không chỉ là muốn trấn áp Diệp Thần, liền nàng đều phải cùng nhau nghiền chết. Hiển nhiên, Đạo Đức Thiên Tôn không hề định bỏ qua cho nàng. Thiên Quân Phong Thần Bia, cho ta ngăn trở. Diệp Thần cảm nhận được nguy hiểm to lớn, lập tức sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia, bảo vệ tự thân, ngăn trở Đạo Đức Thiên Tôn Thiên Hỏa Đại Trận áp chế. Vù vù. Thiên Quân Phong Thần Bia chấn động, đạo đạo thần mang bắn tán loạn, tạo thành một tầng bảo vệ vòng sáng, đem Diệp Thần bảo vệ ở bên trong. Luân Hồi Chi Chủ, cầu ngươi che chở. Mị Tâm lanh tay lẹ mắt, một cái phi thân, liền thoáng hiện đến Diệp Thần bên người, tìm kiếm Thiên Quân Phong Thần Bia che chở. Thiên Quân Phong Thần Bia lực lượng bảo vệ, 10 phần cường hãn, trực tiếp ngăn trở Đạo Đức Thiên Tôn trận pháp. Nhưng, toàn bộ Tử Hoàng Uyên, ở Đạo Đức Thiên Tôn Thiên Hỏa Đại Trận hạ, đã hoàn toàn vỡ tháp điệu, lâm vào là phế tích. Vô số nham thạch nóng chảy cùng liệt hỏa, từ lòng đất vọt lên, như rồng vậy bào hiếu giống giận, từng cục dung nham loạn thạch rớt xuống, tầng tầng chất đống, đem Diệp Thần và Mị Tâm, cũng trực tiếp chôn ở. Tuy có Thiên Quân Phong Thần Bia bảo vệ, nhưng hai người đều cảm thấy một hồi nghẹt thở. Diệp Thần, ta sẽ lấy mồi lửa làm trận, vĩnh viễn đem người trấn áp tại nơi này. Đạo Đức Thiên Tôn gặp Diệp Thần bị chôn sống, thần sắc lướt qua một chút che lấp, cũng không có truy kích nữa đi xuống, mà là ở Diệp Thần chung quanh, bày từng cái trận văn, cùng mồi lửa tương liên, tạo thành một cái phong ấn trận pháp, phải đem Diệp Thần hoàn toàn phong ấn lại. Trái cà chua. Hắn biết, luân hồi khí vận hừng hực, cũng không dễ dàng giết chết. Nếu như mạnh giết, rất có thể phải bị giết ngược. Dẫu sao, Diệp Thần còn có không thiếu lá bài tẩy, còn không có bại lộ. Đạo Đức Thiên Tôn hai tay từng đạo quy luật đánh ra, để cho phong ấn trận pháp thành hình, hắn dự định lấy trận pháp phong ấn, từ từ làm hao mòn Diệp Thần huyết mạch linh khí, lại tìm kiếm đánh chết cũng không muộn. Luân Hồi Chi Chủ, chúng ta phải chết ở chỗ này. Mị Tâm cảm nhận được chung quanh phong ấn, nhất thời khẩn trương. Nàng có thể không nghĩ tới, mình lại bị che chôn ở chỗ này, thậm chí phải vĩnh viễn phong ấn. Im miệng đi. Diệp Thần trợn mắt nhìn nàng một mắt, người phụ nữ này sống chết, hắn không hề liên quan tim, hắn trong lòng chỉ suy nghĩ thoát thân phương pháp. Mị Tâm nghe Diệp Thần dày, thì có chút ủy khuất ngậm miệng. Nàng đến lúc này, lại còn theo bản năng nhận Diệp Thần làm chủ, đúng như luân hồi tín đồ vậy. Cảm thấy được mình bộ dáng này, Mị Tâm nội tâm cũng là rét một cái, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ ta đã bị luân hồi mê muội? Đây có thể thật to không ổn. Niệm đến này, nàng khó hiểu người đổ mồ hôi lạnh. Diệp Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đạo Đức Thiên Tôn bày ra phong ấn trận pháp, thật khó đột phá. Hắn muốn đột phá, sợ rằng phải hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Mà hiện tại, hắn đã không có thời gian lãng phí. Bởi vì, mà tổ không trời vẫn còn ở tinh nguyệt giới tàn phá, hắn phải mau sớm chạy trở về. Cứu hắn phải bảo vệ người. Muốn cố gắng đột phá phong ấn nói, Diệp Thần chỉ muốn đến một cái biện pháp, đó chính là, mượn dùng si ma bò cạp lực lượng. Si ma bò cạp, ở hắn thiên đế linh khiếp bên trong, ngày mai sẽ phải vùng vẫy đi ra. Đến lúc đó, si ma bò cạp nổi điên, liền có cơ hội phá hỏng Đạo Đức Thiên Tôn phong ấn. Chỉ bất quá, vậy si ma bò cạp, ngang bướng khó thuần, đến hiện tại, Diệp Thần cũng vẫn không có thể thuần phục. Nếu là si ma bò cạp vùng vẫy đi ra, sợ rằng sẽ trực tiếp công kích Diệp Thần. Đến lúc đó, Diệp Thần thậm chí đối mặt rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn mượn dùng si ma bò cạp lực lượng, xông phá ta phong ấn, nhưng vô dụng, ta cái này phong ấn trận pháp, cùng Tử Hoàng Tiên Cung mồi lửa địa mạch tương liên, coi như là si ma bò cạp, cũng không thể đột phá. Vậy si ma bò cạp, đúng là hung hãn, liền ta đều không thể hàng phục. Nhưng nơi này là Tử Hoàng Thiên Cung, ta phải tạm thời phong ấn lại nó, nhưng là có thể làm được. Ngươi và vậy si ma bò cạp, đều đưa trở thành ta cung phụng mồi lửa tế phẩm. Lời nói này nói xong,
đạo đức thiên tôn chính là lạnh lùng rời đi. Hắn tin tưởng, bất kể là Diệp Thần, Mị Tâm, vẫn là Si Ma Bò Cạp, đều không cách nào đột phá hắn phong ấn trận pháp. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới đạo đức thiên tôn phong ấn trận pháp, lại có thể cường hãn như vậy, liền Si Ma Bò Cạp đều không thể đột phá. Nếu như là ở bên ngoài, không có bất kỳ người, có thể phong ấn được Si Ma Bò Cạp. Nhưng cái này bên trong dẫu sao là Tử Hoàng Tiên Cung, là đạo đức thiên tôn địa bàn, địa mạch tích lũy không biết nhiều ít linh khí năng lượng, còn có trong chỗ U Minh Tín ngưỡng lực. Các loại lực lượng hội tụ dưới, Si Ma Bò Cạp cũng khó mà tàn phá. Oanh! Diệp Thần đem tích đè ở trên người đá rơi, toàn bộ nổ, tầm mắt một tí rộng rãi, liền thấy Tử Hoàng Uyên sụp đổ hạ, hoàn cảnh chung quanh, đã biến thành nham thạch nóng chảy ràn rụa, giống như luyện ngục vậy phế tích. Ở mảnh phế tích này địa giới trên, một cái màu đỏ thấm phong ấn trận pháp, mỗi một cái trận văn đều là như trời quý tích, huyền diệu vô cùng, đem Diệp Thần và Mị Tâm phong vây khốn. Lấy Diệp Thần trận pháp thành tựu, lập tức là có thể nhìn thấu cái này phong ấn sự huyền bí của trận pháp, nhưng hắn cũng không cách nào phá giải. Bởi vì trận pháp sau lưng, mang theo Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch cùng mồi lửa lực lượng. Muốn phá trận mà nói, trừ phi trước cắt đứt Tử Hoàng Tiên Cung địa mạch, nghiền tắt lửa chồng, cái này là chuyện không thể nào. Xem ra dùng thủ đoạn cường ngạnh, là không thể nào phá trận, muốn ngoài ra nghĩ biện pháp. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, đương thời trong lúc nguy cấp, hắn cũng không có hốt hoảng, mà là không ngừng suy nghĩ phương pháp phá cuộc. Mị Tâm thấy Diệp Thần bộ dáng chấn định, nội tâm vậy an ổn rất nhiều, trong lòng lại có ý sùng bái. Nếu như đổi thành người bình thường nói, bị vây ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã muốn sụp đổ. Diệp Thần chau mày, không ngừng suy diễn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ước chừng suy tính hơn nửa ngày, Diệp Thần mới miễn cưỡng thấy một chút phá cuộc hy vọng. Cháy hết trụ quang huyết mạch, hẳn có thể để cho ta đi ra ngoài. Diệp Thần nghĩ thầm, trụ quang huyết mạch, có vô cùng thần kỳ thời gian bí ẩn. Hắn thấy phương pháp phá cuộc, chính là lợi dụng trụ quang huyết mạch lực lượng, để cho thời gian chảy ngược, để cho thân thể mình trạng thái, khôi phục lại không có bị phong ấn trước hình dáng, từ đó đột phá ra ngoài. Nhưng loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên, sợ rằng sẽ hao hết tất cả trụ quang huyết mạch linh khí, hơn nữa còn sẽ tổn thương đạt tới Diệp Thần bản thân luân hồi huyết mạch, giá phải trả cực lớn. Luân hồi chi chủ, người muốn đến thoát khốn phương pháp sao? Mị Tâm thấp giọng hỏi, thanh âm nhưng là mang một chút đáng thương. Bị vây hơn nửa ngày, nàng nội tâm vậy luống cuống, e sợ cho mình sẽ bị vây chết ở chỗ này. Có thể hay không mang ta đi chung đi ra ngoài? Mị Tâm cầu khẩn nói. Không, ta cũng không xác định có thể đi ra ngoài. Diệp Thần lắc đầu một cái, cháy hết trụ quang huyết mạch, giá quá lớn, nếu như không tới cuối cùng, hắn tự nhiên chẳng muốn thử nghiệm. Lúc này, Diệp Thần thiên đế linh khiếp, phát ra một hồi lay động tiếng, thật giống như bên trong có vật gì, sắp vùng vẫy đi ra. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thần và Mị Tâm nhìn nhau, đều là cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Hai người đều biết, Si Ma Bò Cạp sắp đi ra. Một khi Si Ma Bò Cạp phá khốn ra, hai người tình cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có hứng thú, có lẽ có thể tới ta Thánh Hỏa Điện trò chuyện một chút. Ngay tại Diệp Thần và Mị Tâm, đang bàng hoàng để gặp, một giọng già nua, bỗng nhiên truyền vào hai người trong lỗ tai. Lại là Trùng Dương Chân Nhân thanh âm. Trùng Dương Chân Nhân, là ngươi. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy trước mắt phong ấn đại trận, từng cái ngọn lửa trận văn hòa tan đi xuống. Vô số lửa cháy mạnh gào thét tụ lại, tạo thành một cái lửa trời đại lộ, không biết đi thông phương nào. Luân hồi chi chủ, dọc theo điều này lửa trời đại lộ, ngươi có thể tới đây gặp ta sẽ cho ngươi một ít cơ duyên, nhưng, cần ngươi trả một cái giá thật là lớn. Trùng Dương Chân Nhân nói, hắn lại có thể trực tiếp hóa điệu đạo đức thiên tôn bày ra phong ấn trận pháp, đem Diệp Thần và Mị Tâm thả ra, hơn nữa muốn tự mình gặp Diệp Thần. Cái đó phong ấn trận pháp là lợi dụng mồi lửa năng lượng cấu trúc mà thành. Mà Trùng Dương Chân Nhân, trước mắt trông coi Thánh Hỏa Điện, đang chấn thủ mồi lửa, hắn cũng cùng đạo đức thiên tôn như nhau, có nắm trong tay mồi lửa năng lượng tư cách. Cái này Trùng Dương Chân Nhân, và đạo đức thiên tôn không phải một phe. Mị Tâm nhìn ra liền đầu mối, trong bụng cảm thấy ngạc nhiên, mơ hồ đoán được Trùng Dương Chân Nhân và đạo đức thiên tôn tới giữa, tồn tại ngăn cách.
đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, không nghĩ tới Trùng Dương chân nhân muốn gặp mình. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm thần, dọc theo ngày trước nổi giận nói, sải bước đi về phía trước, Mị Tâm hoảng vội vàng đi theo lên. Hai người một trước một sau, dọc theo lửa trời đại lộ, một đường xuyên qua hư không, rất nhanh liền rời đi Tử Hoàng Uyên, cũng đi thẳng tới Trùng Dương chân nhân địa giới, Thiên Dương Vực. Thiên Dương Vực là Trùng Dương chân nhân địa bàn, cũng là Thánh Hỏa Điện sở tại. Ngày xưa Tử Hoàng Tiên Cung chính phái cùng tà phái, đã sớm thống nhất, thành Thánh Hỏa Điện, phụ trách trấn thủ mồi lửa. Mà Trùng Dương chân nhân, chính là Thánh Hỏa Điện điện chủ, được gọi là Lương Vương. Diệp Thần và Mị Tâm, đi tới Thiên Dương Vực, liền thấy Trùng Dương chân nhân, chánh phụ tay đứng ở Thánh Hỏa Điện trước. Ở sau lưng hắn trong đại điện, đang thờ phụng trong truyền thuyết mồi lửa, thần thánh ánh lửa, hừng hực thiêu đốt, như mặt trời vậy nhức mắt, vậy là Trùng Dương chân nhân thân thể, mạ lên một tầng màu đỏ thẫm chói lọi. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, Thánh Hỏa Điện chung quanh, tựa hồ cũng chỉ có Trùng Dương chân nhân một người. Trùng Dương chân nhân, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần hướng Trùng Dương chân nhân chắp tay, giọng đúng mực. Hắn biết, đối phương xuất thủ tương trợ, nhất định là có kinh thiên điều kiện, không thể nào trắng giúp không hắn. Trùng Dương chân nhân tròng mắt híp lại, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người sáng mắt không nói bóng gió, ta trực tiếp nói cho ngươi, ta muốn nhất vĩ. Diệp Thần nói, cái gì? Trùng Dương chân nhân nghiêm mặt nói, ta muốn si ma bỏ gặp, đem ngươi vậy hung thú thả ra, đưa cho ta thôi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không dây dưa cự tuyệt nói, không thể nào. Si ma bò cạp chân quý bực nào, hắn làm sao có thể chắp tay nhường cho Trùng Dương chân nhân. Xem ra Trùng Dương chân nhân cũng có tư lợi, muốn tư nuốt si ma bò cạp. Trùng Dương chân nhân thấy Diệp Thần cự tuyệt, tựa hồ vậy ở trong ý liệu, ha ha cười nói, vậy si ma bò cạp, người không nắm được, ngược lại không như đưa cho ta. Người thời gian không nhiều lắm. Ma tổ không trời vẫn còn ở nhà ngươi vườn tàn phá, ngươi không muốn về nhà giết chết hắn sao? Nhưng, liền cái này một thời gian hai ngày, ngươi có thể thuần phục si ma bỏ cạp sao? Lời nói này, lại nói đến Diệp Thần trong tâm khảm. Thời gian gấp, hắn đúng là không thể nào nhanh như vậy liền thuần phục si ma bỏ cạp. Ngươi có thể thuần phục? Diệp Thần theo bản năng hỏi. Trùng Dương chân nhân cười nói, ta không thể, nhưng ta biết có người có thể. Chỉ cần đem ngươi si ma bò cạp đưa cho ta, ta tự nhiên có biện pháp. Diệp Thần cũng là ha ha cười một tiếng, nói, ngươi mới vừa không phải nói, có cơ duyên gì muốn tặng cho ta sao? Trùng Dương chân nhân gật gật đầu nói, đúng vậy, ta cấp cho ngươi cơ duyên, chính là chai này hỏa chủng linh dịch. Hắn móc ra một cái bình ngọc bên trong, đựng lau một cái lửa chất lỏng màu đỏ, tinh khiết như hổ phách vậy, mơ hồ tản mát ra đậm đà mồi lửa linh khí. Chai này hỏa chủng linh dịch, là mồi lửa nguyên năng lượng cốt lõi hội tụ mà thành, linh khí vô cùng là tinh thuần dư thừa, ngươi nếu là lấy về, này thân Độ Uyển Nhi ăn vào, có thể để cho nàng hồi phục. Trùng Dương chân nhân cười nói, hắn lại biết thân Độ Uyển Nhi sự việc. Thân Độ Uyển Nhi tranh đoạt tử thần quyền bính thất bại, bị thương nặng, trước mắt đã rơi vào ngủ say. Muốn hồi phục nàng mà nói, cần mượn dùng mồi lửa năng lượng. Diệp Thần nhìn bình kia hỏa chủng linh dịch, nội tâm cũng là lớn động. Hắn nguyên lấy là, muốn hồi phục thân Độ Uyển Nhi mà nói, cần rất dài thời gian. Nhưng hiện tại, Trùng Dương chân nhân nhưng trực tiếp cho ra cơ duyên. Chỉ cần hắn cầm chai này hỏa chủng linh dịch trở về, là có thể để cho thân Độ Uyển Nhi hồi phục. Cái này hỏa chủng linh dịch, đúng là chân quý. Nhưng, dựa hết vào một chai hỏa chủng linh dịch, người liền muốn đổi đi si ma bỏ cạp, không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền. Diệp Thần lắc đầu một cái, mặc dù hắn tâm lý đặc biệt muốn hỏa chủng linh dịch, nhưng cũng biết, si ma bò cạp giá trị, xa không nơi này. Trùng Dương chân nhân gặp Diệp Thần vẫn là cự tuyệt, không hề tức giận, cười nói, ta tự nhiên biết, ta mở ra tiền đặt cuộc còn chưa đủ, nhưng hơn nữa cái này 36 nặng thiên hỏa ấn đâu. Trong lúc nói chuyện, Trùng Dương chân nhân thủ quyết huy động, từng đạo lửa trời phù ấn bắn ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, chừng 36 đạo hơn. Những ngày qua hỏa phù ấn, sau lưng mang theo mồi lửa năng lượng khí thức, vô cùng là tinh thuần, linh khí bàng bạc, lại mang theo cực mạnh phong ấn lực. Đây là... Diệp Thần trong mắt hơi co lại, những thứ này thiên hỏa ấn, hắn tựa hồ gặp qua.
Trước đây Lý Tuyệt Vân đạt được đạo đức thiên tôn ban phúc, liền ủng hộ có 9 tầng thiên hỏa ấn, uy năng khá là cường hãn. Mà hiện tại, trùng dương chân nhân ban thưởng, chừng 36 nặng thiên hỏa ấn. Cái này 36 nặng thiên hỏa ấn, ta có thể ban cho ngươi. Ngươi mượn dùng những thứ này thiên hỏa ấn, có thể ngắn ngủi khống chế si ma bò cạp một ngày thời gian. Dĩ nhiên, cái này là ngắn ngủi khống chế, cũng không phải là thuần phục. Thậm chí, si ma bò cạp bị ngươi cưỡng ép khống chế, nó nội tâm ngược lại sẽ hơn nữa căm ghét ngươi. Bất quá, ngươi như có thể khống chế si ma bò cạp, một ngày thời gian, đủ giết ngược ma tổ vô thiên. Trùng Dương chân nhân mỉm cười nói. Hắn biết, hôm nay Diệp Thần đối mặt nguy hiểm lớn nhất, là tới từ ma tổ vô thiên. Muốn giết ngược ma tổ vô thiên mà nói, cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu như, Diệp Thần có thể mượn dùng si ma bò cạp lực lượng, liền có thể làm được giết ngược. Si ma bò cạp, dẫu sao là thập vĩ thần thú phân thân, nếu là lực lượng bộc phát ra, ma tổ vô thiên cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Liền liền Trùng Dương chân nhân, ở bên ngoài cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Chỉ có ở nơi này phiến thiên dương vực, ở hắn nồng cốt trên địa bàn, hắn mới có nắm chắc chống lại si ma bò cạp hung uy. Ta khống chế si ma bò cạp, giết ngược ma tổ vô thiên sau đó, thì phải đem vậy đầu hung thú, chuyển tay đưa cho ngươi. Diệp Thần trong mắt lướt qua một chút hàn mang, vậy rõ ràng liền Trùng Dương chân nhân ý tưởng. Không thể không nói, Trùng Dương chân nhân mở ra giá biểu, đúng là phong phú. Hồi phục thân độ uyển nhi, giết ngược ma tổ vô thiên, đều là Diệp Thần cần gấp. Nhưng, muốn đưa ra si ma bò cạp, đối Diệp Thần mà nói, đời trả giá không khỏi quá lớn một chút. Đúng vậy, như thế nào, khoản giao dịch này, người có hứng thú sao? Trùng Dương chân nhân cười nói. Diệp Thần sắc mặt âm trầm, khoản giao dịch này, đối hắn mà nói, vẫn là thua thiệt. Si ma bò cạp giá trị quá lớn, chắp tay nhường cho Trùng Dương chân nhân, ngang hàng muốn Diệp Thần cắt thịt. Trùng Dương chân nhân nói, luân hồi chi chủ, ngươi không thời gian do dự, cho ta một cái chính xác câu trả lời. Hoặc là, cùng vậy si ma bò cạp, đưa đến ta trong tay sau đó, ngươi có bản lãnh nói, tùy thời có thể đoạt lại đi. Diệp Thần cắn răng nói, ngươi muốn si ma bò cạp làm gì? Trùng Dương chân nhân cười nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta chỉ hỏi ngươi, có chịu hay không giao dịch. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nghĩ đến ma tổ vô thiên ở tinh nguyệt giới tàn phá, nghĩ đến thân độ uyển nhi ngủ say hình dáng, hắn rốt cục thì hạ định quyết tâm, nói. Được, ta cùng ngươi giao dịch chính là. Trùng Dương chân nhân nghe được Diệp Thần rốt cuộc đáp ứng, nhất thời đại hỉ, nói, rất tốt, nhưng thực ta còn có một cái điều kiện. Diệp Thần cả giận nói, đừng được voi đòi tiên. Trùng Dương chân nhân nói, không phải được voi đòi tiên, chỉ là vì để cho giao dịch của chúng ta, có thể thuận lợi hoàn thành thôi. Người ở giết ngược ma tổ không ngày sau, cần giúp ta đi một chuyến thiên ngoại thiên, mang một cái kêu là Văn Thiên người trở về. Diệp Thần nhướng mày nói, Văn Thiên. Trùng Dương chân nhân nói, đúng vậy, hắn là thời đại hồng hoang, nhất là cao cấp người luyện thú, người hẳn biết ta muốn tìm hắn mục đích. Giao dịch giữa chúng ta, rất nhanh liền sẽ kích động thiên cơ, bị đạo đức thiên tôn phát hiện, ta là không thể tùy tiện rời đi. Vị kia Văn Thiên đại sư, chỉ có thể ủy thác ngươi đi giúp ta mang hắn trở về. Diệp Thần cau mày sâu hơn, tự nhiên cũng là rõ ràng, Trùng Dương chân nhân muốn tìm Văn Thiên đại sư, chính là vì thuần phục si ma bỏ cạp. Vị kia Văn Thiên đại sư, nếu quả thật là cao cấp người luyện thú, có lẽ có biện pháp gì, thật có thể thuần phục si ma bỏ cạp vậy không nhất định. Chỉ bất quá, nếu như si ma bỏ cạp, thật bị thuần phục nói, Diệp Thần cũng chưa có cơ hội lại đoạt lại. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Diệp Thần trầm giọng nói. Ha ha, đây là giao dịch một phần chia, nếu như ngươi không chịu đáp ứng, vậy chúng ta tới giữa, liền không cách nào giao dịch đi xuống. Nhưng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Chỉ cần đem ngươi Văn Thiên Đại Sư mang về, ta có thể dùng một người cùng ngươi trao đổi. Trùng Dương chân nhân nói. Diệp Thần lớn cho thỏa hiếu kỳ, hỏi, người nào? Trùng Dương chân nhân cười nói, chính là Hỏa Thần Thiên Tôn Tô Nghê Thường, nàng coi như là mệnh vận chi chủ Kỳ Tư Thanh nửa sư phụ. Năm đó, nàng bị đạo đức thiên tôn giết chết, hài cốt bị đúc thành bó đuốc, tàn hồn vậy một mực bị phong ấn ở mồi lửa bên trong. Chỉ cần đem ngươi Văn Thiên Đại Sư mang về, ta có thể thả Tô Nghê Thường.
Diệp Thần nội tâm chấn động một cái, hắn biết Hỏa Thần Thiên Tôn địa vị trọng yếu. Kỷ Tư Thanh thừa kế Hỏa Thần Thiên Tôn đạo thống, thật muốn coi như, Hỏa Thần Thiên Tôn coi như là Kỷ Tư Thanh nửa sư phụ. Nếu như có thể để cho Hỏa Thần Thiên Tôn thoát khốn, vậy thì thật là vô thượng công đức. Ngươi muốn thả Hỏa Thần Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn chịu đáp ứng không? Diệp Thần hỏi. Hắn biết Hỏa Thần Thiên Tôn thân phận, không phải chuyện đùa. Hỏa Thần hài cốt, là mồi lửa đồ đựng. Hỏa Thần tàn hồn, cũng có thể lớn mạnh mồi lửa lực lượng. Nếu là Hỏa Thần Thiên Tôn bị để cho chạy, sẽ lớn ảnh hưởng lớn mồi lửa uy năng. Ha ha, ta là Lương Vương, ta trấn thủ mồi lửa, ta có ta quyết đoán, không tới phiên Đạo Đức Thiên Tôn chỉ trỏ. Hắn chiếm đoạt mồi lửa lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc, ta sẽ thừa kế đời này tinh không tân hỏa, ta mong muốn mồi lửa, là phải tinh khiết, không cần người bất kỳ che chở, cho dù người kia là hỏa thần. Trùng Dương chân nhân giọng bên trong, mang theo một cổ cuồng ngạo ý. Trước kia hắn đối Đạo Đức Thiên Tôn, tôn xưng là trưởng giáo đại nhân, thái độ 10 phần khiêm nhường, nhưng hôm nay, hắn đã không có nhiều ít cung kính. Hắn lý niệm, cùng Đạo Đức Thiên Tôn tới giữa, tồn tại to lớn khác nhau. Hai người xích mích thành thù, mỗi người tính toán, đã thành định cục. Đây đối với Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu là Tử Hoàng Tiên Cung, thật một khối thiết bản, vậy hắn cái gì cơ hội cũng không có. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp mang về Văn Thiên Đại Sư. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, cũng muốn để cho Hỏa Thần Thiên Tôn thoát khốn. Đến lúc đó, hắn luân hồi trận doanh, là có thể lại hơn một vị thần linh vào ở, Kỷ Tư Thanh khẳng định sẽ thật cao hứng. Còn như Si Ma bò cạp, rơi vào Trùng Dương chân nhân trong tay, sau này như thế nào đoạt lại, vậy chỉ có thể sau này hãy nói. Hôm nay đặt ở Diệp Thần trước mắt, chuyện trọng yếu nhất, chính là cùng Ma Tổ Vô Thiên quyết chiến. Rất tốt, ta đem cái này 36 đạo thiên hỏa ấn, ban cho ngươi, ngươi có thể cưỡng ép khống chế Si Ma bò cạp, nhưng chỉ có một ngày thời gian, mình thật tốt chắc chắn. Giao dịch thương nghị xong, Trùng Dương chân nhân rất là cao hứng, vung tay lên, đem vậy 36 đạo lửa trời phù ấn, toàn bộ ban cho Diệp Thần. Còn có bình kia hỏa chủng linh dịch, hắn vậy giao cho Diệp Thần. Diệp Thần đạt được hỏa chủng linh dịch cùng lửa trời phù ấn, nội tâm vui mừng. Nhưng, nghĩ đến vô cùng chân quý Si Ma bò cạp, sắp rơi vào Trùng Dương chân nhân trong tay, hắn nội tâm chính là một hồi ngưng trọng. Thiên đế linh khiếp lay động, càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thần thấy vậy, dứt khoát đem thiên đế linh khiếp mở ra, cầm Si Ma bò cạp thả ra. Dù sao, nơi này là thiên dương vực, Trùng Dương chân nhân ngay tại bên cạnh, hắn cũng không sợ Si Ma bò cạp làm loạn. Hống! Đi đôi với một hồi kinh thiên bảo hiếu, Si Ma bò cạp bị thả ra, núi cao vậy to lớn thân thể, chấn rơi xuống đất. Si Ma bò cạp trên mình, vô số hắc ám phù văn xen lẫn, từng cái quỷ bí ánh mắt ở nó thân xác trên khép mở. Cực kỳ quỷ dị. Vô biên vô tận ma khí, còn có không thể danh tráng khí tức kinh khủng, nhanh chóng ở nơi này phiến thiên dương vực thế giới chuyển ra, làm được bầu trời quang đãng, ngay tức thì hóa thành hắc ám, thậm chí tư sinh ra quỷ bí tinh không khí tượng. Vậy mảnh tinh không, lại là một phiến bị ô nhiễm tinh không, tràn đầy hắc ám rớt xuống hơi thở, là trong truyền thuyết tinh không bờ bên kia, rơi lạc hậu khí tượng. Khi thấy Si Ma bò cạp quỷ bí vòng quanh thân thể, còn có vậy tinh không rớt xuống khí tượng, cho dù là Trùng Dương chân nhân, sắc mặt cũng là tại chỗ thay đổi. Đối mặt như vậy quỷ bí tình cảnh, Trùng Dương chân nhân tựa như thấy được cuối cùng hắc ám, mới vừa vẫn là trầm ổn bình tĩnh hắn, giờ phút này lại có thể cả người run rẩy. Ca ngợi hắc ám, thật là không tưởng tượng nổi. Đây chính là thập vĩ thần thú phân thân sao? Chỉ là một đạo phân thân, liền cường hãn như vậy. Nếu là hoàn chỉnh thập vĩ thần thú, vậy thì thật là liền trong truyền thuyết luân hồi đi đời sách, đều không cách nào trấn áp tồn tại. Trùng Dương chân nhân khen ngợi, trong tròng mắt toát ra cực đoan nóng rực thần sắc. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Mị Tâm, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Trùng Dương chân nhân muốn thuần phục Si Ma bò cạp dã tâm. Thậm chí, một đầu Si Ma bò cạp, vẫn không thể thỏa mãn Trùng Dương chân nhân. Hắn yêu cầu, là tất cả thập vĩ thần thú phân thân. Sau đó hội tụ thành chân chính thập vĩ. Lương Vương, người muốn trấn áp ta. Bỗng nhiên, Si Ma bò cạp trong miệng, khạc ra lãnh khốc lời nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trùng Dương chân nhân. Nó lại có thể miệng phun tiếng người.
nó ánh mắt bên trong, mang to lớn kiêng kỵ ý. Trước đây, bất kể là đối mặt Diệp Thần, vẫn là đối mặt Đạo Đức Thiên Tôn, Lý Tuyệt Vân, Sima Bò Cạp đều không từng khạc ra tiếng người. Nhưng hiện tại, đối mặt Trùng Dương Chân Nhân, nó nói ra tiếng người. Ở nó trong lòng, tựa hồ chỉ có Trùng Dương Chân Nhân mới có thể để cho nó cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bị thuần phục sợ hãi. Ha ha, Nhất Phí, người ta có duyên phận, ta sau này sẽ là người chủ nhân. Trùng Dương Chân Nhân cười nói. Sima Bò Cạp tức giận, Bào Hiếu Đạo, người còn không có cái này tư cách. Cho dù là luân hồi chi chủ, hắn đều không tư cách làm ta chủ nhân, chớ nói chi là ngươi. Nó tức giận dưới, cả người ma khí nổ, sau lưng đuôi bò cạp treo ngược kim lưỡi câu, phá toái hư không, hung hăng hướng Trùng Dương Chân Nhân quét tới. Trùng Dương Chân Nhân thong thả lui về phía sau, thủ quyết nặn động, từng đạo tiên đế quy luật, như tơ tuyến vậy quấn quanh ở Sima Bò Cạp, quay đầu hướng Diệp Thần nói. Luân hồi chi chủ, động thủ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lập tức cũng không chậm trễ, đem quanh người 36 đạo thiên hỏa ấn, toàn bộ bắn ra. Xuy xuy xuy, 36 đạo thiên hỏa ấn, bắn rơi ở Sima Bò Cạp thân thể cao lớn trên. Hống, Sima Bò Cạp tức giận bào hiếu, ở đó 36 đạo thiên hỏa ấn đóng dấu hạ, nó thân thể bị nóng ra từng đạo cấm chế vậy phù văn, trong sâu thẳm mồi lửa năng lượng, xông vào nó huyết mạch cùng thức hải bên trong. Lại là đem nó cả người ma khí cũng chế trụ. Vù vù. Ngay lập tức, Diệp Thần cũng cảm giác được, ở đó 36 đạo thiên hỏa ấn nối liền hạ, hắn cùng Sima Bò Cạp tới giữa, sinh ra cộng minh nào đó. Hắn cảm giác được, mình có thể khống chế Sima Bò Cạp. Nằm xuống. Diệp Thần quát một tiếng làm, Sima Bò Cạp bi hống một tiếng, cúi đầu xuống, thân thể không tự chủ được nằm ở. Diệp Thần một cái cướp bước. Liền bước lên Sima Bò Cạp gánh triển núi. Luân hồi chi chủ, người mưu toan dùng mồi lửa đóng dấu khống chế ta. Đó là mộng tưởng hảo huyền. Sima Bò Cạp lớn tiếng giận kêu, thanh âm long trời lở đất, vô cùng là thê lương, cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Nó cả người ma khí dâng lên, muốn rửa sạch trên mình mồi lửa đóng dấu, nhưng hoàn toàn xông lên rửa không sạch. Cái này 36 đạo thiên hỏa ấn. Chỉ ít có thể duy trì một ngày thời gian. Ngày này trong thời gian, nó đều phải bị Diệp Thần khống chế. Im miệng đi. Diệp Thần khống chế Sima Bò Cạp óc, để cho hắn lập tức im miệng. Vậy 36 đạo thiên hỏa ấn, bao trùm Sima Bò Cạp toàn thân, Diệp Thần mượn những ngày qua lửa đóng dấu, là có thể hoàn mỹ điều khiển Sima Bò Cạp, giống như là điều khiển một đầu con rối, liền đối phương tinh thần tư tưởng, đều có thể khống chế. Nhưng... Như vậy khống chế, cũng có hạn chế, chính là hắn không thể để cho Sima Bò Cạp tự hủy hoại, cũng không thể để cho đối phương quy thuận mình, đây phảng phất là một loại đặc thù nào đó quy tắc, tương tự nhân quả luật, hoặc là thập vĩ thần thú huyết mạch tiềm thức tự bảo vệ mình. Chúc mừng, luân hồi chi chủ, người khống chế Nhất Vĩ, muốn giết ngược ma tổ vô thiên, vậy thì đơn giản hơn. Trùng Dương Chân Nhân gặp Diệp Thần khống chế được Sima Bò Cạp, nhất thời đại hỉ chúc mừng. Diệp Thần nhưng là cười khổ, bởi vì hắn từ Sima Bò Cạp trong ánh mắt, thấy được vô cùng oán độc ý. Có thể tưởng tượng, cùng Sima Bò Cạp thoát khỏi khống chế sau đó, sẽ có bao nhiêu đau hận hắn. Trùng Dương Chân Nhân bước cờ này, là muốn để Sima Bò Cạp cùng Diệp Thần, hoàn toàn trở thành cửu nhân. Sau đó, hắn lại đi mời Văn Thiên Đại Sư, ra tay thuần phục nói, tỷ lệ thành công liền tăng lên thật nhiều. Diệp Thần biết rõ Trùng Dương Chân Nhân bước cờ này, là ở nhắm vào mình, nhưng đương thời giây phút, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Hắn cần mượn dùng Sima Bò Cạp lực lượng, đi đối kháng ma tổ vô thiên. Đạp ở Sima Bò Cạp gánh triển núi trên, Diệp Thần hít sâu một hơi, để cho mình tinh thần, cùng Sima Bò Cạp tinh thần dung hợp, hơi thở tương thông. Oanh! Sima Bò Cạp trên mình ma khí, cùng Diệp Thần linh khí dung hợp, thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần luân hồi thần mạch ở giữa thánh ma thần mạch. Liền tự động mở ra. Thánh ma thần mạch, xuất xứ từ ma bia, mang theo vô cùng là nồng đậm ma khí. Giờ phút này, mượn Sima Bò Cạp năng lượng, Diệp Thần lại mở thánh ma thần mạch, trên mình bộc phát ra ma khí, đơn giản là thao trời không tuyệt, hắc khí tràn ngập, như vĩnh đêm quân vương giáng thế, tại chỗ nổi lên một cổ ma khí gió bão. Ở nơi này vậy ma khí gió bão chấn động hạ, liền Trùng Dương Chân Nhân đều bị đẩy lui một khoảng cách.
Mị Tâm lại là vô cùng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là si ma bò gặp lực lượng sao? Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể mênh mông ma khí, chỉ cảm thấy lực lượng hùng hồn bá đạo, coi trời bằng vung, gần như vô địch. Hắn khống chế si ma bò gặp, cùng si ma bò gặp dung hợp, trạng thái giống như cùng luân hồi đại năng dung hợp vậy, lấy được vô thượng trợ lực. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, nếu như mình giờ khắc này, toàn lực bùng nổ nói, có cơ hội đánh chết trùng dương chân nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong mắt không khỏi lướt qua một chút sát khí, nhìn chằm chằm trùng dương chân nhân. Giết hắn! Diệp Thần nội tâm toát ra một cái điên cuồng ý niệm. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần liền phán định rõ ràng, cái ý niệm này, chính xác mà nói, là xuất từ si ma bò cạp. Si ma bò cạp muốn giết trùng dương chân nhân, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng, Diệp Thần không hề sẽ qua loa động sát thủ.